chương 321, nếu như là thông linh kỳ dược chân chính, nó sớm đã quay đầu bỏ chạy, căn bản không có khả năng đợi đến lúc bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện. Đây là một gốc bán thông linh kỳ dược, chỉ có niên đại 500 năm, dược tính thua xa thông linh kỳ dược chân chính. Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng tốn hao 500 năm, đem nó bồi dưỡng thành thông linh kỳ dược chân chính. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đang cần sử dụng nguyên mệnh châu để rèn luyện thân thể. Tam Diệp nguyên mệnh thảo có thể chân chính khởi tử hồi sinh hay không, Ninh Tiểu Xuyên không biết. Thế nhưng, hắn biết Nguyên Mệnh Châu có thể rèn luyện thân thể võ giả, để thăng thể chất cùng thiên phú của võ giả. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất, vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại muốn có được Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị hái gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo kia, mặt đất đột nhiên chấn động một trận. Ung ung, mặt đất nham thạch màu đen dưới chân hắn chợt nứt ra, mở rộng ra thành một cái khe rộng năm thước, dài đến hơn 100 thước. Ngao, một tiếng giống to từ trong lòng đất truyền tới, một đầu thạch thú đen kịt, thân thể khổng lồ từ bên trong khe nứt chui ra, khiến cho khe nứt càng mở ra lớn hơn, từng khối từng khối đá nặng ngàn cân từ trong khe nứt chui ra, lăn tròn trên mặt đất. Thân thể đầu thạch thú màu đen kia cao tới 10 thước, hình dáng giống như man ngưu, trên đầu mọc một cặp sừng nhọn, dưới thân là bốn cái chân bằng nham thạch. Cự thạch trên mặt đất đều nhanh chóng lăn qua, ngưng tụ lên thân thể của nó, khiến cho thân thể của nó lại bành trướng thêm một vòng, cao tới 12 thước, dài đến 18 thước quả thật chính là một đầu quái vật khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước mặt nó, thể tích toàn thân còn chưa lớn bằng một tảng đá trên chân nó. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa kinh ngạc, lại còn sinh trưởng ra thạch thú nữa. Xem ra thế giới này cũng không cô quạnh giống như bề ngoài vậy, nói không chừng còn có thể gặp phải một ít thứ mới lạ. Đầu thạch thú này tuy rằng cường đại, lực hủy diệt kinh người, nhưng vẫn chưa thể uy hiếp được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên so với nó càng dã man hơn, trực tiếp nắm lên một cái chân thạch thú quăng ra xa vài trăm thước, quẳng ném thạch thú thành một đống đá vụn. Ngao, thạch thú có thân thể bất tử, một lần nữa tổ hợp lại thân thể, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đụng thẳng tới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên linh quang, lập tức tế xuất ra dưỡng tâm chân đỉnh, trực tiếp thu đầu thạch thú này vào bên trong chân đỉnh, sử dụng âm dương minh hỏa để luyện hóa. Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên lại triệu hoán xong đầu thạch thú từ trong huyền thú giám ra, đánh vào trong dưỡng tâm chân đỉnh hắn muốn sử dụng âm dương minh hỏa, đem hai đầu thạch thú luyện hóa cùng một chỗ. Dưỡng tâm chân đỉnh huyền phủ trên hư không, nham thạch trên người hai đầu thạch thú hòa tan, biến thành nham tương xích hồng sắc, hỗn hợp cùng một chỗ. Thời điểm dưỡng tâm chân đỉnh luyện hóa hai đầu thạch thú, Ninh Tiểu Xuyên cũng ngắt lấy Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Sau khi gỡ xuống Nguyên Mệnh Châu màu trắng, liền dùng hộp hàn băng ngọc bảo tồn Tam Diệp Thảo. Tuy rằng tinh hoa của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo chủ yếu dựng dục trong Nguyên Mệnh Châu, thế nhưng bản thân tam diệp thảo cũng có giá trị dược dụng nhất định, có thể dùng để luyện chế cao cấp đan. ầm, um, nắp dưỡng tâm chân đỉnh mở ra, một đầu song đầu thạch thú xích hồng sắc từ bên trong nhảy ra, thân thể đạt tới chiều cao 14 thước, lại bành trướng ra thêm một vòng. Cả người nó đều cuộn trào nham tương, giống như một đầu hỏa thạch thần thú nóng bỏng đứng thẳng trên mặt đất, thiêu đốt mặt đất bùng cháy cả một mảng lớn. Bộ dạng tiểu long vô cùng hưng phấn, cũng không sợ nham tương nóng chảy quạt mạnh cặp cánh nhỏ, bay lên trên lưng song đầu thạch thú. Trong miệng phát ra thanh âm ngao ngao, muốn cưỡi song đầu thạch thú phóng chạy. Song đầu thạch thú vốn chỉ chịu sự khống chế của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, sau khi Tiểu Long giống lên một hồi, không ngờ nó lại thật sự phóng chạy như bay. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới phát hiện, trong tay Tiểu Long ôm một khối xương cốt hình quạt, đúng là huyền thú giám. Không ngờ nó lại dám trộm đi huyền thú giám trên người hắn. Ninh Tiểu Xuyên tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiểu Hồng, nghĩ nó sẽ không gây ra đại loạn gì. Vì vậy hắn liền yên tâm bắt đầu dùng dưỡng tâm chân đỉnh chế luyện Nguyên Mệnh Châu. Nếu như các võ giả khác đạt được Nguyên Mệnh Châu, khẳng định chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Nếu sử dụng như vậy, coi như là một gốc bán thông linh kỳ dược, cũng chỉ có thể hấp thu được một phần 10 dược tính mà thôi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên thì lại bất đồng. Hắn là một dưỡng tâm sư, có thể đem Nguyên Mệnh Châu luyện chế thành Nguyên Mệnh Đan, như vậy liền có thể sử dụng hoàn toàn dược lực của Nguyên Mệnh Châu. Hắn dùng một viên nguyên mệnh châu, tác dụng tương đương với các võ giả khác dùng 10 viên nguyên mệnh châu. Với cấp bậc hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, rất nhanh đã luyện chế nguyên mệnh châu thành một viên nguyên mệnh đan, bên trong chỉ gia nhập cửu thải huyền thủy cùng dưỡng tâm thảo, cho nên nguyên mệnh đan vẫn như cũ rất tinh thuần, quang hoa trên đan dược cũng trở nên càng thêm sáng rọi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức phục dụng nguyên mệnh đan vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt liền hòa tan, hóa thành từng tia từng tia đan khí, thẩm thấu tiến vào huyết dịch dược tính theo huyết mạch vận chuyển đến các nơi trên toàn thân, dung nhập gân cốt, huyết nhục, tạng phủ, cường luyện thân thể. Huyết khí Ninh Tiểu Xuyên từ từ tăng trưởng, huyết dịch chậm rãi sôi trào, từ trong lỗ chân lông lan tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành nên hình thái thần hổ. Hiện tại một giọt huyết dịch Ninh Tiểu Xuyên có thể hiển hóa ra bốn đầu thần hổ, huyết khí tương đối hồn hậu, sau khi luyện hóa nguyên mệnh đan, vậy mà trực tiếp đạt tới trình độ một giọt máu hóa năm hổ. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là công lao của nguyên mệnh đan bởi vì trước khi luyện hóa nguyên mệnh đan huyết khí trong cơ thể ninh tiểu xuyên cũng đã rất hùng hậu một giọt huyết dịch gần như có thể hiển hóa ra bốn đầu rưỡi thần hổ rồi một viên nguyên mệnh đan giúp ninh tiểu xuyên đột phá nửa đầu còn lại huyết khí để thăng tới một tầng cấp khác tam diệp nguyên mệnh thảo có thể sinh trưởng ở chỗ này cũng không phải là ngẫu nhiên nếu như nơi này đã là chỗ của thiên đế thần cung như vậy khẳng định vẫn còn sinh trưởng những tam diệp nguyên mệnh thảo khác nữa nếu như có thể đạt được đủ nhiều nguyên mệnh châu nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá đến cảnh giới huyết khí như rồng. đến lúc đó, sợ rằng thiên phú của ta liền có thể đạt tới vạn năm khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng cảm giác được lực lượng nhục thể của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, vỗ ra một trường lên mặt đất, đem mặt đất phương viên hơn 10 thước đều chấn nát, nứt ra vô số văn lộ giống như mạng nhện. ung um, ung, um. mặt đất đột nhiên chấn động một trận, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút đứng không vững, bên tai vang lên thanh âm chấn thiên động địa. xảy ra chuyện gì? Lực lượng của ta đã bị áp chế, hẳn là không lớn như vậy." Ninh Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên đường chân trời, một mảnh mây đen cuồn cuộn áp bách tới. Tiểu Long ngồi trên lưng song đầu thạch thú, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên phía trước, trong miệng phát ra tiếng kêu ngao ngao. Mà sau lưng bọn họ, lại có hơn 10 đầu thạch thú khổng lồ, trong đó, thạch thú nhỏ nhất cũng đã cao tới 16 thước, còn thạch thú lớn nhất thì cao tới hơn 60 thước. Thạch thú thân thể càng khổng lồ, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Thạch thú cao sáu chục thước, nếu như là toàn lực đụng thẳng tới, quả thật có thể so với một kích toàn lực của võ giả địa tôn cảnh. Trời ạ! À, tên gia hỏa này rốt cuộc đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì? Như thế nào lại rước lấy nhiều thạch thú như vậy? Ninh tiểu xuyên cảm thấy sau này mình nhất định không thể tín nhiệm nó nữa. Con rồng khốn nạn này chính là một tên chuyên gây họa. Hắn bay đến trên lưng song đầu thạch thú, một tay chụp lấy tiểu hồng, đoạt lại huyền thú giám từ trong móng vuốt nó. Đồng thời... Ninh Tiểu Xuyên còn tìm được một viên nguyên mệnh châu màu trắng từ trong móng vuốt của nó. Viên nguyên mệnh châu này đã có niên đại 800 năm, dược khí ẩn chứa bên trong, so với viên nguyên mệnh châu niên đại 500 năm lúc trước kia, thì nồng nặc gần như gấp đôi. Hảo gia hòa, viên nguyên mệnh châu này, ta giúp ngươi bảo quản trước. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi viên nguyên mệnh châu, cất đi. Tiểu Hồng nhất thời quính lên, vội vã bay nhào tới, muốn giật lại. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên châu đường kính chừng một thước, đưa cho Tiểu Hồng, nói, Viên long nhãn này so với nguyên mệnh châu tốt hơn không chỉ gấp vạn lần, nếu như ngươi có thể luyện hóa nó, khẳng định có thể giúp tu vi của ngươi tăng trưởng. Ta chịu thiệt một chút, dùng nó để giao dịch với nguyên mệnh châu của ngươi." Ánh mắt tiểu hồng nhất thời sáng ngời, tiếp nhận viên long nhãn so với thân thể nó còn lớn hơn rất nhiều lần kia, một ngụm nuốt vào trong miệng, nhất thời đem cả người căng cứng thành một viên viên cầu thật lớn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười. "Long nhãn tuy rằng chân quý, nhưng cũng không khó tìm." Thế nhưng Nguyên Mệnh Châu thì lại bất đồng, ở bên ngoài đã tuyệt chủng hơn vạn năm, thuộc về loại bán thông linh kỳ dược, chỉ có thể gặp không thể cầu. Dùng một viên Long nhãn đổi lấy một viên Nguyên Mệnh Châu, thật sự rất đáng giá. Hơn nữa, 18 viên Long nhãn là do hắn đoạt được từ chỗ thái tử, trên người hắn cũng còn lại 17 viên, nên không cảm thấy đáng tiếc chút nào. Ngao! Một đầu thạch thú cao tới 25 thước bay vọt lên, đánh ra một cái móng vuốt khổng lồ, đập mạnh xuống một kích. Ninh Tiểu xuyên lập tức thu hồi nguyên mệnh châu, đứng trên lưng song đầu thạch thú, trên bàn tay ngưng tụ ra một cự trào thiểm điện khổng lồ, đánh nát móng vuốt thạch thú, biến thành từng khối từng khối đá vụn. ầm ầm, đám thạch thú sau lưng đều điên cuồng đuổi theo. Hình thái đám thạch thú kia đều không giống nhau, có giống như man ngưu, có giống như cự sư, có giống như đại tượng, có giống như bạo long, lại còn có một con trên lưng mọc ra một cặp cánh to lớn giống như một con cự điều kỳ quái. Két một tiếng kêu chói tai vang lên, một đầu thạch điểu bay vọt lên. Cặp cánh trên lưng đầu thạch điểu này dài đến 30 thước, toàn thân giống như chim công, chỉ là thân thể đều là tảng đá kết hợp mà thành, trong cặp mắt lại thiếu đốt hỏa diễm. Nó đánh ra một đầu lợi chảo, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chụp tới. Phốc! Ninh Tiểu Xuyên tế xuất ra dưỡng tâm chân đỉnh, trực tiếp thu đầu thạch thú giống như phi điểu này vào bên trong đỉnh lô. Thạch điểu ở bên trong dưỡng tâm chân đỉnh va chạm kịch liệt khắp nơi, muốn từ bên trong chạy ra, Lực lượng của nó rất lớn, đụng cho dưỡng tâm chân đỉnh nghiêng trái ngã phải, giống như là muốn đụng bay nắp đỉnh luôn vậy. Âm dương minh hòa. Ninh Tiểu Xuyên điều động âm dương minh hỏa đến luyện hóa thạch điểu, đồng thời cũng thu xong đầu thạch thú vào dưỡng tâm chân đỉnh, dự định luyện hóa thạch điểu vào trong cơ thể xong đầu thạch thú, tiếp tục gia tăng thực lực xong đầu thạch thú. Vụt, trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một cặp cánh chim thật lớn, thân thể phóng vọt lên, hóa thành một đạo quang mang bạch sắc. Phóng thẳng lên cao, rất nhanh đã bỏ lại đám thạch thú này sau lưng. Mặt đất phiến thế giới này bị nham thạch màu đen bao trùm, bầu trời thì bị mây đen dày đặc bao phủ. Càng bay lên cao, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được trọng áp mình phải thừa nhận càng lớn hơn. Khi bay lên đến khoảng cách 500 thước, hắn cũng đã cảm giác được tương đối chật vật, không thể lại tiếp tục bay lên cao nữa. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên muốn bay lên trên tầng mây, xem đây rốt cuộc là dạng thế giới như thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thế nhưng thế giới này lại có một cỗ lực lượng thần bí, tiến hành áp chế võ giả phi hành, cho dù tu vi của người cao tới đâu, cũng không thể bay đến phía trên tầng mây. Ninh Tiểu Xuyên liền bay xuống đến khoảng cách 300 thước, tiếp tục phi hành. Vù vù. Phía sau trượt bay tới rất nhiều khối đá, mỗi một khối đều nặng hơn một vạn cân, có khối đá bên trên còn thiêu đốt hỏa diễm nữa. Đây là tảng đá do đám thạch thú phía sau ném tới. Chúng nó có thể khống chế đất đá, xé mở thung lũng, rời núi lấp biển ném ra cự thạch để công kích ninh tiểu xuyên đang bay trên không trung đối với chúng nó mà nói đơn giản là một chuyện không gì dễ dàng hơn ninh tiểu xuyên toàn lực vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể đồng thời khởi động vân hà quy nguyên khí hình thành một cái huyền khí cháo đường kính mười thước đám cự thạch này oanh kích lên mặt huyền khí cháo liền biến thành từng đám từng đám bụi đá dù sao ninh tiểu xuyên cũng là chủ tu tốc độ rất nhanh đã đem đám thạch thú này bỏ lại sau lưng Thế giới này thật sự quá to lớn, Ninh Tiểu Xuyên bay suốt 1.800 dặm, trên mặt đất vẫn chỉ là từng khối từng khối hắc thạch, căn bản tìm không thấy tung tích của thiên đế thần cung, ngay cả các võ giả khác cùng huyền thú cũng đều không thấy. Lúc phi hành thập phần tiêu hao huyền khí, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể không đáp xuống mặt đất, định tìm một địa phương an toàn, đem nguyên mệnh châu luyện chế thành nguyên mệnh đan. Lần này Ninh Tiểu Xuyên đã thông minh hơn, tìm được một cái thung lũng hắc sắc hoang vắng, Trước dụng tâm thần cảm ứng xem trong lòng đất có khí thức thạch thú không, sau đó mới quyết định ở lại nơi này luyện đan. Ầm. Um. Dưỡng Tâm Chân đỉnh mở ra, xong đầu thạch thú một lần nữa từ bên trong bay ra, cả người vẫn như cũ đều là nham tương xích hồng sắc. Thân mình của nó đã tăng trưởng không ít, cao đến 20 thước, dài đến 35 thước. Cả hai cái đầu đều đang thiêu đốt hỏa diễm, giống như hai viên hỏa cầu khổng lồ vô cùng. Sinh vật lục địa lớn nhất trên địa cầu là con voi mà chiều cao cũng chỉ tiếp cận cỡ một móng vuốt của nó mà thôi. Không thể tin nổi nhất chính là, sau khi nó dung hợp thạch điểu, trên lưng không ngờ cũng mọc ra một cặp cánh dài đến hơn 30 thước. Song đầu thạch thú vốn dĩ chỉ là một đầu huyền thú tứ phẩm, dưới sự ẩn dưỡng trong huyền thú giám, hơn nữa dung hợp hai đầu thạch thú, hiện tại tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc huyền thú ngũ phẩm. Nếu như vẫn theo tốc độ này tiếp tục phát triển, rất có khả năng sẽ trở thành huyền thú thất phẩm, thậm chí càng cao hơn. Tiểu Long lại muốn cưỡi xong đầu thạch thú chơi đùa. Thế nhưng lòng nhãn trong cơ thể nó còn chưa có tiêu hóa hết, cái bụng căng tròn, căn bản không thể nhúc nhích được, chỉ có thể ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ninh Tiểu Xuyên để cho xong đầu thạch thú bảo vệ lối vào thung lũng, sau đó liền bắt đầu luyện hóa nguyên mệnh châu. Viên nguyên mệnh châu này đã có niên đại 800 năm, quang mang càng thêm sáng ngời, dị hương nồng nặc, cộng thêm dưỡng tâm thảo cùng cửu thải huyền thủy, liền khiến cho dược lực của nguyên mệnh châu còn tăng lên vài phần. Tốn suốt nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên mới luyện hóa xong nguyên mệnh châu thành hai viên nguyên mệnh đan. Lại tốn thêm nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên đem hai viên nguyên mệnh đan đều luyện hóa vào trong thân thể, huyết khí tự nhiên là tăng trưởng rất nhiều. Thế nhưng ngoài ý muốn của Ninh Tiểu Xuyên chính là, hắn cũng chưa thể đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ. Quả nhiên, cảnh giới càng cao, tài nguyên cần để thăng cấp liền tăng lên gấp bội. Từ cảnh giới một giọt máu hóa bốn hổ để thăng tới một giọt máu hóa năm hổ, đại khái cần hai viên nguyên mệnh đan. Thế nhưng, từ một giọt máu hóa năm hổ để thăng tới một giọt máu hóa sáu hổ, đại khái cần bốn viên nguyên mệnh đan mới có thể đột phá. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không gấp gáp. Nếu như dễ dàng như vậy đã đem thể chất gia tăng lên, đó mới là chuyện không bình thường. Hiện tại việc cấp bách là đi tìm thêm càng nhiều hơn nguyên mệnh châu, cùng các võ giả khác cạnh tranh. Đây chính là bảo vật để thăng thể chất bản thân, ai cũng đều liều lĩnh tranh đoạt. Trải qua thời gian một ngày, Tiểu Long đã đem Long nhãn tiêu hóa hơn phân nửa nhưng cái bụng vẫn như cũ căng cứng thật lớn, chỉ có thể miễn cưỡng khiêng cái bụng to khập khiễng bước đi. Nham tương trên thân thể song đầu thạch thú đã chậm rãi làm lạnh, thân thể vẫn như cũ rất nóng bỏng, bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào trong huyền thú giám. Nếu như lại tìm được những thạch thú khác, hắn nhất định sẽ tiếp tục dung luyện vào trong cơ thể song đầu thạch thú, gia tăng lên thực lực của nó. Nếu như song đầu thạch thú có thể đạt tới cấp bậc huyền thú thất phẩm, liền có thể có đạt tới chiến lực cấp bậc võ tôn, có thể giúp đỡ Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều ngay khi ninh tiểu xuyên đem xong đầu thạch thú thu vào huyền thú giám huyền thú giám đột nhiên chấn động mãnh liệt lên từ trong tay ninh tiểu xuyên bay ra ngoài tiểu tử cảm ơn ngươi mang ta tới nơi này hiện tại không cần ngươi nữa đao ra ta có thể tự mình đi cướp đoạt thần huyết do thiên đế lưu lại thanh âm lạnh lẽo âm lãnh của thiên đế nhận từ trong huyền thú giám vang ra bên trong huyền thú giám bộc phát ra một mảnh đao mang sắc bén tà khí mười phần hung tàn bạo lệ phá cho ta một thanh đao từ trên mặt huyền thú giám nhô ra thiên đế nhận không ngờ lại muốn phá vỡ huyền thú giám chặt đứt liên hệ cùng huyền thú giám từ bên trong chạy ra trấn áp cho ta ninh tiểu xuyên đồng thời đánh ra hai đạo huyền khí quang trụ vọt vào huyền thú giám điều động lực lượng huyền thú giám đến áp chế thiên đế nhận thiên đế nhận dù sao cũng là bội đao của thiên đế lúc còn trẻ thập phần cường đại nếu không phải bị huyền thú giám cấm cố ninh tiểu xuyên khẳng định không phải là đối thủ của nó sẽ bị nó một đao chém chết thế nhưng hiện tại lại bất đồng huyền thú giám vốn có lai lịch thần bí, lực lượng cường đại, gắt gao áp chế nó. Hơn nữa còn được Ninh Tiểu Xuyên nắm trong tay, vậy mà có thể cùng thiên đế nhận đối kháng một trận. Món đồ chơi gì đây? Tại sao lại mạnh như vậy? Mở cho ta. Trên đao phong thiên đế nhận bắn ra đao quang bốn phía, lệ khí rất nặng, một lần nữa từ trong huyền thú giám dễ ra một đoạn, lộ ra thân đao dài một tấc Thân đao chính là huyết hồng sắc, tà khí nồng đậm tới cực điểm. Thảo nào thiên đế lại vứt bỏ ngươi, không ngờ ngươi đã tà biến đến trình độ này quả thật chính là một thanh yêu đao ninh tiểu xuyên càng thêm không có khả năng để cho nó chạy ra khỏi huyền thú giám nếu để cho nó chạy đi luyện hóa thần huyết thiên đế nhất định sẽ trở nên càng thêm khủng bố nhất định sẽ tạo thành đại họa với sự thống hận của nó đối với thiên đế nói không chừng sẽ một đao đem cả đế quốc ngọc lam cố hương của thiên đế chém thành hai khúc đem phiến đại địa này biến thành luyện ngục xoạt xoạt thiên đế nhận lại dãy ra thêm một đoạn nữa chỉ còn lại một đoạn mũi đao còn bị phong bế bên trong huyền thú giám. Tiểu tử, ngươi biết tại sao ta lại biến thành một thanh tà nhận không? Năm xưa ta chính là đâm chết một tên thứ thần tà ác, đâm thẳng vào trái tim của hắn, rút cạn huyết dịch thứ thần trong cơ thể hắn, biến thành một cỗ thần thi. Chính là vào lúc đó, ta đã uống trộm một giọt huyết dịch thứ thần, nhiễm lên tà khí. Nó giận dữ hết. Thế nhưng có thể trách ta sao? Là thiên đế muốn giết thần, ta chỉ là một kiện binh khí, ta chỉ là lén uống một giọt huyết dịch mà thôi không ngờ lại vứt bỏ ta như vậy là không công bằng ẩm thiên đế nhận đột nhiên bay vọt lên lan tràn ra đao khí ngập trời sông thẳng trời cao không ngờ lại muốn mang theo huyền thú Dám cùng bay đi ninh tiểu xuyên cắn răng một cái nắm lấy chuôi đao thiên đế nhận cũng bị thiên đế nhận kéo bay lên hóa thành một đạo đao mang huyết hồng sắc bay nhanh ra ngoài vù thiên đế nhận bay trên trời chui xuống đất tốc độ nhanh như lưu tinh nếu như ngươi không buông ra có tin lão tử một đao đánh chết ngươi không thiên đế nhận cực kỳ phẫn nộ, lúc thì sông lên không trung ngàn thước, khi thì lao thẳng vào bên trong nham thạch màu đen. Ninh Tiểu Xuyên dùng huyền cương hộ thể bao bọc thân thể, hàm răng cắn chặt, bàn tay nắm chuôi đao thật chặt không buông. Ung ung, từng ngọn núi lớn màu đen bị đụng vỡ, mặt đất bị đánh ra rất nhiều hố to, trên người Ninh Tiểu Xuyên tràn đầy đất đá, thân thể bị thương nặng, trong miệng nhổ ra tiên huyết. Trên thân thiên đế nhận bay ra 12 đạo đao khí khủng bố, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới đây không phải là đao khí bình thường, mỗi một đạo đao khí đều có uy lực có thể chém chết võ tôn bình thường. Tiểu Long đứng ở trên vai Ninh Tiểu Xuyên, khiêng cái bụng to tròn, nhìn thấy đám đao khí bay tới kia, nhất thời mở to hai mắt ra nhìn, bộ dáng phi thường cao hứng, há miệng ra, đem 12 đạo đao khí kia đều nuốt cả vào trong miệng. Mỗi khi nó nuốt thêm một đạo đao khí, thân thể sẽ dài thêm một tấc. Sau khi nuốt xong 12 đạo đao khí, liền liên tiếp dài thêm 12 tấc tiểu long từ trên cánh tay ninh tiểu xuyên chạy xuống trên đao phong của thiên đế nhận vậy mà dùng cặp móng vuốt nhỏ bé ôm lấy thiên đế nhận sắc bén một ngụm hướng về phía đao phong táp xuống không một chút dư thừa muốn cắn xuống một mảnh lưỡi dao ăn luôn phải biết rằng cho như là ninh tiểu xuyên đụng một cái nhẹ nhàng lên lưỡi đao thiên đế nhận ngón tay của hắn cũng sẽ bị đao khí chặt đứt trong nháy mắt thế nhưng tiểu long không ngừng cắn xuống vậy mà lại không bị thương chút nào nó cắn suốt nửa ngày cũng không cắn được miếng nào liền thả lưỡi đao ra hướng về phía lưỡi đao chu lên giống như là đang nói đến đi đến đi ngươi chém ta đi tiếp tục mạnh thêm chút nữa truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thế nhưng thiên đế nhận căn bản không thèm để ý tới nó vì vậy nó liền ôm lấy thiên đế nhận điên cuồng hôn lên thế nhưng ninh tiểu xuyên nhìn kỹ phát hiện tiểu long cũng không phải là đang hôn mà là đang hút nó đang hút đao khí trên thân thiên đế nhận Thiên đế nhận chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này, đao khí do chính mình chém ra, không chỉ không hề tạo thành chút lực phá hoại nào, ngược lại còn bị thôn phệ nữa. Khoan đã, nó đang làm cái gì? Thiên đế nhận cảm giác được đao khí mình thật vất vả mới ngưng tụ ra, đang rất nhanh sói mòn, bị tiểu long hút đi. Con mẹ nó, ở đâu chui ra con rồng khốn nạn này? Lại hút một chút nữa thử xem. Lão tử ngay cả thứ thần cũng đã từng giết qua, còn không giết được ngươi sao? Tiểu long sừng sốt một lát, sau đó liền càng thêm nỗ lực hút hút đến mức thiên đế nhận kêu lên ngao ngao coi như ngươi ngoan độc thiên đế nhận chủ động chạy trốn vào huyền thú giám chui trở lại trong đệ tam huyền thú cung tiểu long thấy thiên đế nhận đột nhiên biến mất thoáng sững sờ trong chốc lát nhìn thấy trong cặp móng vuốt chỉ còn lại một khối xương cốt hình cánh quạt mà thôi đáp xuống mặt đất ninh tiểu xuyên đem đám đá vụn trên người phủi đi mới nói tiểu hồng đưa huyền thú giám cho ta Tiểu Long ôm lấy khối xương cốt hình quạt, giấu ở sau lưng, dùng sức lắc đầu. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên tối sầm lại, nói. Giao ra đây đi. Nó đối với ngươi không có tác dụng gì cả. Tiểu Long lại lắc đầu, lấy ra huyền thú giám, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên không ngừng khoa tay múa chân, lại đem huyền thú giám đặt ở trong miệng dùng sức cắn cắn. Sau đó, nó nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn nhìn một chút xem Ninh Tiểu Xuyên có hiểu ý tứ của nó hay không. Ninh Tiểu Xuyên đối với lòng ngữ đặc thù của Tiểu Hồng coi như là có chút lý giải, nói: "Ý của ngươi là muốn nói, nếu Thiên Đế nhận lại muốn trốn ra, ngươi liền cắn nó sao?" Tiểu Long dùng sức gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, cái này ngược lại có thể xem là một biện pháp tốt. Thiên Đế nhận bất cứ lúc nào cũng đều muốn trốn ra, quay lại cướp đoạt thần huyết Thiên Đế, cũng chỉ có Tiểu Hồng mới có thể áp chế nó. "Được rồi, tạm thời để huyền thú dám ở chỗ của ngươi." Ninh Tiểu xuyên dùng một sợi tơ vàng buộc huyền thú giám lại, treo lên trên cổ Tiểu Hồng, nói: Nếu như ngươi đánh rơi nó, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Tiểu Hồng căn bản không đem uy hiếp của Ninh Tiểu xuyên để ở trong lòng. Sau khi đạt được huyền thú giám, liền lấy ra chơi đùa, bộ dạng hưng phấn vô cùng. Sau khi nó nuốt đao khí của Thiên Đế nhận, thân thể vốn dĩ dài thêm không ít, thế nhưng hiện tại lại biến trở về hình thể ban đầu, chỉ còn dài chừng một thước, khiêng lấy cái bụng tròn vo, ở trên mặt đất không ngừng lăn tới lăn lui. Cứu mạng, cứu ta, cứu mạng." Ninh Tiểu Xuyên nhĩ lực thông tuệ, nghe được trong gió truyền đến thanh âm kêu cứu. Thanh âm kia hiện chỉ cách hắn hơn 10 dặm, thập phần yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bị hắn phát hiện. Ngoại trừ đám thiên tài tuấn kiệt cùng tới chỗ này ra, thế giới này căn bản không có sinh vật khác, rốt cuộc cũng gặp được người. "Đi, chúng ta đi xem." Ninh Tiểu Xuyên nắm đuôi tiểu long, đem nó nhấc lên, sau đó thi triển thải hồng na di, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm sau một khắc hắn đã đi tới địa phương vừa rồi truyền ra thanh âm nhiếp lan chi thất kinh lảo đảo nghiêng ngã chạy tới đầu đụng lên trên người ninh tiểu xuyên bộ dáng nàng tóc tai bù xù vẻ mặt lấm lem tựa như một tên ăn mày bên đường trên người nàng lưu lại không biết bao nhiêu móng vuốt của huyền thú bị thương rất nặng sau khi đụng lên trên người ninh tiểu xuyên nhất thời bị đụng cho choáng váng trên trán tê dại nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nhất thời vui mừng quá đỗi tiểu hầu ra mau cứu ta sao lại là ngươi? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp liễu yếu đào tơ, quả nhiên càng dễ gặp phải nguy hiểm. Đây đúng là chân lý. Tiểu nha đầu nhân tộc, người trốn không thoát. Nàng da mịn thịt mềm như vậy, khẳng định ăn rất ngon. Long ưng ấu thú cùng tứ dực thắng xa ấu thú đuổi theo phía sau. Thế nhưng nụ cười trên mặt bọn chúng chợt cứng đờ lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại lui về phía sau hai bước, Long ưng ấu thú trước đây từng thua thiệt trong tay Ninh Tiểu Xuyên, biết Ninh Tiểu Xuyên lợi hại, trong lòng mắng to xui xẻo. Tại sao lại gặp phải cái tên võ giả nhân loại thích xen vào việc của người khác này? Tứ dực thắng xa ấu thú lại chưa từng giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, nhãn thần lạnh lẽo âm sâm, lộ ra quang mang hung lệ. Tốt! Không ngờ lại chui ra một tên bảo dược sống. Hôm nay vận khí thật sự quá tốt. Dù sao ở đây khó có thể gặp được các võ giả nhân loại khác, long ưng chúng ta liên thủ giết chết hắn thôn phệ huyết nhục của hắn nhãn thần long ưng ấu thú rất ngưng trọng nói tiểu tử này không dễ chọc chúng ta vẫn nên bỏ đi thôi ngươi lúc nào lại trở nên nhát gan như vậy huyền thú cao cấp chúng ta còn sợ nhân loại sao ngươi không động thủ ta liền động thủ tứ dực thắng xa ấu thú phun ra một ngụm khói độc hóa thành một đoàn yên vụ hắc sắc hướng về phía ninh tiểu xuyên trùng kích tới soạt ninh tiểu xuyên khởi động một cái huyền khí cháo đường kính mười thước ngăn cản đám khói độc bên ngoài huyền khí cháo ánh mắt ninh tiểu xuyên nhạy cảm từ trên người tứ dực thắng xa ấu thú nhìn thấy một đoàn quang vượng bạch sắc nghe được dị hương nhàn nhạt của nguyên mệnh thảo trên người của nó có nguyên mệnh thảo nhãn thần ninh tiểu xuyên trầm xuống trong lòng động sát cơ bọn chúng nói đúng dù sao ở này cũng khó gặp được ngoại nhân cho dù giết chết bọn chúng cướp đoạt nguyên mệnh thảo cũng không người nào biết vì nguyên mệnh thảo cũng đáng hạ sát thủ ninh tiểu xuyên lấy ra chảm long đao chủ động nghênh giết tới tốc độ của hắn cực nhanh, không gì sánh được, thân thể tựa như từng đạo từng đạo cầu vòng bảy sắc, xẹt qua xung quanh tứ dực thắng xa ấu thú, không ngừng bổ ra từng đạo từng đạo sóng đao. Tứ dực thắng xa ấu thú bị đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, trên người bị bổ ra sáu đạo vết đao, nếu không phải thân thể nó cường đại, sớm đã bị chảm long đao chém chết. Nó hét lớn một tiếng, muốn hóa thành bản thể cùng Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để cho nó có cơ hội hóa thành bản thể, một tay cầm liệt nhật, một tay nâng vầng trăng, hóa thành một tấm âm dương nhật nguyệt đồ, chấn áp trên người tứ dực thắng xa ấu thú, đánh nó rơi thẳng xuống mặt đất. Đây là thần thông thứ 9 của Ninh Tiểu Xuyên, nhật nguyệt đồng thiên, uy lực tương đối cường đại. Nếu như tu vi Ninh Tiểu Xuyên trở nên cường đại, có thể dùng môn thần thông này khởi động cả một tòa thiên địa. Tứ dực thắng xa ấu thú muốn khởi động thân thể, thế nhưng lại có nhật nguyệt đè ép trên người nó, lại đem nó chấn áp quỳ dạp trên mặt đất. Phụ thân ta chính là huyền thú vương của kinh cúc chi hải, ngươi dám chấn áp ta ta muốn tiêu diệt toàn tộc của ngươi thật sao đáng tiếc cho dù ngươi có chỗ dựa cũng không có tác dụng gì ninh tiểu xuyên lấy đi nguyên mệnh thảo trên người tứ dực thắng xa ấu thú sau đó đánh ra một đoàn âm dương minh hòa đem nó đốt luyện thành cho tàn vốn dĩ ra thú cùng xà đảm tứ dực thắng xa thú đều là bảo vật thế nhưng ninh tiểu xuyên vì không muốn để lại bất luận đầu mối gì liền trực tiếp đốt nó thành cho bụi rất nhiều người cũng là do bởi vì quá tham lam làm không được triệt để, cho nên mới lưu lại mầm họa, dẫn tới họa sát thân. Long ưng ấu thú nhìn thấy lá gan ninh tiểu xuyên không ngờ lớn như vậy, nhất thời sợ đến mức sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành một đầu long ưng khổng lồ, rang rộng cánh chim, hướng về phía thiên ngoại bay đi. Thế nhưng, nó vừa mới bay lên, ngay trên đỉnh đầu nó liền ngưng tụ ra một đoàn ma vân hắc sắc, một khối diệt thế thần bi khổng lồ chấn áp xuống, chấn áp nó thành cho bụi. Bịch bịch, cho cốt long ưng ấu thú rớt xuống, rãi đầy mặt đất dường như chỉ trong nháy mắt đã giết chết hai đầu huyền thú thất phẩm ấu thú đánh cho chúng biến thành cho bụi thủ đoạn quả thật tàn nhẫn quyết đoán nhiếp lan chi cũng bị hù dọa một trận tiếu dung trở nên trắng bệch thân thể co lại thành một đoàn nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên đang hướng về phía nàng từng bước từng bước đi tới không ngừng lui về phía sau nói không nên không nên ta đảm bảo sẽ không nói ra nàng sợ ninh tiểu xuyên lại giết người diệt khẩu trong lòng rất sợ hãi ninh tiểu xuyên thu hồi chảm long đao nắm lấy cổ tay nàng, truyền một luồng long hổ huyền khí vào trong cơ thể nàng. Da thịt trên người nàng toát ra quang mang tuyết bạch, có hư ảnh long hổ lượn lờ bên ngoài làn da, cả người đều tràn ngập linh khí, trên khuôn mặt thanh thuần tú lệ toát ra một tầng xương mù bạch sắc. Tuy nàng nhìn giống như bị thương rất nặng, trên thực tế đều là ngoại thương. Dưới sự trợ giúp của long hổ huyền khí, rất nhanh đã hoàn toàn khỏi hẳn, trên da thịt ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Ninh Tiểu Xuyên thu bàn tay trở lại, thả nàng ra, xoay người sang chỗ khác thản nhiên nói tự mình đổi một bộ quần áo đi áo bào trên người nàng trong lúc chạy trốn đã trở nên rách dưới vô cùng ngực lưng eo đều lộ ra tảng lớn ra thịt hương diễm tuyết trắng tuy rằng vóc người nàng còn chưa có phát dục hoàn toàn thế nhưng vẫn như cũ rất mê người tảng lớn tảng lớn cảnh xuân lộ ra bên ngoài gương mặt chứng ngỗng của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng trái tim không ngừng đập thình thịch nghĩ tới tràng cảnh xảy ra trong rừng rậm lần trước trong lòng liền ngượng ngùng đến mức xấu hổ vô cùng nàng lóng nga lóng ngóng suốt nửa ngày mới thay xong một kiện y phục mới bộ dáng khép nép cúi gầm mặt đi tới sau lưng ninh tiểu xuyên thấp giọng nói tiểu hầu ra vì sao ngươi không giết ta ngươi không sợ ta nói ra sao ninh tiểu xuyên xoay người liếc mắt nhìn nhiếp lan chi nói không vì sao cả ninh tiểu xuyên để tiểu long gọi xong đầu thạch thú ra dự định lập tức rời khỏi nơi này nhiếp lan chi đi tới sau lưng ninh tiểu xuyên lá gan cũng lớn hơn một chút cặp mắt to tròn đen láy nhẹ nhàng chớp chớp nói nhất định là có nguyên nhân đúng không? Ngươi không chỉ không giết ta, lại còn giúp ta chữa thương, ta không tin ngươi thật là một kẻ làm chuyện tốt không cần hồi báo." Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng, nhãn thần rất nghiêm túc, trừng lớn mắt đến mức khiến cho trong lòng nàng run lên, vội vã lại cúi đầu xuống. Tim của nàng nhảy lên liên tục, mím môi, ngón tay nhẹ nhàng xoắn xoắn mái tóc. "Ngươi định tự mình rời đi, hay là đi theo ta?" Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng trở nên nhu hòa trở lại, hỏi, "Cùng đi với ngươi?" nhiếp lan chi không thèm suy nghĩ chút nào liền lập tức trả lời trong lòng trái lại có một chút kích động cùng vui sướng nho nhỏ tâm tư của cô gái nhỏ có đôi khi thật khó có thể giải thích không ngờ lại dễ dàng tin tưởng một kẻ xa lạ mới gặp mặt vài lần như vậy trong lòng ninh tiểu xuyên cũng có chút ngạc nhiên thoáng trầm tư một lúc nói được rồi tu vi của ngươi vẫn còn thấp đi một mình quả thật quá nguy hiểm tạm thời đi theo ta đi nếu như gặp được tỷ tỷ ngươi lại đem ngươi giao cho nàng Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mang theo cái đuôi phiền toái này cùng đi. Nhiếp Lan Chi phát hiện, vị tiểu hầu gia này vẫn là một người rất dễ nói chuyện, cũng không lạnh lùng giống như bề ngoài vậy. Ngồi trên lưng song đồ thạch thú khổng lồ, hướng về phía phương hướng Tiểu Hồng chỉ dẫn nhanh chóng đi tới. Tiểu Hồng linh giác siêu phàm, cho dù không cảm ứng được phương hướng của Thiên Đế Thần Cung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Ninh Tiểu Xuyên lấy Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo đoạt được, từ chỗ tứ dực thắng xa ấu thú ra, dự định luyện chế thành nguyên mệnh đan. Đây là một gốc tam diệp nguyên mệnh thảo niên đại 400 năm, nguyên mệnh châu sinh trưởng trên thảo diệp tương đối mờ mịt, dược tính cũng thấp hơn hai gốc tam diệp nguyên mệnh thảo mà Ninh Tiểu Xuyên đã từng dùng qua. Chẳng qua, dù sao cũng là một gốc bán thông linh kỳ dược, có thể miễn cưỡng luyện chế ra một viên nguyên mệnh đan. Vụt, dưỡng tâm chân đỉnh từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, chỉ lớn chừng nắm tay, bề ngoài tinh xảo khéo léo, toàn thân bao phủ âm dương nhị khí, thập phần sáng rọi chói mắt. Ninh Tiểu Xuyên đem dưỡng tâm thảo và cửu thải huyền thủy cùng đánh vào dưỡng tâm chân đỉnh, bắt đầu rèn luyện. Quang mang trong dưỡng tâm chân đỉnh trở nên cường thịnh hơn, một đoàn âm dương minh hỏa huyền phù trong đỉnh, thiêu đốt dung luyện. Nhiếp Lan chỉ ngồi sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, dáng người yểu điệu, tinh tế ô nhu, khuôn mặt thanh thuần khéo léo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên luyện dược. Nàng cũng là một dưỡng tâm sư sơ cấp, cảm thấy vô cùng ước ao, và sùng bái đối với thủ pháp luyện dược thần kỹ vô song của Ninh Tiểu Xuyên. Có thể tận mắt nhìn thấy một vị dưỡng tâm sư cao cấp luyện đan, có tác dụng trợ giúp cực lớn đối với nàng, là cơ hội mà những dưỡng tâm sư sơ cấp khác ngay cả nằm mơ cũng không được. Ninh Tiểu Xuyên đem nguyên mệnh châu thả vào dưỡng tâm chân đỉnh, sử dụng âm dương minh hỏa luyện hóa, quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi cũng là dưỡng tâm sư?" "Không, không phải." Nhiếp Lan chỉ bị dọa cho kinh hãi một trận, vội vã giúp đầu trở về, dùng sức lắc đầu. Trong giới luyện đan, nhìn lén dưỡng tâm sư khắc luyện đan chính là chuyện tối kỵ, nàng tự nhiên sợ bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình là dưỡng tâm sư sơ cấp. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên nhìn ra được trong võ đạo tâm cung của nàng có dưỡng tâm đỉnh, thế nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ tiếp tục luyện chế Nguyên Mệnh Đan. Tốn hao suốt nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên cũng thành công luyện chế ra Nguyên Mệnh Đan, trực tiếp đem Nguyên Mệnh Đan bỏ vào trong miệng. Viên Nguyên Mệnh Đan này vẫn không khiến cho huyết khí trong cơ thể hắn đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ vẫn còn kém một tia nếu như có thể lại dùng tiếp một viên nguyên mệnh đan ninh tiểu xuyên tin tưởng mình liền có thể đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ cường độ huyết khí cùng thể chất võ giả vốn cùng một nhịp thở nếu như đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ ninh tiểu xuyên liền tin tưởng thiên phú của mình khẳng định có thể đạt tới cấp bậc năm ngàn năm khó gặp cũng chỉ khi dùng nguyên mệnh châu cấp bậc bán thông linh kỳ dược thể chất của ninh tiểu xuyên mới có thể tăng lên nhanh như vậy nếu như ở tại đế quốc Ngọc Lam, cho dù tu luyện cả đời, phỏng trừng cũng không đạt tới thiên phú đẳng cấp 5.000 năm khó gặp. Một tháng trôi qua, trên mặt đất nham thạch màu đen, xung quanh toàn bộ đều là hoang vắng cùng tĩnh mịch. Bọn họ cũng không biết đã chạy đi bao nhiêu dặm đường, thế nhưng căn bản cũng không nhìn thấy bất luận cung điện gì, chẳng qua lại tìm được hai gốc tam diệp nguyên mệnh thảo, luyện chế thành nguyên mệnh đan. Sau khi luyện hóa nguyên mệnh đan, Ninh Tiểu Xuyên cũng thành công đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ. Suốt một tháng này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không gặp được bất cứ võ giả nào khác, hoặc là huyền thú gì, chỉ hơn 10 lần gặp phải thạch thú vây công mà thôi. Thế nhưng đám thạch thú kia căn bản không thể thương tổn được Ninh Tiểu Xuyên, trái lại bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào dưỡng tâm chân đỉnh, luyện hóa vào trong cơ thể xong đầu thạch thú. Liên tiếp thôn phệ 18 đầu thạch thú, độ cao của song đầu thạch thú đã đạt tới 40 thước, giống như một ngọn núi loạn thạch nhỏ. Mỗi khi bước đi trên mặt đất, đều có thể khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt nó đã hoàn toàn bước vào cấp bậc huyền thú lục phẩm tiểu hầu ra đây rốt cuộc là địa phương nào ở đây tựa hồ cũng không phải đế quốc ngọc lam lẽ nào chúng ta đã tiến vào một cái tiểu thế giới rồi nhiếp lan chi ngồi trên một khối đá lớn đôi mắt sáng sủa hai hàng lông mi thật dài khẽ chớp chớp mấy cái trải qua một tháng ở chung nàng càng ngày càng cảm thấy ninh tiểu xuyên cường đại quả thật không có bất cứ nguy hiểm nào có thể làm khó được hắn trước đây nàng nghĩ diệp sư huynh cũng đã là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ chính là tồn tại giống như thiếu niên thần linh vậy. Thế nhưng hiện tại nàng cảm thấy tiểu hầu ra có thể sánh vai cùng Diệp Sư Huynh, đều là thiếu niên vương giả, không gì không làm được, khiến cho người ta sùng bái cùng mê luyến. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8, chuẩn bị trùng kích thoát tục tầng thứ 9. Thế nhưng liên tục tu luyện suốt một tháng trời, ngoại trừ thể chất trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhưng mà cảnh giới không đột phá chút nào. Hắn từ từ mở mắt ra, hướng về phía bầu trời nhìn thoáng qua một cái, tầng mây đen rậm rạp tựa như một tầng vải đen đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại chúng ta chắc là đang ở trên một khối tinh cầu ninh tiểu xuyên nói nhiếp lan chi tò mò hỏi tinh cầu là cái gì chính là ngôi sao ninh tiểu xuyên đứng dậy nói người đứng trên mặt đất đế quốc ngọc lam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời liền có thể nhìn thấy trong vũ trụ đầy sao trời lóe sáng phát ra tinh quang sán lạn kỳ thật bọn chúng chính là từng khối từng khối tinh cầu Ánh mắt Nhiếp Lan Chi trừng lớn sáng ngời, nói: "Thế nhưng ngôi sao nhỏ như vậy, mà thế giới chúng ta đang đứng này lại rộng lớn khôn cùng, không nhìn thấy điểm cuối." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói: "Sở dĩ ngươi cảm thấy ngôi sao rất nhỏ, đó là bởi vì bọn chúng cách ngươi rất xa, ít nhất cũng cách xa đến trăm vạn dặm, thậm chí ức vạn dặm. Trên thực tế, bọn chúng đều phi thường khổng lồ, thậm chí so với lãnh thổ đế quốc Ngọc Lam còn khổng lồ hơn. Ngươi còn nhớ, lúc chúng ta đứng tại bờ Thánh Hồ ở Long Cốc, Nhìn thấy trên bầu trời có một viên cầu hắc sắc không, ta đoán, hiện tại chúng ta đang đứng trên viên cầu đó, đó là một tinh cầu. Nhiếp Lan Chi đã chấn kinh đến mức không nói nên lời, run rẩy nói, "Như vậy chẳng phải chúng ta đã đi vào vũ trụ, cách Đế quốc Ngọc Lam đến trăm vạn dặm rồi sao? Chúng ta còn có thể quay về hay không?" Từ mặt đất đi tới ngoài không gian, quả thật chính là cách ngăn thiên địa, đây là một chuyện khiến cho người ta tương đối sợ hãi. Cự ly thật sự quá xa xôi, chí ít đều cách xa đến trăm vạn dặm khoảng cách 100 vạn dặm, thường nhân coi như là đi cả đời cũng không thể từ đầu này đi tới đầu còn lại. Nếu chúng ta đã có thể thông qua trận pháp đi tới nơi này, liền khẳng định có thể thông qua trận pháp quay trở lại. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh nói. Truyền ngôn trí cổ, thiên đế thần cung chính là huyền phủ trên không trung đế quốc Ngọc Lam. Rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Đó là bởi vì bọn họ căn bản không biết thiên đế thần cung cũng không phải huyền phủ trên hư không ở độ cao cách mặt đất mấy ngàn thước, mà tạo lạc hẳn trên một khối tinh cầu, khối tinh cầu này liền huyền phủ ngay trên đầu đế quốc Ngọc Lam, cách xa mặt đất đến mấy trăm vạn dặm. Cho dù là nhân vật cấp bậc như học cung chi chủ vậy, cũng không thể vượt qua mấy trăm vạn dặm đi tới khối tinh cầu này. Cho nên, mọi người tìm không được thiên đế thần cung cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kỳ thật, Ninh Tiểu Xuyên suy đoán cũng không sai, đây chính là một khối tinh cầu hắc sắc, luôn huyền phủ trên bầu trời đế quốc Ngọc Lam. Khối tinh cầu hắc sắc này, chính là bị thiên đế dùng đại thần thông từ trong vũ trụ kéo tới, Cố định trên bầu trời Đế quốc Ngọc Lam, biến thành tầm cung của chính mình. Đứng trên tinh cầu hắc sắc ngắm nhìn xuống mặt đất, quả thật giống như một tấm địa đồ khổng lồ, sơn lĩnh, dòng sông, đều giống như là một từng cái từng cái đường cong vậy. Ninh Tiểu Xuyên rất muốn phá tan tầng mây, bay đến bên ngoài tầng mây xem thử, chứng thực phỏng đoán của mình. Thế nhưng, trên khối tinh cầu này có cấm chế cường đại, dùng tu vi của hắn, bay đến không trung 500 thước đã không thể tiếp tục bay lên nữa, căn bản không thể phá vỡ được tầng mây tầng mây màu đen trên bầu trời giống như là một tầng bảo hộ dày đặc đang thủ hộ tinh cầu không cho sinh vật bên trong tinh cầu bay ra ngoài cũng không cho sinh vật bên ngoài xông vào tinh cầu tiểu hầu ra chúng ta phải làm thế nào mới có thể tìm được thiên đế thần cung làm sao mới có thể trở về nhiếp lan chi sau khi biết được chính mình rất có khả năng cách mặt đất mấy trăm vạn dặm trong lòng cũng rất bất an ninh tiểu xuyên cũng lắc đầu nếu như thiên đế thần cung dễ tìm được như vậy sớm đã tìm được rồi tiểu tử, chỉ có ta mới có thể tìm được thiên đế thần cung. Hay là chúng ta hợp tác đi? Thanh âm thiên đế nhận trợt từ trong huyền thú giám vang ra. Tiểu Long liền vội vàng chụp lấy huyền thú giám, đặt ở trong miệng cắn xé, phát ra thanh âm ngao ngao ngao. Khốn kiếp! Có thể nào tạm thời để cho nó đừng cắn hay không? Con rồng khốn nạn này, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta một đao chém chết. Thiên đế nhận phi thường phẫn nộ, phát ra thanh âm kêu gào tràn ngập lệ khí. Tiểu Long cũng quính lên, không chỉ có cắn huyền thú giám càng dùng đầu đụng mạnh nó muốn tiến vào trong huyền thú giám ăn thịt thiên đế nhận trong lòng ninh tiểu xuyên khẽ động vội vã ngăn tiểu hồng lại bắt đầu cùng thiên đế nhận đàm phán nói không phải là không thể hợp tác chỉ là sau khi tìm được thần huyết thiên đế lưu lại rốt cuộc thuộc về ngươi hay là thuộc về ta đương nhiên thuộc về ngươi thiên đế nhận nói trong lòng ninh tiểu xuyên cười nhạt nói ngươi bỏ được sao không phải chỉ một giọt thần huyết thôi sao có cái gì luyến tiếc bên trong thiên đế thần cung có rất nhiều bảo vật, thần huyết chưa chắc đã là bảo vật chân quý nhất. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta liền xuất phát. Nếu như bị những người khác nhanh chân đến trước, chúng ta ngay cả nước rửa chân cũng uống không được. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không tin những gì thiên đế nhận nói, chẳng qua cũng không nói ra. Trước hết để cho nó tìm được phương vị thiên đế thần cung rồi tính tiếp. Ninh Tiểu Xuyên thi triển nộ phong chi dực, hướng về phương hướng thiên đế nhận chỉ mà bay tới. Nhiếp Lan Chi lại ngồi trên lưng Tiểu Long, theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thân thể Tiểu Long bành trướng ra tới chiều dài hơn 10 thước, toàn thân lớn cỡ thân cây, mở ra cặp cánh hồng sắc, trên bốn cái móng vuốt đều phủ đầy tường vân. Phi hành suốt 8 ngày, trên mặt đất chợt xuất hiện một tòa cự sơn hắc sắc, cũng không biết sơn thể khổng lồ đến mức nào, cả một mảnh đen ngòm, quả thật giống như là điểm cuối cùng của mặt đất, đem toàn bộ đường đi đều ngăn cản lại. Trên cự sơn lại xây dựng một tòa cổ thành hắc thạch, là do cự thạch hắc sắc nặng vạn cân xây thành tường thành cao to, cửa thành đóng kín, căn bản không có lối vào. Tại sao lại có một tòa thành? Đây là thành trì thiên đế đã từng ở sao? Oh, Ồ, trung tâm tòa thành lại có một đoàn quang mang bạch sắc thập phần sáng dọi. Nhiếp Lan Chi vô cùng kinh ngạc, hai tay ôm thật chặt cổ tiểu hồng. Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy đoàn bạch quang kia. Đó là một gốc tam diệp nguyên mệnh thảo, dược khí tương đối nồng nặc, bao trùm toàn bộ thành trì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay bên trên nó lại lơ lửng một đoàn bạch quang, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh thiếu nữ hư huyễn đang tự tại đả tạo tu luyện lẽ nào chẳng lẽ lại là một gốc thông linh kỳ dược ngàn năm trong lòng ninh tiểu xuyên vô cùng kích động nếu như có thể đạt được một gốc thông linh kỳ dược hoàn chỉnh tuyệt đối có thể đem thể chất của mình để thăng tới một độ cao hoàn toàn mới ninh tiểu xuyên thu hồi cặp cánh đáp xuống mặt đất cũng không tùy tiện xông vào tòa cổ thành hắc sắc này hắn xuất ra một ngón tay hướng về phía trước điểm nhẹ một cái đầu ngón tay chợt xuất hiện một vòng quang mạc hắc sắc, phát ra từng vòng từng vòng rung động, không ngờ bỗng nhiên lôi kéo thân thể Ninh Tiểu Xuyên vào trong tòa thành. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng. Lui! Tiểu Hồng cũng bị dọa đến mức nhảy dựng lưng cõng nhiếp lan chi, vội vã quay đầu bỏ chạy. Ung um, ung! Um. Cổ thành hắc sắc trượt bộc phát ra quang mang trói mắt từ trên mặt đất dâng lên. Tường thành khổng lồ kết hợp lại cùng một chỗ. Từng tòa cung điện, lầu các đụng mạnh vào nhau, tháp cao cùng cổ nhai liên tiếp lẫn nhau, rất nhanh thì hóa thành một đầu thạch thú cao hơn trăm thước. Không, là cự nhân do tảng đá kết hợp mà thành. Một tòa cổ thành hắc sắc biến thành thạch thú cự nhân, tay cầm thạch phủ, sát khí bức người. Trong cặp mắt toát ra quang mang đen kịt âm trầm, thập phần chấn nhiếp người khác. Gốc tam diệp nguyên mệnh thảo kia sinh trưởng trên một khối cự thạch nhô ra tại trước ngực của nó, phát ra quang hoa sáng ngời, tản mắt ra dược hương cực kỳ nồng nặc. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không suy nghĩ chút nào, lập tức gọi ra ma kiếm, đem ma kiếm dẫm mạnh dưới chân, hóa thành một đạo quang mang huyết hồng sắc, ngự không bay đi. Ẩm! Cánh tay thạch thú cự nhân vung lên, giơ lên chém xuống một búa, chém tại vị trí Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đứng, nhất thời đem mặt đất chém ra một đạo khe nứt thật lớn. Trên mặt đất sinh ra vô số khe nứt chẳng chẳng chịt chịt, hướng về phía ngoài trăm dặm kéo dài ra. Lực lượng của đầu thạch thú cự nhân này quả thật không thể tưởng tượng nổi một búa đã đem mặt đất trong phương viên gần 10 dặm đều phá hư. Nếu không phải vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên quả quyết gọi ra ma kiếm bỏ chạy, tự hồ chỉ cần một búa này liền có thể khiến cho hắn ngã xuống. Ninh Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau. Từ đằng xa vang lên thanh âm gào thét chấn thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Trên lưng hắn đổ mồ hôi lạnh. Quả thật quá hung hiểm, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi chạy ra xa, Tiểu Hồng liền đem huyền thú dám ném xuống mặt đất, hung hăng trả đạp một trận. Nó dùng chân đạp, dùng răng cắn, ngay cả nó cũng biết là đã bị Thiên Đế nhận gài bẫy. Thiên Đế nhận cố ý dẫn bọn họ tới địa phương cực kỳ nguy hiểm, muốn mượn tay thạch thú cự nhân giết chết bọn họ. Không thể lại tin tưởng những gì nó nói. Thiên Đế nhận đã sống bao nhiêu năm? So với chúng ta cộng lại cũng còn lớn hơn mấy trăm lần, đa mưu túc trí, thập phần âm ngoan. Chờ sau khi ta đột phá đến địa tôn cảnh, lại trở về chậm rãi thu thập nó. Một khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới địa tôn cảnh, liền có thể tu luyện ra võ hồn đến lúc đó liền có thể dùng lực lượng võ hồn để áp chế thiên đế nhận mà thiên đế nhận lúc này cũng lại chìm vào im lặng không hề lên tiếng giải thích cái gì đang lúc mọi người còn đang phẫn nộ đột nhiên ninh tiểu xuyên chợt nhíu mày một cái sau đó vội vàng lấy ra mấy trận kỳ bày ra một cái trận pháp ẩn thân nhanh tay kéo theo nhiếp lan chi chạy vào trong trận pháp hắn mơ hồ cảm nhận được từ phía xa đang có một cỗ áp lực cực mạnh rất nhanh tiếp cận hiện tại vẫn chưa phân biệt được địch ta cẩn thận vẫn tốt hơn quả nhiên ngay sau khi đám người ninh tiểu xuyên tiến vào trận pháp ẩn thân không bao lâu một đạo thân ảnh chợt từ xa bay tới người này không ngờ lại chính là bạch ly thiếu chủ ninh tiểu xuyên âm thầm cảm thấy may mắn với thực lực hiện tại của hắn muốn đấu với bạch ly thiếu chủ quả thật là vẫn có một chút quá sức đang lúc ninh tiểu xuyên chưa biết phải làm sao đã thấy bạch ly thiếu chủ chợt quay đầu nhìn về một phía khác sau đó rất nhanh bay xuống một vách núi gần đó cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa mấy hơi thở sau đó lại có thêm hai đạo thân ảnh từ xa bay lại khi bay đến vị trí bạch ly thiếu chủ vừa mới biến mất khi nãy hai đạo thân ảnh kia liền dừng lại lúc này đám người ninh tiểu xuyên mới nhìn thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia một trong hai người đó là một gã thanh niên bộ dáng anh tuấn thanh tú khí thế bất phàm lưng đeo một thanh kiếm toàn thân toát ra kiếm khí cường đại đúng là truyền nhân kiếm thánh diệp nam thiên mà thân ảnh còn lại thì lại là một nàng nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ dáng người yểu điệu thân thể là lướt giống hệt như tiên nữ hạ phàm mà nàng nữ tử này ninh tiểu xuyên cũng không chút nào xa lạ không ngờ lại chính là kẻ mà hắn hiện tại không muốn gặp nhất nhiếp lan tâm là tỷ tỷ bên trong trận pháp ẩn thân trên mặt nhiếp lan chi lộ ra thần sắc đại hỷ nghĩ muốn lao ra khỏi trận pháp ninh tiểu xuyên từ phía sau kịp thời ôm lấy nàng kéo nàng trở về bàn tay bụng miệng nàng lại làm ra thủ thế đừng lên tiếng thấp giọng thì thầm bên tai nàng Nguy hiểm, Bạch Ly thiếu chủ đang ở phụ cận. Nhiếp Lan Chi cảm giác được thân thể mềm mại của mình đang rắn chặt lên trên bộ ngực rắn chắc của Ninh Tiểu Xuyên, có thể cảm thụ được thân thể ấm áp của hắn, vị trí lỗ tai lại truyền tới cảm giác nhồn nhột, nhất thời cả người đều trở nên nóng bỏng, thẹn thùng gật đầu. Ừm. Đều nghe tiểu hầu ra. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phát hiện ra sự khác thường của nàng, chậm rãi buông tay ra, nhìn chăm chú về phía hai người ở đằng xa. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được khí tức của Bạch Ly thiếu chủ như thế nào đột nhiên lại biến mất rồi nhiếp lan tâm ngưng trọng nói nàng đứng thẳng trên không trung trên mặt mang theo tấm lụa mỏng che mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt kim sắc vóc người nhỏ nhắn mềm mại thon dài thân thể đầy đặn nảy nở cặp nhũ phong thập phần no đủ cặp mông ngọc tròn trịa đường cong cực kỳ mỹ lệ cả người đều bị huyền khí bạch sắc bao vây làm cho người ta có một loại cảm giác tiên cơ mỹ mãn mi tâm của nàng lóe sáng một đạo quang huy cặp tiên mâu trở nên càng thêm sáng rọi khiến cho toàn bộ không gian đều biến thành kim sắc. Đây là loại tiên thiên thần thông thứ 8 của tỷ tỷ, phá pháp linh đồng. Có thể xem thấu tất cả những thứ hư vô, cho dù là một đồng tiền giấu trong lòng đất sâu trăm thước, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Có lợi hại không? Nhiếp Lan Chi rất kiêu ngạo nói. Nếu như nàng có thể nhìn xuyên được trận pháp do ta bố trí, xem như nàng lợi hại. Trận pháp mà Ninh Tiểu Xuyên bố trí, chính là dùng quy tắc trên kỳ môn độn giáp để bố trí, căn bản không tin linh đồng của nhiếp lan tâm có thể nhìn thấu được trận pháp này thời điểm khi nhiếp lan tâm thi triển phá pháp linh đồng đất đá trên ngọn núi sau lưng nàng bắt đầu chuyển động ầm um, bạch ly thiếu chủ tay cầm một thanh chiến kiếm từ trong vách núi bay ra hóa thành một đạo bạch quang siêu tốc đâm một kiếm về phía nhiếp lan tâm kiếm khí như bạch hồng nhanh đến cực điểm vụt cặp mày diệp nam thiên nhướng lên một cái tử vân phi kiếm trên lưng trong nháy mắt bay ra mang theo một đạo điện mang tử sắc, liên tiếp chém ra 17 đạo kiếm quang, bức lui Bạch Ly thiếu chủ. Khí độ Diệp Nam Thiên vô cùng ưu nhã, trên mặt mang theo tiểu y ung dung nhàn nhã, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Tử Vân phi kiếm liền bay trở về, dựng ở trước người hắn, mũi kiếm cắm xuống mặt đất chỉ chừng một tấc. Ta chính là truyền nhân kiếm thánh, trong phương viên trăm dặm, bất luận kiếm khí gì cũng đều không thể gạt được tâm thần cảm ứng của ta. Bạch Ly thiếu chủ, ngươi dùng kiếm đánh lén chúng ta, chính là sai lầm lớn nhất bộ dáng Diệp Nam Thiên vô cùng thong dong, ngọc diện thần phong, tuấn giật mà lại hào hiệp, y quan ngăn nắp sạch sẽ, tay áo phiêu phiêu, tựa như một vị bạch y kiếm tiên. Bạch Ly thiếu chủ cũng đem chiến kiếm cắm trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Nếu như các ngươi đem Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo tìm được giao ra đây, nể mặt kiếm thánh, bản thiếu chủ có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngông cuồng. Nhiếp Lan tâm vùng ống tay áo, nhất thời một thanh tỷ bà bạch ngọc liền xuất hiện trong tay nàng. Ngón tay nàng khẽ búng lên tỷ bà ngọc, sóng âm trượt hóa thành một thanh cổ kiếm bạch sắc hướng về phía bạch ly thiếu chủ chém tới một bài cổ khúc dễ nghe động lòng người dưới sự đạn tấu của đầu ngón tay nàng đầy trời đều là sóng âm khủng bố sóng âm ngưng tụ thành 81 nàng tiên nữ kiếm thị tay cầm ngọc kiếm xét thành trận pháp hình thành một cái kiếm võng thật lớn chấn áp xuống đây là thần thông cường đại nhất của thiên âm tông tiên nữ kiếm thị thiên âm tông cường đại nhất chính là công kích sóng âm quả thật có thể nói không gì không lọt nổi không gì không phá nổi Tù vì võ đạo nhiếp lan tâm đã bước vào thoát tục cửu trọng, thi triển chiêu thần thông tiên nữ kiếm thị này, uy lực trở nên càng cường đại hơn. Huyền thú cửu phẩm bạch ly thiếu chủ đều bị nàng làm cho luống cuống tay chân, cảm giác như mình đang bị 81 gã cường giả võ đạo vây công. Diệp Nam Thiên nhắm ngay cơ hội, ngưng tụ kiếm khí, khí thế trên người dâng lên, toàn thân mang kiếm bay ra ngoài, quả thật tựa như bạch hồng quán nhật. Phốc, cương khí hộ thể trên người bạch ly thiếu chủ bị kiếm khí phá vỡ toàn bộ cánh tay trái bị chém xuống, tiên huyết từ trong vết thương tuôn trào ra. Diệp Nam Thiên cường đại ngoài dự liệu của Bạch Ly thiếu chủ, một kiếm vừa rồi kia quả thật nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt, lực lượng cường đại đến mức có thể đâm xuyên núi cao, bằng không cũng không có khả năng phá vỡ cương khí hộ thể của hắn. Diệp Nam Thiên hoành kiếm mà đứng, trên kiếm phong tử sắc chảy xuống tiên huyết, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bạch Ly thiếu chủ. Ầm. Bạch Ly thiếu chủ đột nhiên ném ra một khối thiết ấn hắc sắc, Hướng về phía Diệp Nam Thiên cùng nhiếp lan tâm trấn áp xuống, thiết ấn vốn dĩ chỉ lớn chừng nắm tay, sau khi bay ra ngoài, trong nháy mắt đã đạt tới cao hơn chục thước, bên trên loang lổ rỉ sét, khắc đầy văn tự cùng trận pháp, phát ra ô quang chói mắt. Sau khi đánh ra khối thiết ấn này, Bạch Ly thiếu chủ chợt biến thành chân thân bản thể, hóa thành một đạo quang toa bạch sắc, hướng về phía thiên ngoại bay đi. Trên cơ thể Diệp Nam Thiên tuôn ra võ nguyên khí, ngưng tụ ra 12 chuôi nguyên khí kiếm, xếp thành một tòa trận pháp đem thiết ấn hắc sắc đỡ lên, huyền phủ tại vị trí cách mặt đất hơn 10 thước. Vù, ngón tay nhiếp lan tâm đặt lên dây đàn tỷ bà, một sợi đàn bạch sắc rơi ra, hóa thành một sợi dây cực nhỏ hướng, về phía bạch ly thiếu chủ bay trên không trung chém tới. Một cái chân của đầu bạch ly kia bị chém đứt từ trên không trung rơi xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khốn kiếp, diệp nam thiên, nhiếp lan tâm, đại thù ngày hôm nay, tương lai nhất định trả lại cho các ngươi gấp bội trong không trung chuyển đến thanh âm oán độc của Bạch Ly thiếu chủ. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm đều biết phía sau Bạch Ly thiếu chủ chính là một đầu lão tổ huyền thú cửu phẩm, không thể để cho hắn đào tẩu, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vì vậy lập tức đuổi theo. Ba đại cường giả đều rời đi, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi trận pháp ẩn thân, từ bên trong trận pháp đi ra. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm truy đuổi rất gấp, cho nên cũng không kịp lấy đi quả thiết ấn hắc sắc Bạch Ly thiếu chủ đánh ra kia thiết ấn rơi xuống đất, lại trở thành chỉ lớn cỡ nắm tay, bên trên đầy vết loang lổ dì xét, hết sức bình thường, quả thật giống như một khối sắt vụn mà thôi. Thứ mà Bạch Ly thiếu chủ dùng để cứu mạng, tự nhiên không thể nào là vật phàm. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy thiết ấn, đầu tiên vậy mà không thể nhặt thiết ấn lên nổi. Ồ, thật nặng. Khối thiết ấn này thoạt nhìn chỉ lớn chừng nắm tay, trên thực tế trọng lượng cực kỳ nặng, ít nhất cũng hơn ngàn cân. Không biết là làm bằng vật liệu gì, mật độ thật sự quá dày, huyền khí thất phẩm ninh tiểu xuyên lại bỏ thêm vài phần khí lực mới có thể nhặt thiết ấn lên mỉm cười xem ra sau khi nhếp lan tâm liên thủ với diệp nam thiên thật sự rất cường đại không ngờ lại khiến cho bạch ly thiếu chủ ném ra một kiện huyền khí thất phẩm để có cơ hội chạy chối chết ninh tiểu xuyên cùng bạch ly thiếu chủ đã từng giao thủ qua rất rõ ràng hắn cường đại đến mức nào dùng tu vi của hắn đơn độc gặp phải bất kỳ người nào trong nhếp lan tâm cùng diệp nam thiên đều sẽ không chật vật như vậy nhiếp lan chỉ nói đó là đương nhiên tỷ tỷ của ta có minh nguyệt tâm cung diệp sư huynh có huyền dương tâm cung hai người bọn họ liên thủ đối địch quả thật chính là thiên hạ vô địch không có người nào là đối thủ của bọn họ thật sao như vậy thì chưa chắc ninh tiểu xuyên thi triển thân pháp bay ra khoảng chừng hơn trăm thước trên mặt đất tìm được một cái chân gãy máu chảy đầm đìa từng tia từng tia huyết khí từ trong cái chân gãy dũng mãnh tuôn ra tựa như những đốm lửa đỏ ở trong không khí thiêu đốt đây là một chân của bạch ly thiếu chủ huyết dịch của huyền thú cửu phẩm chính là bảo dược có thể gặp không thể cầu. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vui vẻ, Tiểu Hồng thì lại trợn to hai mắt, bay nhào tới, muốn một ngụm đem cái chân gãy kia nuốt vào trong miệng. Nhưng tốc độ Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh hơn, thu cái chân gãy này vào một cái hộp huyền linh mộc, cẩn thận bảo tồn, không cho huyết khí bên trong tiếp tục sói mòn. Ngao ngao ngao. Tiểu Hồng không ngừng lôi kéo ống quần Ninh Tiểu Xuyên, chu lên liên tục. Cái chân này đối với ta còn có tác dụng, tạm thời không thể cho ngươi ăn, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên long nhãn đường kính một thước ném cho Tiểu Hồng, sau đó đem hộp huyền linh mộc bỏ vào trong túi càn khôn. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại cầm một giọt huyết dịch, căn cứ theo khí tức của huyết dịch, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, dường như đang tìm cái gì. Tiểu Hầu ra, người đang tìm gì vậy? Nhếp Lan Chi theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thập phần tò mò hỏi. Tìm Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng tâm thần cảm ứng, mượn giọt huyết dịch của Bạch Ly thiếu chủ trong tay, tìm kiếm chỗ ẩn thân hiện tại của bạch ly thiếu chủ huyết dịch cùng thân thể vốn là nhất thể giữa chúng nó tất nhiên có liên hệ bỗng dưng ninh tiểu xuyên dừng bước lại ánh mắt hướng về một mảnh vách đá phía trước nhìn lại phiến vách đá kia có thể nói cao chót vót bề mặt bóng loáng không có một cành cây ngọn cỏ căn bản không có bất luận sinh cơ nào bất cứ người nào tới bên dưới vách đá cũng đều không cảm thấy có gì khác thường ầm um, đột nhiên vách đá chợt bùng nổ ra vô số cự thạch lăn xuống Thân thể Bạch Ly thiếu chủ giống như thiểm điện, từ trong cự thạch bay ra, một kiếm hướng Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm đoán hắn ẩn nấp bên trong vách đá, thiết ấn hắc sắc từ trong ống tay áo bay ra, thể tích bành trướng, biến thành một khối thiết ấn khổng lồ to như ngọn núi, đem Bạch Ly thiếu chủ đánh bay ra ngoài. Bạch Ly thiếu chủ bị Nhiếp Lan Tâm Liên thủ với Diệp Nam thiên kích thương, tự nhiên không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, thân thể bay ngược trở về, đánh thẳng lên trên vách đá, đụng ra một cái hố thật lớn dầm lại có vô số cự thạch không ngừng từ trên đỉnh núi lăn xuống ninh tiểu xuyên thu hồi thiết ấn biến thành chỉ lớn chừng nắm tay huyền phủ trong lòng bàn tay ninh tiểu xuyên trả huyết thành thiết ấn lại cho ta bạch ly thiếu chủ khập khiễng mang theo một chân từ trong vách đá bay ra ngoài cả người đều là bụi bặm chật vật tới cực điểm ninh tiểu xuyên nói với thương thế hiện tại của ngươi sợ rằng không phải là đối thủ của ta bất quá nếu như ngươi chịu giúp ta một chuyện ta ngược lại có thể trả khối thiết ấn này lại cho ngươi. Bạch Ly thiếu chủ cười ha hả nói. Nếu như ta không giúp thì sao? Không sao cả. Nếu như ngươi muốn cả đời làm tên què thì cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, liền dự định mang theo nhếp lan chi cùng nhau rời đi. Bạch Ly thiếu chủ nhìn một chút cái chân bị đứt của mình, cuối cùng vẫn cắn răng, kêu lên. Ngươi có thể gắn trở lại cái chân gãy của ta sao? Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhách lên, xoay người lại, nói. Ta chính là dưỡng tâm sư cao cấp, nếu như ngay cả ta cũng không thể gắn lại cái chân gãy của ngươi, phỏng chừng cũng không ai có thể làm được rồi. Ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" Bạch Ly thiếu chủ hỏi. "Không vội, ta trước giúp ngươi gắn lại cái chân gãy, sau đó mới chậm rãi nói chuyện hợp tác. Oan gia nên giải không nên kết, không phải sao?" Khuôn mặt Ninh Tiểu Xuyên mang theo nụ cười thiện ý, lấy ra một hộp huyền linh mộc, lấy ra cái chân gãy của Bạch Ly thiếu chủ, chuẩn bị giúp nó gắn trở lại với cảnh giới hiện tại của ninh tiểu xuyên muốn đem cái chân gãy vừa bị chém xuống nối liền trở lại thật sự là một chuyện phi thường đơn giản huyết dịch huyền thú cửu phẩm bên trong cái chân gãy này đã bị ninh tiểu xuyên rút đi hơn phân nửa bảo tồn lại huyết dịch huyền thú cửu phẩm chính dược vật không dễ dàng tìm được cái chân gãy của bạch ly thiếu chủ rất nhanh đã nối liền trở lại cộng thêm năng lực khôi phục cường đại của huyền thú cửu phẩm không tới thời gian một canh giờ bạch ly thiếu chủ liền có thể bước đi như bay thương thế hoàn toàn khôi phục cái chân gãy của ta không ngờ thật sự đã khỏi rồi. Diệp Nam Thiên, nhiếp lan tâm, ta nhất định sẽ khiến cho hai người các ngươi chết rất khó xem. Hai nắm tay bạch ly thiếu chủ siết thật chặt, hướng về phía bầu trời lớn tiếng quát. Trong thanh âm của nó tràn ngập quán khí, chấn cho trên mặt đất cát bay đá chạy. Nó liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, cặp mày nhíu lại, lạnh lẽo nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giúp ta nối lại cái chân gãy, khẳng định không phải làm không công. Ngươi giúp cuộc muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa xa, nói. Cách nơi này khoảng chừng 1.200 dặm, có một tòa cổ thành hắc sắc. Đó là thành trì dành riêng cho tạo kỵ của thiên đế. Bên trong tòa thành, có một gốc thông linh kỳ dược, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hái nó. Ngươi mang thông linh kỳ dược về đây cho ta, ta sẽ trả huyết thành thiết ấn lại cho ngươi. Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thông linh kỳ dược. Bạch Ly thiếu chủ tại thời điểm cái chân bị thương khỏi hẳn, vốn là đã động sát tâm với ninh tiểu xuyên thế nhưng sau khi ninh tiểu xuyên nói ra bốn chữ thông linh kỳ dược hắn nhất thời lại đem sát ý trong lòng thu liễm lại ánh mắt hắn khẽ nheo lại cảnh giác nói vì sao bản thân ngươi không đi lấy ninh tiểu xuyên thở dài nói ta không phải là đã nói qua đó là thành trì dành cho tạo kỵ của thiên đế nhân loại căn bản không thể tiến vào trong thành chỉ có huyền thú mới có thể vào tinh thần bạch ly thiếu chủ chấn động trong lòng cười thầm hóa ra chỉ có huyền thú mới có thể đi vào trong thành, thảo nào Ninh Tiểu Xuyên muốn tới cầu ta. Hắc hắc, đây chính là một gốc thông linh kỳ dược. Nếu như để ta thu được, tu vi của ta khẳng định sẽ tiến thêm một bước lớn. Đến lúc đó còn không phải dễ dàng trấn áp Ninh Tiểu Xuyên sao. Hiện tại hắn cũng không biết phương vị của cổ thành hắc sắc, dự định lợi dụng Ninh Tiểu Xuyên tìm được thông linh kỳ dược, sau đó mới diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Bạch Ly thiếu chủ cười ha hả nói, hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ như vậy. Được, Ta nhất định sẽ giúp Ninh huynh hái thông linh kỳ dược mang về. Thiếu chủ, không ngờ ngươi lại dễ nói chuyện như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch Ly thiếu chủ cười nói, "Ninh huynh nói gì vậy? Ngươi đã giúp ta nối lại cái chân gãy, đây là đại ân tình. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, có đáng gì đâu." "Vậy được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi hái thông linh kỳ dược." Ninh Tiểu Xuyên nói. Bạch Ly thiếu chủ cùng Ninh Tiểu Xuyên mỗi người trong lòng đều mang theo tính toán của mình một đường hướng về phía tòa cổ thành hắc sắc kia chạy đi. Cũng không lâu lắm, đám bọn họ đã đến bên ngoài cổ thành. Không ngờ thật sự có một tòa cổ thành. Trong lòng Bạch Ly thiếu chủ vốn dĩ vẫn tồn tại nghi ngờ, thế nhưng hiện tại toàn bộ nghi ngờ trong lòng đều biến mất. Bởi vì, theo hắn nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên nếu muốn đối phó hắn, trước đây tại thời điểm khi hắn bị thương, liền đã ra tay, căn bản không cần vòng vo như thế. Ninh Tiểu Xuyên đứng tại một chỗ địa thế khá cao, hướng về phía trong thành chỉ một cái, nói, có thấy không, Thông Linh Huyền Dược chính là ở chỗ này. Ta tại nửa tháng trước đã phát hiện gốc Thông Linh Kỳ Dược này, nhưng thử đủ các loại phương pháp đều không thể xông vào cổ thành. Gặp được bảo sơn nhưng không cách nào tiến nhập, thật là đau đầu. Ánh mắt Bạch Ly thiếu chủ hoàn toàn bị gốc Thông Linh Kỳ Dược trong thành kia hấp dẫn. Đó là một gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, tản mát ra bạch quang vô cùng chói mắt. Nguyên Mệnh Châu trên gốc thảo diệp đã lớn cỡ như nắm tay vậy. Bên trên Nguyên Mệnh Châu còn lơ lửng một đạo hư ảnh thiếu nữ đang phiêu nhiên nhảy múa không ngờ lại đã dựng dục ra dược tinh nhất định là thông linh huyền dược không thể nghi ngờ bạch ly thiếu chủ đè xuống sự kích động trong lòng chăm chú nhìn về phía tiểu long đang bò tới bò lui trên mặt đất trong lòng sinh ra điểm khả nghi hỏi ngươi không phải là có một đầu huyền thú tiểu long sao vì sao ngươi không để cho nó giúp ngươi vào đó ngắt lấy trong lòng ninh tiểu xuyên khẽ nhảy lên nhưng lại chấn định tự nhiên lắc đầu nói tu vi của nó quá yếu không phá nổi cấm chế của cổ thành với tu vi võ đạo của thiếu chủ, may ra mới có thể thử xông vào. Trong lòng Bạch Ly thiếu chủ cười nhạt, Ninh Tiểu Xuyên này thật là ngu xuẩn không còn thuốc cứu chữa, không ngờ lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta. Chờ sau khi ta xông vào, thông linh kỳ dược liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng ta, đâu còn đến phiên ngươi. Ngay thời điểm Bạch Ly thiếu chủ mạnh mẽ phá vỡ tầng màn sáng bên ngoài cổ thành kia, Ninh Tiểu Xuyên lập tức để cho Nhiếp Lan chi cưỡi, xong đổ thạch thú hướng phía xa xa chạy đi. Có bao xa thì chạy bấy xa nơi đây rất nhanh sẽ phát sinh một tràng đại chiến kinh thiên động địa tiểu hồng hợp thể ninh tiểu xuyên cũng bắt đầu chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ tiểu long lập tức hóa thành từng tia từng tia long khí xích hồng sắc ngưng tụ thành một bộ khải giáp xích hồng sắc đem toàn thân ninh tiểu xuyên bao trùm lại sau đó ninh tiểu xuyên lập tức bố trí một cái trận pháp ẩn nấp đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi bạch ly thiếu chủ sông vào cổ thành hắc sắc không bao lâu mặt đất liền chấn động mãnh liệt một trận cung điện cùng tháp cao trong cổ thành đều nhanh chóng sụp đổ, phát sinh ra biến hóa quỷ dị. Bạch Ly thiếu chủ biến sắc, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên hiểu được, trong miệng mắng to một câu. Ninh Tiểu Xuyên, hỗn đản, hại chết ta. Hắn lập tức hóa thành bản thể, xoay người bỏ chạy, muốn chạy ra khỏi cổ thành. Thế nhưng, đã muộn. Mỗi một tảng đá trong cổ thành, đều bị quang mang hắc sắc bao phủ, ngưng tụ thành một đầu thạch thú cự nhân cao hơn trăm thước. Đem toàn thân Bạch Ly thiếu chủ đè ép lại bên trong thân thể bằng đá, hướng về phía trong bụng đẩy nhanh vào. Thân thể Bạch Ly thiếu chủ bị đè ép đến mức biến hình, căn bản không thể ngăn cản sự áp chế của thạch thú cự nhân. Hắn cắn răng thật chặt, trong mắt tràn đầy hận ý, đem tổ tông 18 đời Ninh tiểu xuyên đều thăm hỏi qua một lần. Thú xá lợi. Bạch Ly thiếu chủ đột nhiên phun ra một viên hạt châu bạch sắc, phát ra quang mang càng ngày càng sáng rọi hơn, khiến cho mắt người đều không mở ra được đây là át chủ bài bảo mệnh mà bạch ly lão tổ tặng cho nó thú xá lợi cái gọi là thú xá lợi chính là một khối xá lợi cốt do huyền thú cao phẩm từ thất phẩm trở lên sau khi tạo hóa sẽ lưu lại xá lợi cốt này lại bị bạch ly lão tổ dùng đại thần thông luyện hóa bên trong có lực lượng của bạch ly lão tổ có thể chấn giết tất cả địch nhân cường đại bạch ly thiếu chủ vốn dự định sau khi tiến vào thiên đế thần cung mới sử dụng viên thú xá lợi này chấn áp cường địch thế nhưng hiện tại trong lúc nguy cấp hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ khi sử dụng lực lượng thú xá lợi mới có thể bỏ mệnh. ầm, um, thú xá lợi rất nhanh vỡ ra, ngưng tụ ra một cái thú chảo thật lớn lớn chừng một trăm thước, đánh nát đầu thạch thú cự nhân kia, biến thành từng khối từng khối cự thạch. ung um, ung, um. tam diệp nguyên mệnh thảo cấp bậc thông linh kỳ dược cùng bạch ly thiếu chủ đều từ bên trong đám cự thạch lăn ra, ninh tiểu xuyên nhắm ngay cơ hội, lập tức lao ra trận pháp ẩn thân, quạt nhanh một đôi long rực bay đến bên trong đám đá vụn tìm ra gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo cấp bậc thông linh kỳ dược. Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo đã thông linh tính, vậy mà mọc ra một đôi quang rực bạch sắc, hóa thành một đạo quang toa bạch sắc, muốn bay đi. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã chuẩn bị, lập tức thi triển võ đạo thần thông, đem Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trấn áp trở về, thu vào trong túi càn khôn. Rốt cuộc cũng lấy được gốc thông linh kỳ dược này. Ninh Tiểu Xuyên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đối với dưỡng tâm sư mà nói, đây quả thật là vật báu vô giá, ninh tiểu xuyên ta với ngươi không chết không thôi bạch ly thiếu chủ tức giận đến mức tim phổi đều muốn nổ tung đối với ninh tiểu xuyên hận thấu xương trong miệng đầy máu cả người tả tơi một quyền hướng về phía ninh tiểu xuyên oanh kích qua ninh tiểu xuyên lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn một cái tiện tay đánh ra một đạo đại thủ ấn liền đánh bay bạch ly thiếu chủ ra ngoài rơi vào trong đám đá vụn phía sau rào rào đám đá vụn khổng lồ trên mặt đất lại thoát ra ô quang bắt đầu chuyển động trở lại thạch thú cự nhân có thân thể bất tử tuy rằng bị thú xá lợi đánh nát thế nhưng vẫn còn có thể hồi sinh lại nó đang bắt đầu sống lại trong lòng ninh tiểu xuyên giật mình lập tức thi triển long rực xích hồng sắc phóng lên không trung bỏ chạy bạch ly thiếu chủ lại không có vận khí tốt như vậy lại bị kẹp vào trong đám đá vụn mặc cho hắn dãy ruộng như thế nào cũng đều không hữu dụng lực lượng thạch thú cự nhân căn bản không phải nó có thể phản kháng được trừ phi nó còn có viên thú xá lợi thứ hai cuối cùng bạch ly thiếu chủ bị thạch thú cự nhân triệt để thôn phệ huyết nhục đều dung nhập vào trong đống đá, cũng không biết xương cốt có còn bảo tồn được chút nào không. giống, thông linh kỳ dược không ngờ lại bị người khác đánh cắp, thạch thú cự nhân phẫn nộ đến cùng cực, tựa như nổi điên hướng về phía ninh tiểu xuyên truy sát tới. ung um, ung, um, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động mãnh liệt, thanh âm giống giận vang vọng toàn bộ thiên địa, thật lâu không dứt. liên tiếp qua ba ngày, thạch thú cự nhân mới bình tĩnh trở lại, lại hóa thành một tòa cổ thành hắc sắc, tạo lạc trên đỉnh một ngọn cự sơn hắc sắc trong một cái thung lũng hẻo lãnh, mặt đất chợt dâng lên một cái gò lớn, Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Long từ bên trong chui ra. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ninh Tiểu Xuyên sâu đậm thở dài một hơi. Lực lượng đầu thạch thú cự nhân kia thật sự quá đáng sợ, có thể phá núi chém sông, cho dù là võ tôn, sợ rằng cũng phải tạm lánh phong mang. Nếu như bị nó tìm ra, khẳng định lành ít giữ nhiều. Trước đi tìm nhiếp lan chi đã. Tuổi của nàng còn quá nhỏ, gặp phải nguy hiểm căn bản không thể một mình chống đỡ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội luyện hóa thông linh kỳ dược, theo sự chỉ dẫn của huyền thú dám đi tìm Nhiếp Lan Chi. Nhiếp Lan Chi chính là cưỡi song đầu thạch thú rời đi, huyền thú dám có thể tìm được khí tức song đầu thạch thú, tự nhiên cũng là có thể tìm được nàng. Nàng quả nhiên đang gặp đại phiền toái, lọt vào vây công của hơn 10 đầu thạch thú. Cũng may là tốc độ của song đầu thạch thú đủ nhanh, mới có thể trốn thoát. Ngao! Sau lưng nàng có hơn 10 đầu thạch thú đang đuổi theo. Có thạch ngưu, thạch hổ, thạch điểu, thân thể đều rất khổng lồ. Trong đó, đầu thạch thú khổng lồ nhất cao tới hơn 40 thước, hình thái rất giống một đầu long tượng. Tiểu song. Mau mau đi tìm tiểu hầu ra. Đi tìm tiểu hầu ra. Nhiếp lan chỉ ngồi trên lưng song đầu thạch thú, sợ đến mức hoa dung thất sắc. Phía sau bụi mù cuồn cuộn, tiếng kêu thạch thú tựa như vang lên bên tai nàng, càng ngày càng gần. Ninh tiểu xuyên đứng tại đường chân trời đằng xa, đánh ra dưỡng tâm chân đỉnh, hóa thành một cái đỉnh lô khổng lồ cao chín thước, Hắn đánh huyền khí vào trong đỉnh lô, miệng đỉnh nhất thời phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ, đem hơn 10 đầu thạch thú kia đều thu vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Ngao, lực lượng đầu thạch thú long tượng cao hơn 40 thước kia cường đại nhất, muốn phản kháng. Cái đuôi đá trắng kiện hướng về phía dưỡng tâm chân đỉnh oanh kích tới. Ầm, um, cái đuôi của thạch thú long tượng tựa như một sợi roi khổng lồ, mang theo tiếng rít mãnh liệt, quất lên trên dưỡng tâm chân đỉnh. Dưỡng tâm chân đỉnh bị đánh bay ra ngoài, ở trên hư không liên tục chuyển động đám thạch thú trong đỉnh không ngừng chu lên, muốn từ bên trong bay ra. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo thất thải thần quang, bay đến bên dưới thân thể thạch thú long tượng, ôm lấy bắp đùi long tượng, nâng thân thể cao lớn của long tượng lên, trực tiếp ném vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Phải biết rằng đầu thạch thú long tượng kia thế nhưng cao tới hơn 40 thước, nặng đến trên trăm vạn cân, lại bị Ninh Tiểu Xuyên dùng thân thể huyết nhục ôm lấy, đây quả thật là chân chính khí thế lực bạt sơn hà. Nhiếp Lan Chi vừa mừng vừa sợ, la lớn, tiểu hầu gia đã trở về. Ninh Tiểu Xuyên cũng thu xong đầu thạch thú vào dưỡng tâm chân đỉnh, đặt chung một chỗ cùng hơn 10 đầu thạch thú kia, tiến hành một lần đại dung luyện. Dưỡng tâm chân đỉnh bị âm dương minh hỏa đốt đến đỏ bừng, hỏa diễm bao vây thân đỉnh, phát ra quang mang sáng ngời, tựa như một cái thần lô khổng lồ huyền phủ trên hư không. Dưỡng tâm chân đỉnh vẫn như cũ chấn động kịch liệt, hơn 10 đầu thạch thú bên trong đang va chạm điên cuồng, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tiểu hầu Gia, sau khi tiểu xong bị luyện hóa, có trở nên cường đại hơn không ánh mắt nhiếp lan chi sáng sủa lông mi nhấp nháy nhìn chằm chằm dưỡng tâm chân đỉnh huyền phủ trên hư không trong lòng vậy mà cũng rất kích động giống như sau khi xong đầu thạch thú trở nên cường đại nàng cũng sẽ thập phần vui vẻ đúng vậy ninh tiểu xuyên gật đầu thạch thú tại nơi này quả thật chính là vô cùng vô tận ninh tiểu xuyên dự định sau khi luyện hóa xong thông linh kỳ dược liền chú trọng bồi dưỡng xong đầu thạch thú truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. Nếu như có thể để cho nó tấn cấp thành một đầu huyền thú thất phẩm, vậy thì đồng nghĩa với có thêm một trợ lực cấp bậc võ tôn. Hao tốn thời gian chọn 3 ngày, hơn 10 đầu thạch thú bên trong dưỡng tâm chân đỉnh mới toàn bộ đều dung luyện, vào xong đầu thạch thú. Xong đầu thạch thú từ bên trong đỉnh lô bay ra, thân thể đạt tới chiều cao 48 thước, lực lượng gia tăng không chỉ gấp đôi. Hô! Cái đầu bên phải của nó phun ra một ngụm hỏa diễm xích hồng sắc, nhất thời khiến cho mặt đất phương viên vài trăm thước đều bốc cháy lên, đem tảng đá đốt thành nham tương. Căn cứ theo Ninh Tiểu Xuyên suy tính, song đầu thạch thú ít nhất phải lớn đến chiều cao 60 thước, mới có thể có chiến lực cấp bậc huyền thú thất phẩm. Ninh Tiểu Xuyên thận trọng lấy ra tam diệp nguyên mệnh thảo, một mảnh quang mang bạch sắc nhất thời bạo bắn ra, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng đánh ra tám khối huyền thạch hạ phẩm, định lại trên hư không, hình thành nên một vòng kết giới, đem phiến không gian nhỏ này cố định lại, phòng ngừa tam diệp nguyên mệnh thảo đào tẩu gốc tam diệp nguyên mệnh thảo này đã sinh trưởng 1.200 năm, chính là thông linh kỳ dược hàng thật giá thật, đã có linh tính thuộc về chính mình, có thể bay trên trời chui xuống đất, thường nhân căn bản không có khả năng nhìn thấy. Ngoài mặt nguyên mệnh châu chảy ra từng tia từng tia dược khí, ngưng tụ thành một thân ảnh thiếu nữ hư huyễn. Đây là dược tinh của thông linh huyền dược, ngưng tụ linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyện, có thể nói là linh hồn của thông linh kỳ dược. Truyền thuyết, một ít thông linh kỳ dược sinh trưởng mấy ngàn năm còn có thể mở miệng nói chuyện, có thể tu luyện thành hình người. Thọ mệnh bọn chúng thật dài, viễn siêu nhân loại, có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Dược khí thông linh kỳ dược quả thật linh tính không gì sánh được, tự hồ chỉ ngửi một ngụ, huyền khí trong cơ thể liền nhanh chóng tăng trưởng, kinh mạch xương cốt trong cơ thể phát ra thanh âm lách cách, giống như là đang được rèn luyện vậy. Ninh Tiểu Xuyên hái xuống khoảng nguyên mệnh châu lớn chừng nắm tay kia, bỏ vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, lợi dụng âm dương minh hỏa luyện hóa. Luyện hóa thông linh kỳ dược là quá trình vô cùng lâu dài, tốn hao thời gian gấp chục lần luyện chế các đan dược khác. Ninh Tiểu Xuyên một bên luyện chế đan dược, một bên nghiên cứu kỳ môn độn giáp. Thiên đế thần cung khẳng định là ở trên thế giới này, thế nhưng lại không người nào có thể tìm ra nó. Ninh Tiểu Xuyên suy đoán, có lẽ nó được giấu bên trong trận pháp kỳ diệu nào đó, chỉ khi nào nghiên cứu thấu triệt kỳ môn độn giáp, mới có thể tìm được nó. Cửu cung thuật, tức 42 vai trên, 86 chân dưới, trái 3,7, 9 trên 1 dưới, 5 tại trung tâm. Ninh Tiểu Xuyên tại trên kỳ môn độn giáp tìm được một thiên cửu cung thuật, đối với loại thuật pháp này cảm thấy rất hứng thú. Tri thức đề cập qua bên trong rộng lớn vô biên, đồng thời vận dụng cũng huyền diệu vô cùng. Bên trong cửu cung bao quát rất nhiều thiên môn thuật pháp, cửu cung chiêm, cửu cung toán, cửu cung thần hòa, cửu cung bát phong, cửu cung thái nhất, thái nhất tế đàn vân vân. Lại đề cập đến chiêm, thuật, tính, y, vĩ, tạo thành đủ các phương diện ứng dụng, có thể nói là bác đại tinh thâm, tuyệt không thể tả. Nếu như có thể học được loại kỹ thuật này, có thể dùng lực lượng cửu cung để phát ra công kích, giống như cửu cung thần hỏa cùng cửu cung bát phong, đều là diệu thuật quỷ thần khó lường. Hơn nữa, tại thời điểm luyện đan, thêm vào dược lý huyền diệu của cửu cung, có thể khiến cho phẩm cấp đan dược trở nên càng cao hơn, dược tính sản sinh biến hóa mới, đản sinh ra kỳ đan độc nhất vô nhị. Đương nhiên, cửu cung thuật cũng đề cập qua lĩnh vực bói toán cùng thiên cơ toán, có thể biết trước quá khứ và tương lai, tính ra họa phúc cùng cát hung của một người đó cũng không phải đơn giản như toán mệnh tiên sinh bình thường vậy. Nếu như có thể tu luyện cửu cung chiêm tới cực hạn, quả thật có thể nói là đại trí giả biết quá khứ 500 năm, biết tương lai 500 năm, có thể nhìn thấu bản chất vận mệnh, phá giải bí mật thiên địa, so với vận đấu càn khôn của đạo môn càng thêm lợi hại. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên sớm đã nhất tâm thấm nhuần trên y đạo, tự nhiên sẽ không phân tâm lại đi tu luyện cửu cung chiêm. Bất luận là y đạo, hay là bói toán, đều là đại đạo bác đại tinh thâm có thể đem một loại đại đạo trong đó nghiên cứu đến mức tận cùng cũng đã đủ hưởng thụ suốt đời nếu như ham nhiều cái gì đều muốn học trái lại rất có khả năng chẳng làm nên trò chống gì nhiếp lan chi người qua đây ninh tiểu xuyên hướng về phía Nhếp lan chi vẫy vẫy tay ý bảo nàng tới nhiếp lan chi nấp phía sau một khối cự thạch nhìn lén ninh tiểu xuyên luyện đan cho rằng đã bị ninh tiểu xuyên phát hiện trong lòng thấp thỏm lo âu rụt rụt rè rè đi tới nói tiểu tiểu hầu gia ta không phải cố ý ta chỉ muốn nhìn người tới đây ninh tiểu xuyên nói nhiếp lan chi rất khẩn trương nhìn lén dưỡng tâm sư cao cấp luyện đan thế nhưng chính là tối kỵ sẽ bị móc đi cặp mắt trong lòng nàng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn đi tới ngồi xuống ninh tiểu xuyên nói vóc người nhiếp lan chi rất tinh tế mái tóc dài đen nhánh nhu thuận buông xuống đến bên hông trong lòng nàng rất thấp thỏm chậm rãi ngồi xuống bàn tay ninh tiểu xuyên hướng về phía chán nàng vươn ra nhất thời dọa cho nàng sợ đến mức lui nhanh về phía sau, hai bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng noãn cũng chập lại, liên tục vái lại về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngữ khí tội nghiệp nói. Không nên, không nên. Tiểu hầu ra, ngươi đừng móc mắt ta, lần sau ta không dám nhìn trộm nữa. Bộ dáng của nàng tựa như một tiểu cô nương đáng thương, bên trong cặp mắt tràn ngập nước mắt linh láng, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, ngươi ngồi trước đã, không móc mắt ta sao? Nhiếp Lan Chi vẫn rất lo lắng, khẩn trương hỏi. Không móc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lúc này nàng mới thở dài một hơi, mím môi một cái, ngồi xuống đối diện Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên trên chán nàng. Một luồng huyền khí từ trong cơ thể lan tràn ra, ngưng tụ thành hình thái long hổ, tiến vào thân thể nàng. Toàn thân nàng đều toát ra quang hoa bạch sắc, mỗi một tấc da thịt cũng giống như thủy tinh bạch ngọc, quang hoạt ngọc trạch, trong suốt trong sáng, giống như là do băng tuyết tạo hình mà thành. Một lát sau, ninh tiểu xuyên thu bàn tay về nhìn chằm chằm cặp mắt to tròn của nàng nói võ đạo tâm cung của ngươi có thiếu sót không thích hợp trở thành dưỡng tâm sư cho dù miễn cưỡng đi theo con đường này cả đời cũng không có khả năng đạt tới cấp bậc dưỡng tâm sư trung cấp tiểu hầu ra ngươi cũng phát hiện võ đạo tâm cung của ta có thiếu sót sao cổ trưởng lão cũng từng nói như vậy nói thiên tư của ta vốn dĩ không thấp hơn tỷ tỷ chỉ là võ đạo tâm cung có thiếu sót nếu như tu luyện võ đạo cho dù cả đời cũng không thể bước vào địa tôn cảnh cho nên ta mới bắt đầu nghiên cứu dưỡng tâm luyện dược muốn bù đắp tâm cung thiếu sót nhiếp lan chi cúi đầu nhãn thần có chút buồn bã ngón tay không ngừng kéo kéo góc áo ninh tiểu xuyên nói tâm cung của ngươi thiếu khuyết một bộ phận quan trọng nhất cho dù ngưng tụ ra dưỡng tâm đỉnh cũng chỉ có thể trở thành dưỡng tâm sư sơ cấp thiếu sót bộ phận quan trọng nhất nhiếp lan chi hỏi lại ninh tiểu xuyên thận trọng gật đầu nói tâm nhãn võ đạo tâm cung của các võ giả khác đều có tâm nhãn Thế nhưng võ đạo tâm cung của ngươi lại không có. Tâm nhãn chính là căn bản của võ đạo tâm cung, có thể vận chuyển huyền khí, dưỡng tạo huyền tinh, ngưng tụ võ hồn. Tâm nhãn là mệnh căn tiên thiên. Một khi thiếu khuyết tâm nhãn, võ đạo tâm cung cũng không tính là tâm cung hoàn chỉnh. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi trị liệu. Bất quá ta có thể truyền cho ngươi một loại tuyệt học khác, hẳn là thích hợp với loại người thiếu khuyết tâm nhãn như ngươi. Nếu như ngươi có thể tu luyện ra một chút hỏa hầu, đã đủ để bình khởi bình tạo cùng võ tôn. Nhãn Tình nhiếp lan tâm sáng lên, hỏi: "Là tuyệt học gì? Cửu cung chiêm cùng cửu cung toán?" Ninh Tiểu Xuyên nói: "Kỳ thật lúc trước, thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên chữa thương cho nàng, đã phát hiện ra tâm cung của nàng có thiếu sót, cho nên mới quyết định đem môn kỳ môn độn giáp huyền ảo khó lường này truyền cho nàng. Đối với người thiếu khuyết tâm nhãn, trái lại có thể đản sinh ra một loại trí tuệ đặc thù, nói không chừng nàng có thiên phú đặc thù trên lĩnh vực bói toán cùng thiên cơ mệnh số." Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ một phần vạn đạo lý trong đó, liền đủ để suy tính ra họa phúc cát hung, hoàn toàn có thể bình khởi bình tạo cùng võ tôn. Nếu như có thể lĩnh ngộ một phần ngàn, nói không chừng liền có thể trở thành một vị đại tiên tri, đại trí giả, đây cũng là một loại thành tựu tương đối bất phàm. Nhiếp Lan chi lộ ra bộ dạng vô cùng hứng thú, hỏi: "Cửu cung chiêm cùng cửu cung toán là cái gì?" Ninh Tiểu Xuyên nhặt lên một khối đá mỏng dẹp, một bên vẽ lên trên mặt đất, một bên giảng giải, nói: cửu cung lại đại biểu trong kỳ môn độn giáp mặt đất là căn cơ của kỳ môn độn giáp đại biểu cho bất động kỳ môn độn giáp chia làm tứ bàn thiên địa nhân thần trong tứ bàn chỉ có địa bàn là không động chính là ngọn núi nhiếp lan chi mặc dù có lúc điêu ngoa tùy hứng có lúc lại nhát gan sợ phiền phức tuy rằng thiếu khuyết tâm nhãn thế nhưng cũng rất thông tuệ đối với người thường mà nói cửu cung chiêm phức tạp khó hiểu vô cùng vậy mà nàng rất nhanh đã hiểu được khả năng lĩnh ngộ rất mạnh trải qua nửa ngày giảng giải, nhiếp lan chi đã cơ bản hiểu được một chút về cửu cung chiêm cùng cửu cung toán. Nàng khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó mới ngước mắt nhìn về phía ninh tiểu xuyên, cặp mắt long lanh trong suốt, hai hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp, ngập ngừng hỏi. Tiểu hầu ra, ngài có cho rằng, hai người chúng ta rất có duyên không? Hửm! Cặp máy ninh tiểu xuyên khẽ nhíu lại. Thanh âm nhiếp lan chi trong veo, dung nhan thanh thuần, nghiêm túc nói. Nếu không phải là có duyên, vì sao Tiểu Hầu gia lại có thể nhiều lần gặp được ta bị người khác đuổi giết? Nếu không phải có duyên, vì sao tuyệt học của Tiểu Hầu gia hết lần này tới lần khác lại thích hợp ta tu luyện? Nàng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt không hề chấp lấy một cái. Ninh Tiểu Xuyên có chút giở khóc giở cười, nói: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, lẽ nào ngươi không tin duyên phận?" Nhiếp Lan Chi hỏi: "Ngày hôm nay không nói chuyện duyên phận." Ninh Tiểu Xuyên không có tinh lực cùng một tiểu cô nương nói chuyện yêu đương. Trên cánh tay ngưng tụ ra võ đạo huyền khí dày đặc, bịt kín một tầng quang mang bạch sắc, đem nắp dưỡng tâm chân đỉnh mở ra. Ầm, đan dược đã luyện chế thành thục. Trong đỉnh bắn ra một đạo quang trụ bạch sắc cao hơn 30 thước. Bên trong quang trụ bao phủ 10 viên đan dược sáng ngời, kích thước cỡ đầu ngón tay cái, sáng lạn trói mắt, quả thật tựa như 10 ngôi sao sáng. Dược hương nồng nặc phát ra, tràn ngập trong trời đêm. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, liền thu hồi 10 viên nguyên mệnh đan trong tay tra xét một phen, mới thở dài một tiếng. Đều là cao cấp đan. Đáng tiếc, thông linh kỳ dược chính là bảo tài luyện chế nhân đan, có thể gặp không thể cầu. Nếu như ta đạt tới các bậc đại dưỡng tâm sư, nói không chừng có thể dùng gốc tam diệp nguyên mệnh thảo này luyện thành một quả nhân đan. Chỉ có đại dưỡng tâm sư mới có thể luyện chế ra nhân đan. Ninh Tiểu Xuyên có trong tay một gốc thông linh kỳ dược, lại chỉ có thể luyện thành cao cấp đan, tuyệt đối là hành vi lãng phí tài liệu nếu như bị những đại dưỡng tâm sư kia biết liền hận không đánh chết hắn không được thông linh kỳ dược ngay cả một đại dưỡng tâm sư cả đời cũng không nhất định có thể tìm được một gốc là vô thượng bảo dược chân chính có thể luyện chế ra nhân đan tại đế quốc ngọc lam một viên cao cấp đan cũng đã có thể bán được giá trên trời cực kỳ hiếm thấy chính là chân bảo mà võ tôn đều muốn cướp đoạt thế nhưng giá trị của nhân đan còn gấp mấy chục lần cao cấp đan thậm chí hơn trăm lần tại đế quốc ngọc lam Nhân đan cũng có xưng là đan vương, có thể nói là vương giả trong đan dược, hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một quả. Nhân đan đã có hồn phách thuộc về bản thân đan dược. Trong truyền thuyết, một ít nhân đan lợi hại có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh cơ, quả thật chính là tiên đan thần dược. Hiện tại tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên đã trở thành dưỡng tâm sư cao cấp, thế nhưng cách đại dưỡng tâm sư vẫn còn kém rất xa, căn bản không có khả năng luyện chế ra nhân đan. Ninh Tiểu Xuyên từ trong dưỡng tâm chân đỉnh thu được năm giọt dược dịch trong suốt, hương thơm thoang thoảng quang hoa sắn lạn đây là nguyên mệnh dược dịch không có ngưng tụ thành đan mà lưu lại giá trị mỗi một giọt đều có thể so với một quả trung cấp đan ngươi ăn vào năm giọt dược dịch này có thể khiến cho thể chất của ngươi để thăng lên một bước lớn ninh tiểu xuyên nói nhiếp lan chi đang cầm năm giọt dược dịch trong lòng rất thấp thỏm hỏi tiểu hầu ra vì sao ngươi đối tốt với ta như vậy thật lâu cũng không có người trả lời đến khi nàng ngẩng đầu lên ninh tiểu xuyên đã nuốt vào một viên nguyên mệnh đan ngồi xếp bằng ở xa xa tu luyện. Sau khi luyện hóa viên nguyên mệnh đan đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp bước vào thoát tục tầng thứ 9. Đan dược do thông linh kỳ dược luyện chế ra, cho dù không phải là nhân đan, dược tính cũng phi thường cường đại, viễn siêu các cao cấp đan khác. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỷ, tự hồ chỉ mới luyện hóa một viên nguyên mệnh đan, cũng đã có hiệu quả như thế, nói không chừng có thể mượn dùng cơ hội này trùng kích đến địa tôn cảnh. Một khi bước vào địa tôn cảnh, là đã tiến nhập một cấp bậc võ đạo thiên địa khác, có thể được phong là võ tôn, đây là cảnh giới mà bất luận võ giả nào đều muốn đạt tới. Không được, trước khi bước vào đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, nhất định phải áp chế cảnh giới của mình. Trước khi bước vào địa tôn cảnh, võ thể chính là dễ dàng đáp nặn nhất. Một khi bước vào địa tôn, võ thể sẽ định hình trở lại, muốn một lần nữa để thăng đẳng cấp thiên phú, độ khó lại lớn hơn gấp nhiều lần. Ninh tiểu xuyên còn có chín viên nguyên mệnh đan, nói không chừng có thể mượn lực lượng của bọn chúng, bước vào đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp. Ninh Tiểu Xuyên hao tốn thời gian suốt 3 tháng trời, mới hoàn toàn luyện hóa chín viên nguyên mệnh đan. Cả người đều bị quang mang bạch sắc bao vây, ngay trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh vân hà bạch sắc, quả thật tựa như tiên quang cháo thể. Tiểu Long thì ngồi trước mặt hắn, há miệng dùng sức hút bạch quang, bộ dạng thập phần say xưa, tựa như một đầu thần long đang thôn hấp nước biển vậy. Long thể của nó trở nên tinh oánh sán lạn, tường vân quấn thể, hiển nhiên, nó cũng nhận được chỗ tốt thật lớn, đang rất nhanh trưởng thành trái tim ninh tiểu xuyên tản mắt ra quang mang bảy màu. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, ngưng tụ thành bảy đạo viên hoàn hư huyễn, ngưng tụ thành thất khiếu, huyền phù xung quanh thân thể hắn. Đây là dấu hiệu thất khiếu thần ma tâm cung sắp sửa thức tỉnh. Thất khiếu thần ma tâm cung được xưng là, tâm cung có thể xếp ngang hàng cùng hỗn độn tâm cung, tự nhiên có uy năng vô thượng của riêng nó. Chỉ là nó cùng hỗn độn tâm cung bất đồng, cần võ giả phải đạt tới địa tôn cảnh, tâm cung mới có thể chân chính thức tỉnh thể hiện ra lực lượng đặc thù của tâm cung. Tựa như hỗn độn tâm cung có thể khống chế thời gian cùng không gian, thất khiếu thần ma tâm cung cũng có lực lượng đặc thù của mình. Một khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới địa tôn cảnh, loại lực lượng này sẽ đản sinh ra. Vù, Ninh Tiểu Xuyên từ từ đem bạch quang toàn thân thu hồi vào trong cơ thể, bảy đạo viên hoàn cũng bay trở về trái tim, đem cảnh giới áp chế trở về thoát tục cửu trọng. Hắn tích xuất từ trong cơ thể ra một giọt máu đỏ tươi, rơi xuống mặt đất, nhất thời ngưng tụ ra chín đầu cự hồ huyết hồng sắc. Chín đầu cự hổ giữ tợn trợn mắt, thần tuấn cường hãn, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Đây là lực lượng ẩn chứa trong một giọt huyết dịch, đủ để đập nát cự thạch vạn cân, đánh chết võ giả, phát huy ra lực lượng chính đầu cự hổ, có thể xé rách địch nhân. Một giọt máu hóa chín hổ. Một giọt huyết dịch đạt tới cảnh giới hóa ra chính đầu thần hổ, đã tương đối bất phàm. Huyết khí so với rất nhiều võ tôn đều cường hãn hơn, là một loại cảnh giới cực cao của võ đạo thần thể sau thời đại phong thần, có rất ít người dưới địa tôn cảnh có thể tu luyện tới cảnh giới này. Ninh Tiểu Xuyên đại thể đánh giá một chút, bây giờ mình đại khái có đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp. Luyện hóa một gốc thông linh kỳ dược, cũng chỉ có thể bước vào đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp. Hiện tại, dược lực tam diệp nguyên mệnh thảo đối với thể chất của ta đã có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, xem ra chỉ khi nào tìm được thần huyết mới có thể đạt tới các bậc vạn năm khó gặp. Thể chất càng cường đại, tăng trưởng lên cũng càng khó hơn, đạt tới đẳng cấp thiên phú 9.000 năm khó gặp đã là một cực hạn của nhân thể, coi như là tại thời đại phong thần thượng cổ, người có thể đem thể chất tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không nhiều. Chỉ dựa vào dược vật đã rất khó đề thăng, chỉ khi nào mượn thần bảo hiếm thế, mới có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp. Thiên đế thần cung chậm chạp không hiện thế, cảnh giới ninh tiểu xuyên lại rất khó khăn tăng lên nữa, chỉ có thể lại đề thăng lực lượng cho xong đầu thạch thú. Lại qua thêm nửa năm, cảnh giới ninh tiểu xuyên đã hoàn toàn vững chắc xuống, đạt tới thoát tục tầng thứ 9 đỉnh phong. Chỉ cần hắn muốn đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến địa tôn cảnh. Tính trở lại, Ninh Tiểu Xuyên đã đợi ở thế giới này tròn một năm rồi. Nhếp Lan Chi vẫn luôn đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Nàng từ một cô bé thoát biến thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp chân chính, trên người linh yên như xương, cơ thể thơm ngát, quả thật tựa như một nàng nữ tinh linh, xinh đẹp không thua kém gì tỷ tỷ nàng. Lan Chi, hiện tại đẳng cấp thiên phú của người đã đạt tới cấp bậc 6.000 năm khó gặp, thiên phú thể chất tại đế quốc Ngọc Lam tuyệt đối có thể xếp vào nhóm đỉnh cấp nhất. Sau này muốn tăng lên nữa, thì tương đối khó khăn rồi. Nửa năm qua, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên tìm, được không ít tam diệp nguyên mệnh thảo cấp bậc bán thông linh kỳ dược, đem luyện chế thành nguyên mệnh đan. Một phần nguyên mệnh đan trong đó để cho Nhếp Lan chi phục dụng, khiến cho nàng thành công bước vào đẳng cấp thiên phú 6.000 năm khó gặp. Bộ phận nguyên mệnh đan còn lại, Ninh Tiểu Xuyên lưu giữ lại, để cho Ninh Hinh Nhi, tề danh, dùng để đề, đề thăng thiên phú cùng tiềm lực của bọn họ cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới có thể dễ dàng tạo ra một vị thiên tài 6.000 năm khó gặp. Bởi vì, hắn chính là một dưỡng tâm sư cao cấp, có thể hoàn toàn lợi dụng dược tính của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Mà các võ giả khác, cho dù đạt được Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, cũng chỉ có thể lợi dụng một phần 10 dược tính trong đó. Nói cách khác, Ninh Tiểu Xuyên tìm được một gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, tương đương với giá trị 10 gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo bọn họ tìm được. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể bảo tồn lại Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, sau khi mang ra ngoài mới thỉnh dưỡng tâm sư giúp bọn hắn luyện chế thành đan dược. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên tin tưởng, tuyệt đại đa số võ giả, sau khi đạt tới Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, đều sẽ lập tức phục dụng, dùng để đề, đề thăng thiên phú cùng tiềm lực của mình, tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực trở nên cường đại, mới có thể bảo đảm sinh tồn. Mang theo Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trên người, ngược lại sẽ rước lấy mầm tai vạ. Tỷ tỷ phòng trừng cũng không đạt tới đẳng cấp thiên phú cao như vậy nếu như trở lại thiên âm tông sợ là sư tôn cũng sẽ bị hù dọa một trận tiểu hầu ra vì sao ngươi lại đối tốt với lan chi như vậy chứ nhiếp lan chi lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này ninh tiểu xuyên biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì nhưng lại không muốn cùng nàng tham thảo vấn đề này tiếp tục nói tuy rằng bởi vì võ đạo tâm cung của ngươi thiếu khuyết tâm nhãn tu vi không thể đột phá đến địa tôn cảnh thế nhưng đó cũng không phải chuyện tất nhiên chỉ cần ngươi có thể tu luyện cửu cung toán ra một chút hỏa hầu liền đủ để bù đắp thiếu sót, thành tựu võ đạo tương lai bất khả hạn lượng. Ừm, ta biết rồi." Nhiếp Lan chi lên tiếng, cái nàng quan tâm nhất cũng không phải chuyện này. Kỳ thật nàng tâm sự nặng nề, rất muốn biểu đạt ra, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không muốn cùng nàng tham thảo vấn đề, mà nàng chân chính quan tâm, nàng cũng hoàn toàn không có cách nào. Ùm ùng, song đầu thạch thú từ trên bầu trời bay xuống, cặp cánh đạt tới chiều dài hơn 100 thước, thân thể cao tới 72 thước tựa như một tòa núi đá từ trên trời bay tới, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đạp cho chấn động mãnh liệt một trận. Đây quả thật là một đầu quái vật khổng lồ. Con người đứng trước mặt nó, liền chỉ nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Tiểu Long đứng trên lưng song đầu thạch thú, trên cổ đeo một khúc xương hình quạt, trong miệng phát ra thanh âm kêu gọi ngao ngao ngao, có vẻ tương đối cấp thiết. Nó có đại phát hiện. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, Thiên Đế thần cung xuất thế rồi, Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhiếp Lan Chi đều bay lên trên lưng song đầu thạch thú. Ẩm. Song đầu thạch thú giang rộng cặp cánh, bay thẳng lên vài trăm thước, nhấc lên một mảnh cuồng phong khổng lồ, nhanh chóng bay đi. Song đầu thạch thú phi hành trên trời đại khái nửa canh giờ. Dần dần, tại đường chân trời xa xa chợt xuất hiện một mảnh quang hoa tam sắc sán lạn, tựa như một mảnh hỏa diễm tam sắc đang thiêu đốt. Tại đường chân trời xuất hiện quang mang bạch sắt, xích sắc, kim sắt, thiêu đốt thành một đạo quang mạc, tựa như toàn bộ thế giới cũng đều đang thiêu đốt, Tản mát ra khí tức mênh mông chấn động lòng người, lại bay gần hơn một chút, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy một tòa thần cung bạch sắc khổng lồ huyền phù bên trong quang hoa tam sắc. Trước mặt cung điện có tới mấy vạn bậc thang, cửa cung cao tới hơn trăm thước, dựng thẳng 72 cây thiên trụ khổng lồ, tựa như cột trụ chống đỡ bầu trời cùng mặt đất vậy. Thần cung bạch sắc vốn bay ở trên tầng mây, lúc này đang từ từ hạ xuống, từ trên bầu trời bay xuống mặt đất. Hóa ra thiên đế thần cung vẫn luôn giấu bên trong tầng mây màu đen thảo nào không ai có thể tìm được nó bởi vì căn bản không người nào có thể bay vào tầng mây màu đen chỉ có thể đợi thiên đế thần cung tự mình từ trong tầng mây bay ra ninh tiểu xuyên bừng tỉnh đại ngộ thiên đế thần cung không có khả năng vĩnh viễn đều giấu bên trong tầng mây màu đen chỉ chờ tới thời gian nhất định dĩ nhiên là sẽ xuất thế căn cứ theo ninh tiểu xuyên phán đoán thiên đế thần cung hẳn là cách một năm sẽ xuất thế một lần cơ hội như thế này cũng có vẻ thập phần hiếm có một khi bỏ qua cũng chỉ có thể đợi thêm một năm nữa song đầu thạch thú bay đến cách thiên đế thần cung ngoài trăm dặm thì dừng lại thu hồi cặp cánh cự thạch trên thân thể không ngừng vận động lướt ngang cuối cùng biến thành một tòa núi đá tạo lạc trên mặt đất tu vi thạch thú đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể tùy ý cải biến hình thể của chính mình biến thành thạch cung thạch sơn thạch thành song đầu thạch thú hiện tại đã trưởng thành đến cảnh giới tương đối đáng sợ đủ để cùng võ tôn đại chiến cải biến hình thể đối với nó mà nói cũng không phải việc khó ninh tiểu xuyên cũng không tính hiện tại liền xông lên Định quan sát tình thế trước đã. Thiên Đế Thần Cung xuất thế, đã hấp dẫn tới không ít cường giả võ đạo cùng huyền thú cao giai. Có kẻ đứng phía dưới Thiên Đế Thần Cung, có kẻ giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, ẩn núp trong bóng tối, tùy thời động thủ. Bịch bịch, tiếng bước chân văng lên. Ngự thanh tay ôm theo một thiếu nữ tuyệt sắc mị hoặc, nghênh ngang hướng về phía phương hướng Thiên Đế Thần Cung đi tới. Không, đó không phải là một nàng thiếu nữ, là một đầu huyền thú cao cấp. Dưới làn váy thiếu nữ kia lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù vóc người thướt tha lung linh, dung mạo kiểu mị, sóng mắt câu người. Nàng ôm cánh tay ngự thanh, làm ra hình dạng chim nhỏ nép vào người hắn. Tiểu vương gia quả nhiên không hổ là duyệt tận vạn hoa. Thật là đi tới địa phương nào đều có giai nhân làm bạn. Ninh tiểu xuyên từ trong núi đá đi ra. Nhãn tình ngự thanh sáng ngời, đại hỉ nói. Ninh huynh, cuối cùng đã gặp được ngươi. Ngươi không biết đâu, mấy ngày gần đây ta trôi qua rất khổ, thiếu chút nữa đã mệnh vong cửu tuyền rồi. Cặp máy ninh tiểu xuyên nhướng lên một cái, hơi hướng về phía thiếu nữ mỹ diễm trong ngực hắn nhìn thoáng qua cười nói thật thê thảm như vậy sao ta như thế nào cảm giác ngươi mỗi ngày trôi qua so với ai khác đều dễ chịu hơn ôi chao bề ngoài đều là bề ngoài mà thôi đến đây ta giới thiệu với ngươi đây là người thừa kế tương lai của huyễn mị hồ tộc hồ tiểu yêu tiểu yêu vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành đệ nhất thiên kiêu ninh tiểu xuyên tiểu hầu gia kiếm các hầu phủ ngự thanh nói hồ tiểu yêu mặc hương y sa mỏng, bộ ngực tuyết bạch, eo nhỏ như cành liễu, nũng nịu nói. Tiểu hầu gia lớn lên thật tuấn tú nha. Ngự thanh thấp giọng cười nói. Nếu như ninh huynh thích nữ tử hồ tộc, tiểu yêu tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Rất có vị đạo. Hay là, ta để cho tiểu yêu đi phụng dưỡng ninh huynh một đêm. Vương tôn công tử trong hoàng thành đều luôn sinh hoạt hết sức xa hoa lãng phí, đều là thê thiếp thành đàn, mỹ thị vô số. Giữa bọn họ biếu tặng mỹ thiếp lẫn nhau là chuyện tương đối bình thường, Ánh mắt Hồ Tiểu yêu nhấp nháy, nhẹ nhàng mím môi một cái, vậy mà thật sự động tâm với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vội vã cự tuyệt, sau đó đổi chủ đề, nói Tiểu vương gia không phải nói chính mình thiếu chút nữa đã mệnh vong cửu tuyền sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngự Thanh lập tức trở nên phẫn hận, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, khí thế toàn thân đều trở nên hoàn toàn thay đổi, nói Không phải là cái tên Diệp Nam Thiên kia sao? Hắn muốn cướp đoạt tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trên người ta, không ngờ lại hạ ám thủ đánh lén ta nếu không phải ta có thủ đoạn bỏ mệnh khẳng định đã chết trong tay của hắn người xác định là diệp nam thiên sao ninh tiểu xuyên đối với diệp nam thiên thật cũng không có ác cảm quá lớn có chút không tin hắn lại là hạng người như vậy chí ít ở ngoài mặt diệp nam thiên quả thật là một kẻ vô cùng có phong độ không chỉ có thể chính phục ngàn vạn thiếu nữ ngay cả rất nhiều thiếu niên thiên tài đều cam tâm đi theo hắn ngự thanh nói lúc đó hắn đeo mặt nạ dùng huyền khí bao bọc thân thể Thế nhưng ta và hắn đã giao thủ không chỉ một lần, hết sức rõ ràng thủ đoạn võ đạo của hắn. Cho dù hắn tận lực ẩn giấu, cũng tuyệt đối không có khả năng che giấu được cặp mắt của ta. Hắn quả thật hỗ danh là truyền nhân kiếm thánh, tự cho mình là chính nhân quân tử, trên thực tế cũng không quang minh lỗi lạc như hắn thể hiện bên ngoài vậy. Không có chứng cứ, những lời như vậy tốt nhất vẫn là không nên dễ dàng nói ra miệng, miễn cho mang tới cừu hận cho Thần Long Vương phủ. Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại, trong lòng tin tưởng những gì Ngự Thanh nói. Thế nhưng, lời như vậy quả thật không thể dễ dàng nói ra, chỉ hơi chút không chú ý, liền sẽ khiến hai thế lực lớn đổ máu. Ngự Thanh cũng thận trọng gật đầu. Vẫn là Ninh công tử Minh Bạch thị phi, nhưng lời như vậy, tiểu vương gia quả thật không nên nói lung tung. Danh dự tại hạ bị hao tổn là chuyện nhỏ, danh dự kiếm thánh bị hao tổn mới là chuyện lớn. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang tử sắc chợt bay tới rơi xuống mặt đất ngưng tụ thành một gã nam tử tuấn giật phong độ người người giống như một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống đạp đất hóa hình người diệp nam thiên trên lưng đeo một thanh cổ kiếm tử sắc tóc dài buộc ở sau người trên đầu đội bạch quan anh tư người người bạch y tú bảo trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác gió xuân thổi lên mặt trên người hắn tản mát ra một cỗ kiếm ý cường đại mỗi một làn gió từ bên người của hắn thổi qua đều sẽ biến thành một đạo kiếm khí sắc bén hắn quả thật tựa như một vị kiếm tiên chuyển thế, khí độ trên người không phải là thường nhân có thể có được. Vù, nhiếp lan tâm thu hồi thánh quang rực, giống như một vị bạch y tiên tử đáp xuống đất. Nàng phụ mệnh lệnh trưởng bối sư môn, cùng diệp nam thiên giao lưu võ đạo tâm đắc, bồi dưỡng ăn ý, là để chuẩn bị cho hai đại tông môn kết thông ra. Trên mặt nàng tuy rằng đeo khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra trong mắt nàng mang theo nỗi ưu sầu sâu đậm, trong lòng đang lo lắng cho muội muội nhiếp lan chi của mình. Đã qua thời gian một năm, cũng không tìm được tung tích của muội muội, nàng sợ muội muội đã gặp bất chắc. Nàng liếc mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên một cái, liền lập tức rời ánh mắt đi. Diệp Nam Thiên, ngươi dám nói nửa tháng trước không phải là ngươi đánh lén ta? Nếu không phải ta có một viên kiếm hoàn hộ thể, thì đã chết trong tay ngươi rồi." Ngự Thanh thập phần phẫn nộ, muốn xông tới cùng Diệp Nam Thiên liều mạng chiến đấu sống chết một trận. Ninh Tiểu Xuyên kéo hắn lại, miễn cho hắn làm ra chuyện vọng động. Hiện tại, Diệp Nam Thiên tựa hồ không chỉ đơn giản là chiếm lý như vậy, hơn nữa hắn còn là cường giả kiếm đạo địa tôn cảnh, trong thế hệ trẻ có thể nói là vô địch. Lúc này ngự thanh xuất thủ, không chỉ là đối lý, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị Diệp Nam Thiên nhục nhã một trận, có trăm hại mà không một lợi. Diệp Nam Thiên nghiêm nghị nói, tiểu vương gia nhất định là đã nhận lầm người. Diệp mỗ từ trước đến nay vẫn luôn cùng nhếp tiên tử một chỗ lịch lãm tu hành, tuyệt đối không có đánh lén qua ngươi. Điểm này nhếp tiên tử có thể làm chứng. nhiếp lan tâm nói, Diệp sư huynh quả thật không có nói sai, Tiểu Vương gia, ngươi nói Diệp Sư huynh xuất thủ đánh lén ngươi, ngươi có nhìn rõ mặt của người kia không, xác định là Diệp Sư huynh? Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Hai hàm răng ngự thanh cắn chặt, không nói nên lời. Diệp Nam Thiên nhàn nhạt cười, "Nếu tiểu Vương gia đã không nhìn thấy rõ mặt của người kia, vì sao lại luôn miệng nói người đó là ta?" "Lan Tâm, chúng ta đi trước Thiên Đế Thần Cung." Nhiếp Lan Tâm lại liếc mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó liền thi triển Thánh Quang Dực, dáng người yểu điệu bay lên hướng về phía một cánh cửa thiên đế thần cung trong đó bay qua. Nhất nguyên tông Diệp Nam Thiên cùng thiên âm tông nhiếp lan tâm. Bọn họ muốn xông thiên đế thần cung sao? Cũng không biết hợp lực lượng của hai người bọn họ có thể phá vỡ kết giới bên ngoài thiên đế thần cung hay không? Đám võ giả bên ngoài thần cung đều nhìn chăm chú về phía thiên đế thần cung, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Hai ngày gần đây, đã có hơn 10 cường giả võ đạo sông thiên đế thần cung, nhưng đều bị kết giới ngăn cản bên ngoài thậm chí còn có người bị kết giới phản kích bị thương nữa nghe đồn diệp nam thiên và nhiếp lan tâm đều có dị chủng tâm cung tu vi vượt xa võ giả cùng cảnh giới nói không chừng có thể phá vỡ kết giới của thiên đế thần cung phàm là võ giả có thể tới chỗ này đều là nhân kiệt tuyệt đỉnh trong đó nhân vật có tính truyền kỳ lớn nhất tự nhiên chính là linh hư tôn giả linh hư tôn giả không chỉ là của hậu nhân thiên đế hơn nữa còn là cường giả đạo môn nàng đã từng phân tích qua kết giới bên ngoài thiên đế thần cung tổng cộng có hai đạo sinh môn chỉ có hai cường giả đồng thời xuất thủ đi phá cửa mới có thể mở ra kết giới kết giới bên ngoài thiên đế thần cung gặp mạnh thì mạnh gặp yếu lại yếu linh hư tôn giả đã từng xuất thủ muốn phá vỡ sinh môn thế nhưng lại thất bại trừ phi có thể xuất hiện một vị cường giả cùng nàng phối hợp ăn ý liên thủ với nàng mới có thể phá vỡ kết giới diệp nam thiên cùng nhếp lan tâm đều là cường giả trẻ tuổi đương thời phối hợp lẫn nhau vô cùng an ý, đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể mở ra kết giới, sợ rằng tất cả mọi người vô duyên tiến nhập thiên đế thần cung. ầm ầm, bên ngoài thiên đế thần cung tản mắt ra thần quang tam sắc cường thịnh. Ngàn vạn đạo thiểm điện thô to cỡ cổ tay chém thẳng ra, tựa như từng cây từng cây xúc tu, hướng về phía Diệp Nam Thiên cùng nhiếp lan tâm chém tới. Lui, sắc mặt Diệp Nam Thiên đại biến, vội vã thu hồi tử vân phi kiếm thân thể cùng phi kiếm hòa làm một thể hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược trở về nhiếp lan tâm cũng phát hiện ra sự kinh khủng của đám thiểm điện này vội vã thi triển thần thông cực tốc trong nháy mắt liền thối lui ra ngoài trăm trượng ầm um, một đạo thiểm điện hóa thành một thanh chiến đao khổng lồ phát ra thanh âm bùm bùm chém về phía đỉnh đầu của nàng mi tâm nhiếp lan tâm ngưng tụ ra một đạo thần quang tinh oánh bay ra một cây quang trụ trói mắt đánh lên trên đao phong chiến đao thiểm điện đem chiến đao đánh nát soạt. Trong lòng nhiếp lan tâm vẫn còn sợ hãi, lui nhanh trở về, lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã chết dưới thanh chiến đao thiểm điện, quả thật quá nguy hiểm. Ngay cả Diệp Nam Thiên liên thủ với nhiếp lan tâm đều thất bại, lẽ nào thật không có người nào có thể phá vỡ kết giới của thiên đế thần cung. Rõ ràng đã đi tới bên ngoài thiên đế thần cung, nhưng không có cách nào tiến nhập trong đó. Đây quả thật là tiếc núi thiên cổ, khiến cho rất nhiều võ giả đều không cam tâm. Đây là cổ kết giới trên kỳ môn độn giáp, có hai đạo sinh môn khảm cung vị cùng khôn cung vị ninh tiểu xuyên đứng ở đằng xa tỉ mỉ quan sát thiên đế thần cung phát hiện một ít mánh khóe khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên ninh huynh chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ kết giới ngự thanh hỏi ninh tiểu xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói đây là kết giới do đích thân thiên đế bày ra cho dù biết biện pháp phá giải cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy ta còn phải tiếp tục nghiên cứu phải làm đủ sách lược vẹn toàn mới có thể xuất thủ các đại nhân vật như vân trung hầu cùng linh hư tôn giả vậy đều từng xuất thủ qua thế nhưng cũng đều không thể lay động kết giới bên ngoài thiên đế thần cung không ai có thể xông vào được ngay cả hậu nhân thiên đế cũng đều không thể tiến nhập xem ra thần cung này thật là chỉ có thần linh mới có thể ra vào trong lòng rất nhiều võ giả đều cảm thấy tiếc nuối đi tới bên ngoài thần cung nhưng không có cách nào tiến nhập trong đó thế nhưng lại không có cách nào kết giới là do đích thân thiên đế bày ra không phải là người phàm có thể phá giải được Liên tiếp ba ngày qua đi, đám cường giả ngự thanh, ma môn thánh nữ, kim đô thế tử. Đều đi công kích kết giới, thế nhưng, cuối cùng cũng đều thất bại. Cuối cùng, các cường giả võ đạo nhân tộc dự định vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp lại, kết hợp lực lượng mọi người, cùng nhau công kích kết giới, dự định mạnh mẽ phá vỡ kết giới thiên đế thần cung. Cường giả các đại tông môn, cường giả triều đình, cường giả ma môn, đều đạt tới hơn 100 người, tụ tập cùng một chỗ, đang thương thảo biện pháp phá vỡ kết giới trên người linh hư tôn giả phát ra huyền quang dày đặc dáng người xinh đẹp tuyệt trần mông lung hư huyễn đứng phía dưới thiên đế thần cung một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên liền ở trên hư không vẽ xuất ra một tảng lớn tơ văn tinh mịn đây là ngàn vạn đạo tơ văn do huyền khí ngưng tụ mà thành rắc rối phức tạp lại hình thành một loại quy luật nào đó khiến cho rất nhiều thiên tri kiêu tử ở đây đều cảm thấy đầu óc choáng váng trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh cũng chỉ có cường giả như linh hư tôn giả vậy mới có thể ghi nhớ lộ tuyến tơ văn, lại còn sử dụng huyền khí vẽ ra. Đây là 845 vạn đầu mối then chốt cấu thành kết giới. Mỗi một cái đầu mối then chốt đều đại biểu 9 vạn cân lực lượng. Nếu như người thường đến sông kết giới, cũng chỉ sẽ xúc động một cái đầu mối then chốt, cũng chính là chín vạn cân lực lượng. Mà nếu như chúng ta đến sông kết giới, sẽ xúc động đến 100 cái, 1.000 cái đầu mối then chốt. Tu vi càng cường đại, số lượng đầu mối then chốt xúc động cũng càng nhiều, lực lượng thừa nhận cũng càng mạnh hơn muốn bằng vào lực lượng một người phá vỡ kết giới, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Độ tuổi linh hư tôn giả rất trẻ tuổi, không đủ 20, thế nhưng địa vị của nàng cũng cao tuyệt không ai bằng. Chính là hậu nhân Thiên Đế, chủ nhân Thiên Đế học cung, trở thành nhân vật chủ chốt ở đây, tất cả mọi người đối với nàng đều rất cung kính. Không ai có thể nhìn thấy rõ nàng rốt cuộc hình dạng thế nào, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng toát ra một cỗ khí chất tiên linh thánh khiết, quả thật giống như là tiên nhân không thuộc về nhân gian. Diệp Nam Thiên nói, cho dù đồng thời công kích hai đạo sinh môn của kết giới cũng không có biện pháp. Ta sử dụng lực lượng một kiếm, nó liền trả lại cho ta lực lượng chính kiếm. Nếu không phải ta thoát nhanh, đã bị lực lượng kết giới phản chấn đánh chết. Xa xa, đám cường giả nhân tộc cũng đều đang thảo luận biện pháp phá giải kết giới. Đồng thời cũng có một số cường giả một lần nữa đi nếm thử khởi sướng công kích, thi triển thần thông, đánh ra huyền khí. lay động hư không, chấn cho trời rung đất chuyển. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang ngồi xếp bằng cách đó chăm dặm, tiếp tục nghiên cứu kỳ môn độn giáp, cũng ở trên mặt đất bày ra 845 vạn sợi tơ văn, tựa như mở ra một bức đồ quyển khổng lồ, hình thành một màn hình ảnh huyễn lệ. Tiểu hầu ra, tất cả mọi người đều tụ tập lại, cùng nhau nghiên cứu biện pháp phá giải kết giới, vì sao ngươi không cùng bọn họ giao lưu, tạo nghệ trận pháp của ngươi cao như vậy, nếu như có thể liên thủ với linh hư tôn giả, nói không chừng là có thể phá vỡ kết giới. Nhiếp Lan Chi nói, Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, Suy nghĩ của ta cùng Linh Hư Tôn giả không giống nhau. Linh Hư Tôn giả cho rằng hai đạo sinh môn là then chốt phá giải kết giới. Thế nhưng, ta nghĩ kỳ môn độn giáp quan trọng nhất chính là ngay trên chữ kỳ. Tam đại kỳ môn ất, bính, đinh có lẽ sẽ phát sinh biến số, nói không chừng đây mới là biện pháp duy nhất phá vỡ kết giới. Lan Chi, ngươi cũng tu luyện qua kỳ môn độn giáp, ngươi cũng nghiên cứu một chút về tam đại kỳ môn, đợi cùng ta đi phá kết giới. Ta. Nhiếp Lan Chi dùng sức lắc đầu, nói ngay cả tỷ tỷ và Diệp sư huynh cũng đều thất bại, ta khẳng định là không được, không thử một chút, làm sao có thể nói chính mình không được." Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng. Trong lòng Nhiếp Lan chi run lên, sau đó khẽ gật đầu, liền bắt đầu nghiên cứu kết giới bên ngoài Thiên Đế Thần Cung. Một ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đem từng tia từng tia huyền khí thu hồi vào trong cơ thể, hai mắt nhắm lại trầm tư một lúc, sau đó mới đứng dậy. Tại một khắc Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy kia, long hổ huyền khí trong cơ thể bộc phát ra trên đỉnh đầu đột nhiên vọt lên một đạo quang trụ sáng ngời, nhắm thẳng vào phương hướng Thiên Đế Thần Cung. Lực lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang không ngừng kéo lên, khí thế cuộn trào mãnh liệt. Có rất nhiều hư ảnh hình thái long hổ lấy thân thể hắn làm trung tâm, phi hành khắp nơi, hội tụ thành một mảnh hải dương long hổ. Hắn muốn dùng lực lượng đánh văng Tam Đại Kỳ Môn của Thiên Đế Thần Cung. Thời điểm khi khí thế trên người Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, thiên địa huyền khí trong không khí đều điên cuồng hội tụ về phía hắn đã kinh động toàn bộ các võ giả ngoài trăm dặm những võ giả này đều đang thương thảo biện pháp công phá kết giới lúc này đều đồng thời đưa mắt nhìn chăm chú về phía ngoài trăm dặm lại là ninh tiểu xuyên không ngờ hắn cũng tới chẳng qua vì sao hắn lại đứng ngoài trăm dặm không hội hợp cùng chúng ta khí thế trên người hắn thật cường đại thiên địa huyền khí trong phương viên trăm dặm đều bị hắn điều động hắn muốn làm gì đây chẳng lẽ hắn cũng muốn thử sông kết giới tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tò mò không rõ ràng lắm vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Vù, chỉ thấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hóa thành một tòa thất thải hồng kiều thật lớn, kéo dài qua 50 dặm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã vượt qua trăm dặm, cấp độ cực nhanh, khiến cho rất nhiều võ giả ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ẩm, uhm. trên bầu trời, thiểm điện chẳng chịt rậm rạp, hội tụ lên trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành một cái thú trào khổng lồ. Ẩm, uhm. Ninh Tiểu Xuyên đem thú trào đánh ra, đánh về phía thiên đế thần cung. Thú trảo còn cách thiên đế thần cung một ngàn thước, cũng đã bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản lại. Thú trảo bị xé rách, vỡ thành từng tia từng tia khói xanh. Ninh Tiểu Xuyên tiếp theo lại đánh ra trưởng thứ hai, trưởng thứ ba. Một gã võ già trẻ tuổi cất giọng cười mỉa mai, nói. Lá gan Ninh Tiểu Xuyên cũng quá nhỏ rồi. Đứng cách xa 50 dặm, cũng muốn phá vỡ kết giới bên ngoài thiên đế thần cung sao. Ngự thanh trừng mắt nhìn gã võ giả kia một cái, nói không hiểu liền đừng nói lung tung, như vậy không ai nói ngươi ngu xuẩn. Ninh Tiểu Xuyên chính là đang dùng thủ đoạn công kích tìm kiếm cánh cửa kết giới, là ném đá dò đường. Rất nhiều người đều gật đầu, nhìn ra được mỗi một trưởng Ninh Tiểu Xuyên công kích đều rất có quy luật, giống như là đang chắc thí mỗi một điểm mạnh yếu của kết giới. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra 36 trưởng, liền thu hồi huyền khí, sau đó nhanh chóng hướng về phía phương vị thiên đế thần cung chạy tới. Ngao, Tiểu Long cùng thân thể hắn hợp làm một thể, ngưng tụ thành một bộ thần long chiến giáp xích hồng sắc, một thanh chiến kiếm trong suốt trong sáng. rất nhiều người đều cảm thấy ghen tị với việc Ninh Tiểu Xuyên có một đầu thần long ấu thú làm chiến sủng. trong đó có một số người trong ánh mắt lộ ra sát ý, rất muốn đánh chết Ninh Tiểu Xuyên, cướp đi thần long ấu thú. dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có một người, lẽ nào hắn nghĩ bằng vào sức một mình phá vỡ kết giới sao? cái này cũng quá mức cuồng vọng rồi. một đầu huyền thú cao dài lạnh buốt cười nói, ung um, ung. Um. Đột nhiên, mặt đất chấn động mãnh liệt một trận, một đầu thạch thú lưng mọc hai cánh thật lớn hướng về phía Thiên Đế thần cung phóng đi. Một đầu thạch thú cao hơn 70 thước phóng chạy, quả thật khiến cho đất rung núi chuyển, dọa cho rất nhiều võ giả đều kinh hãi, tạo thành khủng hoảng thật lớn. Thạch thú cấp bậc địa tôn cảnh. Mọi người chạy mau. Trời ạ, à, làm sao lại hấp dẫn tới thạch thú khổng lồ như thế? Ngàn vạn lần đừng chọc tới một hồi thạch thú triều. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Sai rồi, trên lưng thạch thú đang đứng một nàng thiếu nữ. Là, là thiên âm tông nhiếp lan chi. Nàng sao lại đứng trên lưng thạch thú vậy? Chẳng lẽ nàng dùng vô thượng thần thông thu phục đầu thạch thú này sao? Không có khả năng. Cho dù là tỷ tỷ nàng, gặp phải một đầu thạch thú kinh khủng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh lui. Rất nhiều người đều nhìn thấy nhiếp lan chi đứng trên lưng song đầu thạch thú, nhất thời ngừng lại, nghị luận náo nhiệt. Thật là lan chi. Cặp mắt xinh đẹp của nhiếp lan tâm mang theo thần sắc không thể tin nổi, Căn bản không nghĩ tới nàng lại dùng phương thức này xuất hiện trước mắt mình. Nàng khống chế thạch thú, cũng hướng về phía Thiên Đế Thần Cung phóng đi. Chẳng lẽ, nàng chính là trợ thủ của Ninh Tiểu Xuyên sao? Trong lòng rất nhiều người cũng suy đoán như vậy. Sự phỏng đoán này rất nhanh đã được chứng thực. Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía Nhiếp Lan Chi làm ra một cái thủ thế, Nhiếp Lan Chi liền lập tức hướng về phía một cái phương vị của Thiên Đế Thần Cung chạy đi, đó là đinh môn trong Tam Đại Kỳ môn. Mà Ninh Tiểu Xuyên lại chạy đi một hướng khác. Một trưởng đánh lên kết giới, nhất thời khởi động một phiến môn hộ hư huyễn. Nhiếp lan chi đứng trên lưng song đầu thạch thú, giống như đứng trên hư không, bạch y trên người theo gió lay động, mỗi một tắc da thịt đều phát ra tinh quang sán lạn. Ngón tay nàng kết xuất thành thủ ấn kỳ quái, vậy mà đem từng tia từng tia quang huy sao trời trong vũ trụ triệu gọi về, ngưng tụ thành một đạo quang thúc, ngón tay ngọc nhỏ và dài hướng về phía kết giới kia điểm tới. Nàng chính là đang mượn lực, mượn chính là lực lượng thiên địa. Ừm. Uhm kết giới chấn động một cái, phát sinh biến số, vậy mà khởi động đạo môn hộ thứ hai. Lúc trước cũng có rất nhiều võ giả đi công kích kết giới, thế nhưng lại đều gặp phải phản kích kết giới, thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên liên thủ với Nhiếp Lan Chi, vậy mà đem kết giới khởi động lên, hơn nữa cũng không gặp phải sự phản phệ của kết giới. Một nàng thiếu nữ thiên tài của bát dị tông thở dài nói, ta vẫn chỉ biết nhiếp tiên tử của thiên âm tông chính là kỳ tài đương thời, không nghĩ tới thiên tư muội muội nàng, Vậy mà so với thiên tư của nàng còn cao hơn nữa. Đây là kỹ thuật khoáng thế gì vậy? Không ngờ lại có thể mượn tới quang mang ngôi sao ngoài vũ trụ. Nhiếp thị Song Mỹ, thật là một kẻ so với một kẻ còn đáng kinh ngạc hơn. Muội muội so với tỷ tỷ càng thêm ưu tú, đem quang mang của tỷ tỷ nàng hoàn toàn che phủ rồi. Rất nhiều người ở đây đều sợ hãi than, nghĩ thiên tư của Nhiếp Lan Chi so với chị nàng càng cao hơn, hơn nữa dung nhan mỹ lệ thanh thuần, khiến cho người ta xem cảm thấy thế là đủ rồi, không ngừng hâm mộ ta hiện tại liền hiếu kỳ vì sao nhiếp lan chi cùng ninh tiểu xuyên lại phối hợp ăn ý đến như vậy lẽ nào nhiếp thị song mỹ muội muội muốn gả nhập hầu môn sao cũng không biết là ai nói một câu như vậy đôi mắt ma môn thánh nữ nhất thời hướng về phía nhiếp lan chi liếc một cái trong cặp mắt xinh đẹp chợt lóe lên một đạo hàn khí ngón tay không kềm hãm được nắm lại thật chặt đây là một câu nói đẩy ninh tiểu xuyên và nhiếp lan chi lên đầu sóng ngọn gió nếu như nhiếp lan chi gia nhập hầu môn như vậy chẳng phải là cột kiếm các hầu phủ và Thiên Âm Tông cùng một chỗ sao? Đệ tử tông môn liên hôn với con cháu Vương hầu cũng không phải chuyện gì lạ, chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng đều có thể dẫn tới đại họa lâm đầu. Nhiếp Lan Tâm nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt có chút hàn ý, nàng không thể để Ninh Tiểu Xuyên và muội muội của mình có bất kỳ quan hệ gì. Đây là chuyện mà nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Ngự Thanh nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, nói: con mẹ nó, ta đã sớm đoán được hắn sẽ không bỏ qua cho cô em vợ, quả không hổ là con cháu vương hầu, tỉ muội thông sát, ta thật bội phục bản sắc nam nhi của hắn. Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan chi quả thật phối hợp vô cùng ăn ý, hơn nữa thi triển thần thông cũng giống nhau, hiển nhiên là thi triển một loại thần thông kỳ ảo đồng nguyên nào đó, khiến cho mọi người không thể không suy đoán là bọn họ có quan hệ không bình thường. Ta hiểu rồi, hắn công kích ba đại kỳ môn, kỳ trung sinh biến, muốn dùng một biến số trong kỳ môn độn giáp mà phá vỡ kết giới linh hư tôn giả đã từng tìm hiểu tàn quyển kỳ môn độn giáp mà tổ tiên lưu lại cho nên lập tức hiểu ra vụt nàng bước về phía hư không một bước liền hạ xuống trước thiên đế thần cung đứng tại vị trí bính môn của ba đại kỳ môn nàng khẽ duỗi một tay ra chống đỡ đạo môn thứ ba cảm ơn ninh tiểu xuyên liếc nhìn về phía linh hư tôn giả hắn đã sớm đoán được linh hư tôn giả sẽ ra tay cũng chỉ có hợp sức của ba người thì mới có thể dung chuyển được ba đại kỳ môn phá vỡ kết giới của thiên đế thần cung Cửu Cung Bát Phong, trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một đạo cột sáng, đánh thẳng lên tầng mây đen trên bầu trời. Tầng mây trên bầu trời lập tức nổ vang sấm sét, từng tia thiểm điện xẹt qua hư không, hóa thành một trận cuồng phong, cuốn sạch tất cả. Đây chính là thiểm điện hóa thành phong, còn được gọi là Lôi Thần Điện Phong. Lôi Thần Điện Phong chính là phong bắt đầu trong Cửu Cung Bát Phong, còn được gọi là nguồn gốc của Bát Phong. Lôi Thần Điện Phong và thần thông võ đạo thiểm điện thần thú của Ninh Tiểu Xuyên, dung hợp cùng một chỗ, đánh thẳng lên kết giới. Hơn một ngàn đạo điện lưu từ trên nắm quyền của Ninh Tiểu Xuyên tràn ra, công phá ất môn trong ba đại kỳ môn. Sau đó, Linh Hư Tôn Giả và Nhếp Lan Chi cũng đồng loạt ra tay, công phá Bính Môn và Đinh Môn. Ba đại kỳ môn bị khai mở, kết giới bên ngoài thiên đế thần cung lập tức sụp đổ. Toàn bộ cảnh tượng thiên đế thần cung bày ra, một cái cầu thang bằng ngọc thạch tạo lạc trong hư không, kéo dài ra, nối thẳng với cung điện rộng rãi. 18 tòa cung điện xếp thành hàng, lơ lửng trong hư không, quả thực giống như phủ đệ của thần tiên. Bên trong thần cung, hào quang sáng chói, tản mắt ra bảo quang ba màu. Ba dòng sông lơ lửng trên hư không, phân biệt là ba màu trắng, đỏ, vàng. Dòng sông màu trắng chảy ra nước màu trắng ngà, mỗi một giọt nước đều giống như tiên lộ, tản mắt mùi hương thơm ngát. Dòng sông màu đỏ thì nước chảy ra như hỏa diễm, mỗi một giọt nước đều có một ngọn lửa bốc cháy, Dòng sông màu vàng, mỗi một giọt nước đều giống như vàng bị nung chảy, từ trên trời chút xuống, giống như một thác nước bằng vàng. Ba dòng sông này đều là do tinh hoa thiên địa hội tụ lại mà thành, có thể so với Quỳnh Tương Ngọc Lộ, cũng chỉ có ở Thiên Đế Thần Cung thì mới gặp được thần tuyền, như vậy, nếu như có thể uống được một giọt, cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện rồi. Vụt, trên người Vân Trung Hầu tản mát ra khí thế khổng lồ, trên người bộc phát ra võ nguyên khí màu vàng, là người đầu tiên xông vào Thiên Đế Thần Cung sau đó tất cả võ giả đều đồng loạt xông vào thiên đế thần cung muốn đi cướp bảo vật mà thiên đế lưu lại bọn hắn vừa mới xông vào cầu thang đã biến mất khỏi hư không tựa như một nắm cát vàng rơi vào biển lớn vừa rơi xuống nước đã biến mất không thấy tung tích nữa sở dĩ ninh tiểu xuyên không tiến vào thiên đế thần cung trước cũng chính là vì dự phòng tình huống này quả nhiên hắn đã đoán đúng không gian bên trong thiên đế thần cung cũng không phải không gian song song mà là không gian hỗn loạn mỗi một bước đều có thể tiến vào không gian khác nhau không gian hỗn loạn còn đáng sợ hơn kết giới rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên, ta có lời muốn nói với ngươi." Thánh nữ Ma môn mặc một bộ y phục màu trắng, đi đến bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đeo khăn che, ánh mắt nhìn Nhiếp Lan Chi rất bất thiện. Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên cũng chạy tới, dẫn Nhiếp Lan Chi rời đi, tiến vào Thiên Đế Thần Cung. Nhiếp Lan Chi sợ Ninh Tiểu Xuyên lọt vào độc thủ của thánh nữ, nên không chịu rời đi, nhưng Nhiếp Lan Tâm lại cưỡng ép mang nàng đi, không để nàng tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên. Bên ngoài Thiên Đế Thần Cung, chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên và Thánh nữ Ma Môn. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Thánh nữ điện hạ có gì chỉ giáo?" Thánh nữ Ma Môn vốn dĩ đầy bụng nghi vấn, rất muốn hỏi ra, thế nhưng lúc này ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ta lấy được 11 viên Tam Diệp Nguyên Mệnh thảo, nhưng vẫn không nỡ phục dụng, ngươi có thể giúp ta luyện chế thành đan dược không?" Vốn dĩ nàng rất muốn hỏi quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi, thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về không hỏi ra đương nhiên là có thể ninh tiểu xuyên nói thánh nữ ma môn vừa mới lấy tam diệp nguyên mệnh thảo ra đột nhiên phía chân trời phóng tới một đoàn sương mù màu đen bên trong ẩn hiện một luồng lực lượng khổng lồ có tiếng cười như ma quỷ từ trong sương mù vang lên đoàn sương mù đang cấp tốc phóng tới thiên đế thần cung cho dù là với tu vi của thánh nữ ma môn và ninh tiểu xuyên cũng đều cảm thấy một luồng sát khí từ bên trong đoàn sương mù truyền ra khiến người khác sởn hết cả gai ốc Ninh Tiểu Xuyên, ta phải dóc xương lột ra ngươi. Một thanh âm khàn khàn lạnh lẽo, từ bên trong đoàn xương mù vang lên. Một tòa thành cổ màu đen cực lớn, từ trong sương mù bay ra. Trên tường thành dày đặc thiểm điện, tạo thành một tấm lưới điện cực lớn. Thanh âm vừa rồi chính là từ trong cổ thành phát ra. ầm ầm ẩm, ẩm. Hình thái cổ thành rất nhanh thay đổi, cự thạch bắt đầu phân giải, biến thành một con báo cao hơn 100 m dương nanh múa vuốt với ninh tiểu xuyên trong miệng nó phát ra tiếng gầm lớn khí lưu hóa thành cuồng phong lạnh lẽo thổi về phía ninh tiểu xuyên Mái tóc ninh tiểu xuyên tốc ngược lên thần sắc vô cùng nghiêm trọng nói bạch ly thiếu chủ không ngờ ngươi khặc khặc không ngờ ta vẫn không chết phải không ta chính là huyền thú cửu phẩm huyết mạch cao quý ngươi cho rằng dựa vào mấy khối đá vụn là có thể khiến ta vẫn lạc sao thạch thú bạch ly lộ ra nụ cười cực kỳ tàn nhẫn huyết dịch của bạch ly thiếu chủ dung nhập vào trong cơ thể thạch thú không chỉ không chết mà còn dùng ý chí nghịch thiên của mình chống đỡ, dung nhập huyết dịch vào trong cơ thể thạch thú, luyện hóa toàn bộ thạch thú thành thạch nhân, tu vi còn cường đại hơn so với trước kia. Mặc dù Bạch Ly thiếu chủ đạt được thạch thân, tuy nhiên cũng mất đi thân thể, chỉ có thể vĩnh viễn bị trói buộc trong đống đá vụn này. Cho nên, nó hận Ninh Tiểu Xuyên vô cùng, thế nhất định phải bằm thay Ninh Tiểu Xuyên thành vạn đoạn. Bạch Ly thiếu chủ kế thừa lực lượng của cự nhân thạch thú, chiến lực đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, lập tức một chảo đánh về phía ninh tiểu xuyên móng vuốt của thạch thú tràn ngập thiểm điện song đầu thạch thú nhảy ra nghênh đón đầu bên trái thổ ra một đoàn hỏa diễm đầu bên phải thổ ra hàn khí hai loại lực lượng vạn vẹo đan sen cùng một chỗ đồng thời đánh tới sau một kích va chạm hai đầu thạch thú có thân hình khổng lồ bắt đầu công kích lẫn nhau mặc dù là hai đầu thạch thú nhưng chiến lực đều là cấp bậc võ tôn tạo nên lực phá hoại rất mạnh gần như nghiền nát toàn bộ mặt đất bên ngoài thiên đế thần cung khắp nơi tràn ngập đá vụn phành cuối cùng xong đầu thạch thú bại trận bị đánh bay ngược trở về tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất ngay cả cái đầu bên trái cũng bị đập nát một nửa thân hình vỡ thành mảnh vụn tiểu long liền vội vàng thu xong đầu thạch thú vào huyền thú giám sau đó bay đến bên vai ninh tiểu xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm con báo thạch thú khổng lồ đang đi tới ninh tiểu xuyên đưa ta gốc thông linh kỳ dược con báo thạch thú vung ra một chảo giết thẳng về phía ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên gọi ra huyền khí thất phẩm huyết thành thiết ấn hóa thành một cái đại ấn cao mấy chục mét giống như một tòa huyết thành kim loại đánh nát một mảnh lớn móng vuốt của con báo thạch thú mau tiến vào thiên đế thần cung ninh tiểu xuyên biết rõ sự đáng sợ của thạch thú cự nhân nếu như bạch ly thiếu chủ đã kế thừa lực lượng của nó vậy thì với tu vi của ninh tiểu xuyên hiện tại nhất định không phải là đối thủ của nó huống chi nó còn có thân thể bất tử móng vuốt của con báo thạch thú lại lần nữa đánh xuống Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn liền vội vàng xông vào thiên đế thần cung. Bọn hắn vừa mới bước lên bậc thang, thân thể đã xuyên qua cánh cửa vô hình, biến mất khỏi bậc thang, tiến nhập vào không gian hỗn loạn. Đáng hận. Con báo thạch thú ngưng tụ thành một cự nhân thạch thú cao hơn 100 m bên ngoài thân thể không ngừng lóe lên điện quang, thân thể biến thành chỉ còn cao 12 m Toàn thân nó đều là đá, trở nên cứng rắn như hắc kim, tản mắt ra ánh sáng kim loại. Mặc dù thân hình đã nhỏ hơn lúc trước gấp 10 lần, thế nhưng lực lượng lại không hề yếu bớt chút nào nó cũng xông vào thiên đế thần cung đuổi giết ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên và thánh nữ ma môn xông vào thiên đế thần cung liền tiến vào một mảnh phế tích cổ thành tan hoang xung quanh trống trải tĩnh mịch ngoại trừ hai người bọn họ ra không còn bất kỳ vật sống nào khác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ nhìn thấy sương mù màu đen đừng nhúc nhích ninh tiểu xuyên lộ vẻ ngưng trọng nói nơi này là không gian hỗn loạn người bước ra một bước cũng sẽ tiến vào không gian bất đồng Nắm chặt tay ta, ta có biện pháp để tìm được đường chính xác nhất. Thánh nữ ma môn thoáng do dự một chút, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi xác định muốn cầm tay của ta chứ? Một khi đã nắm tay, ta sẽ không thả ra đâu. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút nôn nao, sau đó cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ hắn quả thật còn chưa nghĩ kỹ. Ninh Tiểu Xuyên nói, vấn đề này để nói sao được không? bây giờ bạch ly thiếu chủ đang đuổi theo phía sau nếu như bị nó đuổi kịp cho dù chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nó thánh nữ ma môn mang khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đầy vẻ kiên quyết không hề lùi bước chút nào nói chẳng lẽ ngươi lại khó quyết định như vậy sao ngươi cảm thấy thân phận của chúng ta chênh lệch quá lớn không có khả năng ở cùng nhau hay là trong lòng ngươi đã có nữ tử khác nữ nhân chính là như vậy càng là vào thời khắc mấu chốt họ lại càng muốn bức ngươi phải làm ra quyết định trong đầu ninh tiểu xuyên trật hiện lên bóng dáng ngự thiến thiến sau đó lại nghĩ tới một đêm với nhiếp lan tâm cuối cùng vẫn tỉnh táo nói ta có một chuyện muốn nói cho người biết ninh tiểu xuyên vừa muốn nói chuyện thì không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt một đạo sát khí lạnh lẽo quét tới thổi tung áo bào trên người của hắn ầm um, bạch ly thiếu chủ giết vào trong kẽ hở không gian toàn thân lưu động hào quang kim loại trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh đánh xuống ninh tiểu xuyên thân thể của nó biến thành cao hơn 10 mét thế nhưng chất đá trên người lại trở nên cứng rắn không gì sánh nổi tràn ngập lực lượng bạo tạc lực lượng ẩn chứa trong tay cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm quả thực có thể phá núi nứt đất nhật nguyệt đồng thiên băng thiên tuyết địa ninh tiểu xuyên và thánh nữ ma môn đồng thời đánh ra một đạo thần thông võ đạo trên người ninh tiểu xuyên phóng ra âm dương nhị khí ngưng tụ thành một tấm nhật nguyệt âm dương đồ cực lớn cuốn lấy toàn bộ huyền khí trong không gian trên người thánh nữ ma môn tản mắt ra hàn khí thấu xương trên bầu trời, không ngừng bay xuống bông tuyết, băng phong ngàn dặm, ngưng tụ thành một tòa băng sơn cực lớn. Sau khi Bạch Ly thiếu chủ dung nhập với lực lượng cự nhân, lực lượng đã khủng bố đến cực điểm, thậm chí có lực lượng một quyền đánh chết võ tôn. Hợp lực hai người Ninh Tiểu Xuyên và thánh nữ Ma Môn mới có thể miễn cưỡng cản được một đòn của đối phương. Đi theo ta." Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, trong mắt hiện ra chút do dự, cuối cùng vẫn nắm lấy tay thánh nữ Ma Môn, ngón tay đan vào nhau, biến mất trong kẽ hở không gian. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy tay thánh nữ Ma Môn, nàng liền biết Ninh Tiểu Xuyên đã quyết định dứt khoát. Lúc này, trong lòng nàng tràn ngập vui sướng ngọt ngào, đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, tựa như một tiểu cô nương đang ăn vụng đường mật. Thánh nữ Ma Môn tất nhiên không phải là một tiểu nữ hài ngây thơ, ngược lại nàng cực kỳ thông minh, cơ trí hơn người, có mị lực riêng của mình. Tại sao Bạch Ly thiếu chủ lại biến thành hình dạng như vậy? Thánh nữ Ma Môn nói, Bạch Ly tộc chính là chủng tộc sống thành đàn duy nhất có huyết mạch huyền thú cửu phẩm tại ngọc lam đế quốc tiên thiên thể chất cường đại dị thường chỉ cần có thiên phú dị bẩm là có thể thức tỉnh được huyết mạch cửu phẩm trở thành một đầu huyền thú cửu phẩm chính thức có thể nói toàn bộ ngọc lam đế quốc cũng chỉ có hai đầu huyền thú cửu phẩm một chính là bạch ly lão tổ còn một chính là bạch ly thiếu chủ bạch ly lão tổ chính là hoàng giả trong huyền thú thống trị ức vạn huyền thú trong thiên hạ chính là tồn tại trí cao vô thượng còn bạch ly thiếu chủ thì lại là người thừa kế huyền thú hoàng giả bạch ly thiếu chủ trở thành huyền thú cửu phẩm tại sao lại vứt bỏ đi thân thể cao quý của mình việc này nói ra thì rất dài đợi sau khi ra ngoài ta sẽ từ từ kể lại cho ngươi ninh tiểu xuyên nghiêm mặt nói không thể hại chết được bạch ly thiếu chủ quả thật đã nằm ngoài dự đoán của ninh tiểu xuyên rất có thể sẽ khiến cho hắn rước lấy đại họa thậm chí dẫn đến tai họa ngập đầu cho kiếm các hầu phủ ninh tiểu xuyên hiện nay còn chưa trêu chọc nổi đối phương sau lưng bạch ly thiếu chủ là một lão tổ tông cần phải nghĩ biện pháp để giết bạch ly thiếu chủ diệt khẩu chỉ khi tìm được thần huyết đột phá đến địa tôn cảnh lúc đó mới có thể chấn sát được bạch ly thiếu chủ ninh tiểu xuyên lợi dụng tri thức trong kỳ môn độn giáp không ngừng tìm kiếm địa phương cất giữ thần huyết đây chính là trí bảo mà ninh tiểu xuyên muốn có nhất hiện nay thần huyết tuyệt đối là một trong những vật chân quý nhất trong thiên đế thần cung nhất định sẽ được giữ trong thần cung chính thức ầm 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 Liên tiếp vượt qua 37 không gian hỗn loạn, cuối cùng cũng đi được đến phần bên ngoài Thiên Đế Thần Cung chính thức. Thiên Đế Thần Cung quả thật to lớn hoành tráng, so với bất kỳ kiến trúc nào của Ngọc Lam Đế Quốc cũng đều rầm rộ hơn rất nhiều, mà ngay cả một cột trụ cũng là do huyền thạch tạo hình mà thành. Trên cột còn có văn tự mà thần linh lưu lại, chẳng qua phàm nhân không thể xem hiểu được, cũng không thể ngộ ra ý tứ mà trên đó biểu đạt. Có người còn tới nhanh hơn Ninh Tiểu Xuyên và thánh nữ Ma Môn một bước đang đứng ngoài thiên đế thần cung người đó chính là linh hư tôn giả linh hư tôn giả đứng trong dòng sâu màu trắng bên trên thiên đế thần cung dùng lực lượng cường đại của bản thân chiếm giữ một nhánh sông này đây không phải là dòng sông thực sự mà là do tinh hoa thiên địa hội tụ mà thành có thể tẩy luyện võ thể kích phát tiềm lực thân thể thức tỉnh lực lượng ẩn tàng trong nhân thể mỗi một giọt nước ở đây đều có thể xem là tiên tương thần dịch nếu như có thể chiếm được cả nhánh sông vậy thì rất có thể khiến cho võ giả đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp linh hư tôn giả đứng giữa hư không ánh mắt thoáng nhìn về phía ninh tiểu xuyên và thánh nữ ma môn nhìn thấy hai người bọn họ đang nắm tay nhau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc một người là người thừa kế hầu phụ của triều đình một người lại là thánh nữ của ma môn vậy mà không ngờ hai người lại có quan hệ thân mật đây tuyệt đối là chuyện thiên địa bất dung một khi bị truyền ra ngoài hai người bọn họ rất có khả năng sẽ nối bước theo cha mẹ ninh tiểu xuyên kết cục sẽ rất bi thảm trong mắt thánh nữ ma môn lộ ra một tia sát ít chuẩn bị diệt trừ linh hư tôn giả để diệt khẩu ninh tiểu xuyên chậm rãi buông tay ra khẽ lắc đầu với nàng dùng tâm thần truyền âm tu vi của linh hư tôn giả thâm bất khả chắc tốt nhất đừng khinh xuất ra tay chuyện này cứ giao cho ta người hãy đi thu lấy tinh hoa thiên địa đi phía trên thiên đế thần cung có tổng cộng ba nhánh sông lần lượt là màu trắng màu đỏ màu vàng Ba nhánh sông này đều là tinh hoa thiên địa hội tụ mà thành, đại biểu cho ba loại lực lượng bất đồng. Mỗi một nhánh sông đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, quả thực giống như một mảnh hải dương mênh mông, dùng không bao giờ cạn kiệt. Thánh nữ Ma Môn lựa chọn dòng sông màu đỏ, cánh tay vung lên, một đám bông tuyết màu trắng tung bay trong hư không, mũi chân nàng dẫm lên bông tuyết, giống như tiên nữ nhảy múa, tiến về phía dòng sông màu đỏ. Nàng không có thần thông võ đạo phi hành, chỉ nên chỉ có thể sử dụng phương pháp đạp tuyết phi hành này. Không gian đột nhiên chấn động, xuất hiện từng trận run rẩy, một cánh tay bằng đá lại đánh xuống, đánh về phía thánh nữ Ma Môn đang bay giữa không trung. Bạch Ly thiếu chủ đuổi tới rồi, đuổi theo rất nhanh. Ninh Tiểu Xuyên mặc áo giáp thần long đỏ thẫm, cầm long kiếm trong tay, chiến y trên người bốc lên cuồn cuộn, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng thổ ra một luồng khí trắng, quát: "Đối thủ của ngươi là ta." Ầm. Um. Ninh Tiểu Xuyên dẫm mạnh chân xuống đất, hai chân gập lại, thân thể phóng thẳng lên trời long kiếm biến dài 18 mét, hóa thành một thanh cự kiếm chảm thiên, chặt đứt cánh tay bằng đá của bạch ly thiếu chủ, khiến nó vỡ thành đá vụn. Ninh tiểu xuyên, đừng chạy, có bản lĩnh thì đọ sức với ta một phen. Bạch ly thiếu chủ lại lần nữa ngưng tụ cánh tay đá, trong miệng thổ ra một tia thiểm điện, thiểm điện ngưng tụ thành một thần tướng mặc trọng giáp, trong tay thần tướng cầm chiến phủ, bổ thẳng lên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên. Ninh tiểu xuyên cũng không liều mạng với bạch ly thiếu chủ, liền vội vàng thi triển thất thải na di nhanh chóng lao vào trong cung điện nghe đồn thiên đế thần cung chính là tẩm cung của thiên đế thiên đế đã ở nơi này một thời gian dài lưu lại rất nhiều dấu vết bất diệt phàm là võ giả tiến vào thiên đế thần cung đều sẽ cảm thấy một luồng đế uy bất hủ khiến người khác cảm thấy kính sợ không nhịn được muốn quỳ gối triều bái ninh tiểu xuyên xông vào tòa thần cung thứ nhất trong cung điện sắp xếp đầy giá sách bên trên có đủ loại cổ thư bí điển có giáp thư dùng mai rùa tạo thành có ngọc thư hào quang sáng chói, có cố thư cổ xưa kỳ dị, còn có thiết quyển, kinh kinh đến ngàn vạn bản. Đạo tàng cửu kiếm đồ, linh su kinh, thiên thiên công, thiên địa huyền khí. Thiên đế chính là nhân vật thành thần, vô địch khắp thiên hạ, thậm chí còn chảm sát cả thứ thần, đánh cho tất cả lão tổ trong động thiên phúc địa đều phải cúi đầu. Hắn góp nhặt tất cả công pháp gia tộc, động thiên, đại tông môn. Sau đó lưu giữ trong nội cung thứ nhất tại thiên đế thần cung có thể thấy được, những điển tịch mà thiên đế thu nhận, tất nhiên đều không phải phẩm phẩm, bất kể là một quyển sách nào, một khi được mang ra ngoài, đều trở thành thần công bảo điển. Ninh Tiểu Xuyên rất muốn lấy đi quyển thạch thư có khắc thiên địa huyền khí, thế nhưng, thạch thư này lại giống như nặng đến ức vạn cân, bất kể Ninh Tiểu Xuyên dùng sức như thế nào thì cũng không thể dịch chuyển được thạch thư. Đây chính là đạo khí mà thần linh lưu lại, thủ hộ bảo vật trong nội cung. Bạch Ly thiếu chủ đuổi giết theo hắn, cũng bị điển tịch xung quanh làm cho ngạc nhiên đến ngây người điển tịch mà thần linh thu thập cũng khiến cho nó chấn động vô cùng. Đáng tiếc, nó cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên, không thể lấy thư tịch trên giá sách xuống được. Thiên đế quả thật đã lưu lại thứ gì đó trong thần cung cho hậu nhân, thế nhưng, chỉ lưu lại một vài thứ mà thôi. Trên thực tế, 99% đồ vật trong thần cung, võ giả đều rất khó có thể mang đi. Bạch Ly thiếu chủ không cam lòng, muốn lấy quyển điển tịch thứ hai. ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong thiên đế thần cung trượt bay ra một khối ma bia hắc sắc, bên trên ma bia quấn đầy xích sắt, bộc phát ra ma quang hắc sắc, chấn áp trên người Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên từ sau giá sách đi ra, nhìn chằm chằm Bạch Ly thiếu chủ bị đè bên dưới diệt thế thần bia, sau đó liền vội vàng trốn sâu vào bên trong thần cung. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh lén đắc thủ, nhưng với lực lượng của diệt thế thần bia, tối đa cũng chỉ có thể trấn trụ được Bạch Ly thiếu chủ khoảng 9 nhịp hô hấp, mà thôi. Hắn nhất định phải lợi dụng thời gian 9 nhịp hô hấp này để tìm ra thần huyết mà thiên đế lưu lại nếu như bị bạch ly thiếu chủ lấy đi đến lúc đó đám người vân trung hầu kim đô thế tử diệp nam thiên lại chạy đến ninh tiểu xuyên sẽ càng khó đoạt thần huyết hơn tiểu long còn lo lắng hơn cả ninh tiểu xuyên cái mũi không ngừng ngửi ngửi đột nhiên ánh mắt sáng lên miệng không ngừng kêu ngao 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 nó đã phát hiện cho nên mới chỉ dẫn phương hướng cho ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên đi về phía tiểu long hướng dẫn vượt qua bảy tòa thần cung tiến tới một ven hồ hồ nước này chỉ dài hơn mười thước Nước bên trong thập phần trong suốt, có từng tia khói trắng lợn lờ trên bề mặt, thậm chí có thể nhìn thấy lá sen màu xanh ở trong hồ. Hồ sen này ở bên ngoài tòa thần cung thứ bảy, tản mát ra sinh khí vô cùng khổng lồ. Sương mù ngưng tụ thành một con rồng nhỏ, phi hành trên mặt nước, linh khí bức người, thậm chí dương nanh múa vuốt với ninh tiểu xuyên. Đúng là không thể tin cậy ngươi được, đây chẳng qua chỉ là một cái hồ sen mà thôi, thần huyết căn bản không có ở đây. Ninh tiểu xuyên vỗ lên đầu tiểu hồng một cái, đột nhiên con người có rút lại khẽ lẩm bẩm không đúng bên trong thiên đế thần cung từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh nào tại sao hoa sen trong hồ lại có thể sinh trưởng vạn năm mà không chết lực lượng sinh mệnh của chúng là đến từ đâu lá sen trong hồ tản mát mùi hoa sen thơm ngát rào rạt sinh cơ ninh tiểu xuyên hét lớn một tiếng cửu cung bát phong hỏa thần luyện phong đây chính là một loại phong trong hủy diệt chi phong đôi tay hắn tản mát ra một tia hỏa tinh đỏ thẫm ngưng tụ thành từng đoàn hỏa diễm, chậm rãi đẩy về phía trước, tạo thành một trận gió hỏa diễm cực nóng. Phốc, phốc. Gió do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Lá sen trên hồ sen bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, trọ bụi rơi vào nước, khiến cho hồ nước vốn thanh tịnh, chậm chậm biến thành màu đỏ như máu. Cái hồ này chính là một cái hồ máu. Đây là một loại ảo giác, chỉ có người biết cách phá giải ảo giác, mới có thể nhìn thấy hình dáng thực sự của hồ máu hồ máu tràn đầy dần ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một giọt huyết dịch lấp lánh, từ trong hồ bay lên, lơ lửng trên hư không. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kích động không thôi, liền vội vàng thu giọt thần huyết lại. Với hắn mà nói, đây chính là bảo vật chân quý nhất trong thiên đế thần cung. So với giọt thần huyết này, tất cả những bảo vật khác chỉ có thể coi là phẩm phẩm. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thần huyết, Bạch Ly thiếu chủ cũng đã đuổi tới, một trưởng đánh về phía lưng hắn. Ninh Tiểu Xuyên mở ra long dực, bay lên cao, không hề có ý định liều mạng với Bạch Ly thiếu chủ, thân hình hóa thành một đường vòng cung, bay lên mái của thần cung. Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Vụt, một đạo kiếm khí hình rồng đỏ thẫm bay ra ngoài, chém về phía Bạch Ly thiếu chủ. Tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chính là thoát tục tầng thứ 9, cho dù không sử dụng ma kiếm, không mượn lực lượng của Tiểu Long, thì vẫn có thể khiêu chiến với võ tôn. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Long hóa thân thành đấu chiến thần long sứ. Chiến lực càng tăng vọt gấp mấy lần, mỗi một kiếm đều có uy lực kinh thiên động địa, đủ để sánh ngang với những vương hầu thế hệ trước trong triều đình. Ầm, um, lực lượng của Bạch Ly thiếu chủ thập phần đáng sợ, một kích nện xuống, liền xé rách một đường dài trong hư không. Ninh Tiểu Xuyên nhảy lên mái của thần cung, mở ra long rực, phá không phi hành. Bạch Ly thiếu chủ đuổi sát không bỏ, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành cao hơn 100m, hóa thành một cự nhân khổng lồ, đánh ra một đạo trường ấn hủy thiên diệt địa bạch ly thiếu chủ nếu cứ tiếp tục liều mạng như vậy tất cả bảo vật bên trong thần cung sẽ bị người khác lấy hết đối với chúng ta mà nói cũng không có lợi ích gì ninh tiểu xuyên cũng không muốn để người khác biết được hắn đã lấy đi thần huyết cho nên mới cố ý nói như vậy thực ra ninh tiểu xuyên căn bản không hề có hứng thú với những bảo vật khác bên trong thiên đế thần cung bởi vì hắn biết rõ bảo vật chính thức trong thiên đế thần cung căn bản không có người nào có thể mang đi như vậy thì thần huyết chính là bảo vật chân quý nhất rồi Bạch Ly thiếu chủ hừ lạnh nói. Cho dù ta không lấy được bất kỳ bảo vật nào, thì cũng phải lấy bằng được mạng của ngươi. Sau đó là Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm, tất cả các ngươi đều không thể trốn thoát. Bạch Ly thiếu chủ, ngươi còn muốn quay trở lại Ngọc Lam đế quốc không? Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trầm xuống. Ngươi biết phương pháp quay trở lại Ngọc Lam đế quốc. Công kích của Bạch Ly thiếu chủ thoáng chậm lại không ít. Đương nhiên là ta biết rõ. Ninh Tiểu Xuyên tự tin nói vậy ta bắt ngươi lại trước đợi sau khi trở về ngọc lam đế quốc rồi chém bạch ly thiếu chủ cũng không có ý định dừng tay đột nhiên đánh một trưởng lên người ninh tiểu xuyên đánh hắn bay ra ngoài còn may ninh tiểu xuyên mặc áo giáp thần long bằng không thì chắc chắn đã trọng thương rồi bạch ly thiếu chủ không chỉ thân hình biến thành đá mà ngay cả cái đầu cũng biến thành đầu đá rồi ninh tiểu xuyên quả thật rất muốn luyện hóa thần huyết trung kích đến địa tôn cảnh sau đó nghiền cái đầu đá của bạch ly thiếu chủ thành cạn bã Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu hắn, hắn liền khắc chế lý trí của mình. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm tốt nhất để luyện hóa thần huyết. Sự tồn tại của thần huyết tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết được. Bằng không, cho dù hắn có luyện hóa được thần huyết, đạt tới địa tôn cảnh, thì vẫn sẽ có vô số cao thủ tìm tới cửa, muốn uống tinh huyết trong người hắn. Đoán chừng còn có người bắt hắn lại, luyện chế thành huyền đan. Vì thần huyết này, chỉ e rằng kể cả cấp bậc như kiếm thánh, cũng sẽ ra tay với ninh tiểu xuyên cho nên chỉ có thể âm thầm luyện hóa tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào biết được ầm um, không gian hỗn loạn không ngừng bị phá vỡ đã có không ít người xông vào thiên đế thần cung thu thập những bảo vật có thể mang đi đây là nơi thiên đế từng ở cho dù chỉ là một cái đèn bằng đồng thì cũng tuyệt đối là một kiện huyền khí bất thế lúc tất cả mọi người đang cướp đoạt bảo vật trong thiên đế thần cung ninh tiểu xuyên và bạch ly thiếu chủ cũng đang đánh nhau túi bụi khó mà tách ra nổi tổng cộng có 18 tòa thần cung, có cung điện thì cất giữ điển tịch, có cung điện thì cất giữ huyền khí, đan dược, huyền thạch. Mặc dù phần lớn mọi thứ trong cung điện không thể lấy đi, chẳng qua mọi người vẫn tìm được rất nhiều chân bảo quý hiếm, mỗi võ giả đều thu hoạch được rất nhiều kỳ bảo. Không lâu sau, phàm là những bảo vật có thể mang được rời khỏi thiên đế thần cung, đều đã bị thu hoạch hầu như không còn, tất cả võ giả đều tập trung ở bên ngoài tòa thần cung thứ bảy. Nơi này có một cái tiểu hồ cạn khô, đáy hồ dày đặc hoa văn trận pháp, tất cả mọi người đều suy đoán hoa văn trận pháp dưới đáy hồ nhất định là truyền tống trận trở về ngọc lam đế quốc chỉ có một giọt huyết dịch của linh hư tôn giả mới có thể mở ra được truyền tống trận này thật ra tiểu hồ bị khô này chính là cái hồ sen chứa thần huyết lúc ninh tiểu xuyên lấy thần huyết đi hắn cũng đã phát hiện được hoa văn trận pháp dưới đáy hồ cho nên mới tự tin nói mình biết cách trở về ngọc lam đế quốc không ngờ ninh tiểu xuyên và tên thạch nhân kia vẫn còn đánh nhau bọn hắn đánh nhau từ đầu tới cuối còn chưa chịu dừng lại Ninh Tiểu Xuyên cũng thật là xui xẻo, vốn là người xông vào thần cung đầu tiên, nhưng lại gặp phải đại địch, chỉ có thể bị ép phải chiến đấu, kết quả là không thu thập được bảo vật gì. Hắc hắc, rất nhiều võ giả đều đang đắc chí trong túi càn khôn cất giấu không ít bảo vật, đều tự nhận bản thân thu hoạch lớn. Vân Trung Hầu và Kim Đô Thế Tử đang đại chiến với nhau, mỗi người đều cướp được một nửa dòng sông thiên địa tinh khí. Một võ giả trẻ tuổi nói với vẻ cực kỳ hâm mộ. Phía trên thiên đế thần cung, có tổng cộng 3 dòng sông do thiên địa tinh khí hội tụ mà thành. Trong đó, dòng sông khổng lồ nhất đã bị linh hư tôn giả đoạt, thánh nữ ma môn cũng lấy đi một dòng sông. Hai người vân trung hầu và kim đô thế tử tới muộn hơn bọn họ một bước, cho nên bắt đầu tranh đoạt dòng sông thiên địa tinh khí thứ ba. Nghe nói nhiếp thị song Mỹ cũng liên thủ đoạt được một kiện chiến khí thượng cổ thần bí, ít nhất cũng là cấp bậc huyền khí cửu phẩm, thậm chí rất có khả năng là nửa kiện trí tôn hoàng khí. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nói, làm sao có thể? Trấn tông chi bảo của thiên âm tông là thái huyền cầm, cũng chỉ mới là một kiện huyền khí cửu phẩm mà thôi. Cũng chính vì có thái huyền cầm cho nên, thiên âm tông mới có thể sừng sững ngàn năm không đổ, trở thành đại tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, uy trấn thiên hạ. Bây giờ, thiên âm tông lại có thể một kiện huyền khí cửu phẩm nữa, vậy chẳng phải là càng cường đại hơn sao? Nếu như nửa kiện trí tôn hoàng khí xuất thế, e rằng thiên âm tông sẽ siêu việt cả nhất nguyên tông, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn đủ để uy hiếp cả triều đình gần như mỗi người đều đạt được một kiện bảo vật chẳng qua là có người bí mật giấu đi có người thì không cẩn thận lộ ra mới bị người khác phát hiện các ngươi xem nhiếp thị song mỹ đến rồi tất cả mọi người đều nhìn về phía nhiếp thị song mỹ trong đó có một vài thiên kiêu tu vi võ đạo cường hoành thậm chí trong mắt lộ ra thần sắc tham lam ánh mắt nhiếp lan tâm như đuốc một đạo võ hồn pháp thân từ trong cơ thể lao ra ngưng tụ thành hình thái một cây cổ cầm màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu Trời ơi, Võ Hồn Pháp Thân, nàng ta đột phá đến địa tôn cảnh rồi. Những võ giả định ra tay cướp đoạt, lập tức mạnh mẽ kìm chế ý nghĩ trong lòng. Chiến lực của một vị võ tôn cực kỳ đáng sợ, đủ khiến người khác phải kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, võ tôn có bản lĩnh tự bảo mệnh rất mạnh, muốn giết chết võ tôn, trừ phi là ngươi có được chiến lực siêu việt nàng gấp 10 lần, như vậy mới có thể nắm chắc. Đánh bại võ tôn dễ, muốn giết chết võ tôn thì lại rất khó. Tỷ 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 nhanh cứu tiểu hầu ra đi, hắn lại bị tảng đá lớn kia đuổi giết rồi. Nhiếp Lan Chi cũng biết thạch thú cự nhân lợi hại, cho nên rất lo lắng đến an nguy của Ninh Tiểu Xuyên. Nhiếp Lan Tâm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy Muội Muội rõ ràng có tình ý với Ninh Tiểu Xuyên, điều này khiến nàng cảm thấy rất bất an, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể để cho Lan Chi có vướng mắc tình cảm với Ninh Tiểu Xuyên được. Nàng ôn nhu nói: Yên tâm đi, lực lượng của thạch thú cự nhân quả thật rất cường đại, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thần long hộ thể cũng không dễ bị giết chết như vậy đâu. Nhưng mà tiểu hầu gia đã bị thương rồi, tỷ không đi giúp hắn thì ta giúp. Trong lòng nhiếp lan chi rất sốt ruột, đôi mắt có chút ướt, giống như lệ sắp tuôn trào. Ninh tiểu xuyên không chỉ một lần cứu nàng, mà còn chiếu cố nàng, hai người ở cùng nhau một thời gian dài. Nhiếp lan chi đã sớm nảy sinh tình cảm với ninh tiểu xuyên. Đây mới là tình cảm thực sự, không chỉ đơn thuần là sùng bái và tôn kính. Nhiếp lan tâm thi triển thần thông võ đạo giữ nàng lại không cho phép nàng tiếp tục dây dưa với Ninh Tiểu Xuyên. Gần như tất cả võ giả đều đi đến bờ hồ cạn nước. Tất nhiên cũng có người đi giúp Ninh Tiểu Xuyên. Ngự thanh quả thật đủ nghĩa khí, đứng trên đỉnh thiểm điện thứ bảy, lấy ra một kiện huyền khí, đánh về phía thạch thú cự nhân. Ngự thanh đã chiếm được chỗ tốt trong thiên đế thần cung, đột phá bình trưởng, trùng kích đến địa tôn cảnh, tu vi tăng lên gấp vài lần. Hắn phóng thích ra võ hồn pháp thân, chiến đấu cực kỳ điên cuồng, cùng lúc đánh ra tám kiện huyền khí, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thạch thú cự nhân. Đa Tạ tiểu vương ra xuất thủ tương trợ. Ninh tiểu xuyên nói: "Huynh đệ cần gì khách sáo nhiều như vậy? Trở về hoàng thành, ngươi nhất định phải mời ta đến quan ngọc lâu uống một chén, tốt nhất là mời Ngọc Ngưng xanh cô nương sướng một khúc, như vậy thì quá mỹ diệu rồi." Ngự Thanh cười lớn, căn bản không hề e ngại Bạch Ly thiếu chủ trả thù. Ba đại cao thủ đại chiến đến trời long đất lở, huyền khí và thần thông võ đạo bay đầy trời. Vụt linh hư tôn giả ngự không phi hành trên người lượn lở một tầng xương mù màu trắng bao phủ bên ngoài thân hình thon thả đứng yên trên hồ nước đầu ngón tay của nàng nhỏ ra một giọt máu tươi rơi vào đáy hồ lập tức kích hoạt trận pháp của đáy hồ vụt một đạo hào quang đỏ như máu từ dưới đáy hồ phóng lên trời tản mắt ra hào quang trói mắt bao trùm lấy linh hư tôn giả hào quang lóe lên linh hư tôn giả liền biến mất khỏi hư không sau đó vân trung hầu kim đô thế tử diệp nam thiên cũng đồng loạt theo truyền tống trận rời đi nửa canh giờ sau ngoại trừ ninh tiểu xuyên ngự thanh bạch ly thiếu chủ đang chiến đấu ra cũng chỉ còn lại cao thủ của ma môn là vẫn không rời đi đứng bên cạnh hồ nước cạn khô xem chiến thánh nữ ma môn nhìn chằm chằm ba đại cao thủ đang chiến đấu trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng đợi đến khi tất cả mọi người rời đi mới nói ninh tiểu xuyên từng ra tay trợ giúp ma môn chúng ta việc này ta không thể khoanh tay đứng nhìn được linh nhi người dẫn những người khác đi trước ta đến trợ giúp hắn một tay. Trước, ta đến trợ giúp hắn một tay. Những võ giả khác của ma môn đều không biết quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ, thậm chí còn không biết Thánh Nữ ma môn còn có thân phận khác là đệ nhất Mỹ nhân Hoàng Thành. Ngọc Ngưng Xanh, Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã từng ra tay trợ giúp ma môn một lần, Thánh Nữ Điện Hạ giúp hắn cũng là chuyện bình thường. Trong chuyện này, cũng chỉ có đoan mộc linh nhi mới biết rõ nội tình. Nàng lít nhìn thánh nữ ma môn một cái thật sâu, lập tức không người cúi đầu, nói, thánh nữ điện hạ cẩn thận. Đoan Mộc Linh Nhi dẫn theo các cao thủ khác của Ma Môn, lần lượt thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Hào quang trận pháp bắt đầu yếu đi, huyết khí trong hồ nước cũng càng lúc càng trở nên mở nhạt. Lúc huyết khí của truyền tống trận hoàn toàn hao hết, trận pháp truyền tống sẽ đóng cửa, nếu còn không rời đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong Thiên Đế Thần Cung. Ngưng. Thánh nữ Ma Môn đứng cạnh truyền tống trận, chắp tay trước ngực, một đạo hàn khí lấy nàng làm trung tâm, tán phát ra ngoài, ngưng tụ thành một cái thủ ấn hàn băng màu lam, đánh thẳng về phía Bạch Ly thiếu chủ. Cùng lúc đó, Ngự Thanh đồng loạt ném ra tám kiện huyền khí, hóa thành tám đoàn ánh sáng rực rỡ. Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra huyền khí thất phẩm huyết thành thiết ấn, đánh thẳng về phía trước. Hợp lực lượng của ba người, cuối cùng cũng đánh nát Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng. Truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống được một người, Tiểu Vương ra, ngươi ly khai trước đi. Ngự Thanh nhìn thoáng qua truyền tống trận, quả nhiên nhìn thấy hào quang truyền tống đang nhanh chóng yếu đi, vì vậy liền lập tức rút lui. Hắn thoáng nhìn qua thánh nữ ma môn, sau đó đột nhiên dừng bước, cười nói. Thánh nữ điện hạ chính là nhân vật số 2 của ma môn, lòng dạ khoáng đạt không phải là người trong ma môn có thể so sánh. Chỉ riêng chuyện hôm nay ngươi xuất thủ tương trợ chúng ta, lần sau gặp lại, bổn vương nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, ngự thanh cũng không biết thân phận của thánh nữ ma môn, cho nên sau khi dứt lời, liền xài bước tiến vào trận pháp truyền tống trận quay trở về ngọc lam đế quốc sau đó thánh nữ ma môn và ninh tiểu xuyên cũng lần lượt thông qua truyền tống trận mà rời đi lúc ninh tiểu xuyên từ trong truyền tống trận bước ra võ giả trong long cốc đã rời đi hết chỉ còn lại ngự thanh đang chờ ở bên ngoài gần như mỗi võ giả từ trong thiên đế thần cung đi ra đều thân mang trọng bảo rất sợ bị người khác cướp đoạt vì vậy cho nên mới lập tức rời đi ngự thanh thoáng nhìn lối ra vào của long cốc trong mắt lộ ra thần sắc ước ao ánh mắt có chút mê đắm nói tĩnh như kiều hoa chiếu thủy, động như nhược liễu phù phong. Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, quả thật là giai nhân đương thời. Thế nhưng, người nói xem tại sao nàng lại không liếc nhìn ta lấy một cái. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, người đang nói ai vậy? Thánh nữ ma môn, ngự thanh lộ vẻ si mê, nói, người không nhìn thấy sao? Vừa rồi nàng từ trong truyền tống trận đi ra, mặc dù mang khăn che mặt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập tình cảm chân thành, dáng vẻ động lòng người khiến ta không thể quên nàng được ninh tiểu xuyên bật cười nói ánh mắt của nàng thật sự lộ ra tình cảm sâu đậm như vậy đó là tất nhiên ta có lý do để tin tưởng nàng vừa gặp ta đã yêu ánh mắt ngự thanh nhìn xa xăm nói nhất là ánh mắt ôn nhu đó bất thắng lương phong đích kiều tu nàng khẽ liếc nhìn ta một cái không mang đi đám mây màu lại mang đi lòng ta ninh tiểu xuyên nói có lẽ thâm tình trong mắt nàng là vì nàng đang nghĩ đến người yêu hoặc có lẽ nàng ngoái đầu lại để chờ đợi một người khác dừng người đây là đang ghen ghét với ta ở đây ngoại trừ bổn vương ra còn có người khác sao ngự thanh nói ninh tiểu xuyên cười nói không phải còn có ta sao người đã có nhiếp thị song mỹ rồi còn muốn chen chân vào sao thánh nữ ma môn nhất định là thức ăn của bổn vương rồi ta muốn nàng phải rơi lệ vì ta yêu ta đến ruột gan đứt từng khúc đau khổ đến tê tâm liệt phế vướng mắc trong yêu hận không thể tự kìm chế bản thân đây chính là khiêu chiến cuối cùng của cuộc đời ta. Ngự thanh kiên định nói, ta có thể chen chân được không? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Sử tiến vu khệnh khạng từ trong long cốc đi ra, ôm lấy cái bụng bự, toàn thân thịt mỡ rung rung, bước chân lại rất vững vàng, không nhanh không chậm, tựa như một con ngỗng. Con ngỗng này rất nhàn nhã, giống như đang ngắm phong cảnh trong long cốc. Ngươi không vào thiên đế thần cung, ngược lại chạy vào long cốc làm cái gì? Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều rất kinh ngạc sử tiến vu cũng lộ ra dáng vẻ tiếc hận nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận ta cũng muốn vào thiên đế thần cung tầm bảo thế nhưng lúc ta tiến vào trận pháp truyền tống không ngờ năng lượng trận pháp lại hao hết không đủ vận chuyển ta truyền tống không thể tiến vào thiên đế thần cung cho nên ta cũng chỉ có thể ở lại long cốc chờ đợi đợi suốt một năm ngược lại ta cũng phát hiện được một chuyện rất kinh người cái gì ngự thanh nói toàn bộ long tộc đã rời khỏi ngọc lam đế quốc rồi sử tiến vu nói Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đối với triều đình mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngay cả Long tộc gia nhập thần Long chiến sĩ doanh, cũng rời khỏi Ngọc Lam đế quốc rồi. Sử tiến vu vuốt cầm, khẽ gật đầu, nói, ta nghe ngóng được từ chỗ Long nữ muội muội là, toàn bộ Long tộc tại Ngọc Lam đế quốc đều bị triệu hồi. Sau đó cùng rời đi, có lẽ Long tộc sẽ dọn vào sâu trong thiên hư đại lục, hoặc cũng có thể là xuống dưới biển sâu ở Viễn Dương. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều khó coi tới cực điểm, đồng loạt nói. Binh chủng cường đại nhất của triều đình là thần long chiến sĩ, nếu như biến mất, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất. Chúng ta ở trong thiên đế thần cung suốt một năm, có lẽ sắp đến lúc loạn thế rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai lực lượng cường đại nhất của triều đình là học cung chi chủ và thần long chiến sĩ. Bây giờ, hai lực lượng cường đại này đã không còn, thế lực triều đình cũng suy giảm mạnh những người trước kia không dám đối nghịch với triều đình e rằng bây giờ sẽ đồng loạt ra mặt ninh tiểu xuyên và ngự thanh liền quyết định lập tức trở về hoàng thành sử tiến vu giống như một cái đuôi bám sát đằng sau ninh tiểu xuyên công bố muốn đi hoàng thành để thăm thú quang cảnh thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại không rời khỏi tiểu long tiểu gia hỏa này cũng là long tộc đoán chừng đây chính là con rồng cuối cùng ở ngọc lam đế quốc rồi quả thật là đáng yêu mà chỉ cần mập lên một chút tiểu hồng mau gọi một tiếng sử đại thúc đi đại thúc sẽ cho ngươi ăn long quả mà long tộc thích ăn nhất. Sử tiến vu rất hứng thú với tiểu long, cứ bám sát làm quen, tựa như một đại thúc đang dụ dỗ một tiểu nữ hài ngây thơ. ầm, um, ba người đứng từ xa, quay đầu nhìn lại long tộc, chỉ thấy một cự nhân thạch thú cao hơn 100 mét, giống như một tòa núi lớn sông đến, đánh chết một đầu huyền thú ngũ phẩm, cầm chiến phủ dơ lên trời, giống lớn. Ninh tiểu xuyên, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải nghiền ngươi thành cho. Sau đó, cự nhân thạch thú liền biến thành một tòa thành cổ màu đen, bay lên tầng mây, biến mất ở cuối đường chân trời. Bạch Ly thiếu chủ bị ngươi đánh thật thảm nó vốn là một đầu huyền thú cửu phẩm, nhưng bây giờ lại biến thành một đống đá vụn, cho dù có nhìn thấy cô nương huyền thú xinh đẹp, e rằng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngự Thanh cười nói, Ninh Tiểu Xuyên thì không cười nổi, nói, tất cả mọi người đều thu hoạch được bảo vật trong thiên đế thần cung, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể chấn động thiên hạ những bảo vật này nhất định sẽ khiến người khác đỏ mắt âm thầm phục kích đánh lén chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn ninh tiểu xuyên quả nhiên đoán không sai còn chưa rời khỏi khu rừng mẫu đằng đã thấy có một cái thi thể máu me đầm đìa đây chính là thiên tri kiêu tử của thiên cơ hầu phủ la sùng chính là cường giả thoát tục tầng thứ tư hắn cũng tiến nhập thiên đế thần cung rốt cuộc là bị kẻ nào giết chết ngự thanh nhìn thi thể trên mặt đất nghiêm túc nói toàn bộ mọi thứ trên người la sùng đều bị cướp sạch hiển nhiên là đã gặp phải phục kích bị người khác cướp đi bỏ vật thậm chí bỏ mạng đúng lúc này tóc gáy toàn thân ninh tiểu xuyên đột nhiên dựng đứng cả lên cảm thấy có một luồng khí thức nguy hiểm đang tiếp cận huyền khí võ đạo trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển khắp toàn thân huyền khí võ đạo bắt đầu chuyển động lập tức thi triển thất thải na di đẩy ngự thanh và sử tiến vu ra ngoài ầm um, một cái dấu chân cực lớn từ trên trời đạp xuống dẫm nát vị trí mà ba người ninh tiểu xuyên vừa đứng mặt đất nứt ra để lại một cái dấu chân dài hơn 50 mét, sâu hơn 5 mét. Đây chính là dấu chân cực lớn do huyền khí võ đạo ngưng tụ thành, dẫm nát một mảnh cây cối, ngay cả cự thạch nặng ngàn cân cũng bị dẫm thành bột phấn. Con mẹ nó, chuyện gì vậy? Không ngờ dám đánh lén chúng ta, thật là to gan. Trong mắt ngự thanh bắn ra một tia lửa giận, một trưởng đánh xuống đất, thân hình phóng lên cao. Ngự thanh vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, sau khi bước vào địa tôn cảnh, có tu vi võ đạo làm vốn liếng, lá gan cũng lớn hơn, ngay cả thiên vương lão tử còn không sợ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hại ta đến khổ, hôm nay nhất định phải thu cả vốn lẫn lãi từ trên người ngươi. Một đại hán tóc tai bù xù từ trên cao nhảy xuống, cuồng phong nổi lên, khiến cát bay đá chạy, lá cây bay đầy trời. Trên mặt hắn là một tròm dâu dài, ánh mắt mở trừng trừng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ đằng đằng sát khí. Quan trọng nhất chính là, kẻ này không có hai tay, tựa như một khối gỗ dựng trên mặt đất, hình dạng cực kỳ quái dị tại sao lại tới tỉnh ngươi rốt cuộc ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người ngự thanh nói ninh tiểu xuyên nhìn chằm chằm vào đại hán trước mặt hồi lâu sau mới nhận ra đối phương trầm giọng nói mộc hồng lai không ngờ ngươi vẫn chưa chết đại hán tóc tai bù xù này chính là mộc hồng lai tiền nhiệm tổng đàn chủ thiên diệt đạo mộc hồng lai xem ninh tiểu xuyên là cừu nhân cũng là chuyện bình thường dù sao thì đôi tay của hắn cũng vì ninh tiểu xuyên cho nên mới bị đạo chủ thiên diệt đạo phế bỏ thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện trong khu rừng mẫu đằng này ninh tiểu xuyên cảm thấy trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác liền cười mộc tổng đàn chủ từ khi chia tay đến giờ không gặp chuyện gì chứ không biết là ai sai ngươi tới giết ta đừng nói nhảm nữa giao bắc minh thần công và ấu thú thần long ra đây ta có thể cho ngươi toàn thây mộc hồng lai lạnh lùng nói hai tay bị phế sinh hoạt không thể tự làm chủ được mà còn khẩu khí lớn như vậy có tin bổn vương tùy thời có thể khiến người biến mất khỏi thế gian này hay không ngự thanh nói mộc hồng lai lạnh lùng nhìn ngự thanh trong mắt bắn ra hai đạo huyền quang ngưng tụ thành hai đầu cự thú dữ tợn đánh ngự thanh bay ra ngoài ngự thanh từ dưới đất đứng dậy cánh tay sưng phù miệng thổ máu tươi lắp bắp đây là địa tôn cảnh tầng thứ ba mộc hồng lai quả thật đã bước địa tôn cảnh tầng thứ ba là cường giả trong hàng ngũ võ tôn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. Phàm là võ giả bước vào địa tôn cảnh, đều có thể được phong là võ tôn. Thế nhưng, địa tôn cảnh cũng chia làm 9 cảnh giới nhỏ, mỗi cảnh giới nhỏ đều chênh lệch rất lớn, đồng thời muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng rất khó khăn. Cùng là võ tôn, nhưng thực lực lại chênh lệch rất lớn. Ngự Thanh chỉ mới đột phá đến địa tôn cảnh, ngay cả cảnh giới còn có chút bất ổn. Thế nhưng Mộc Hồng Lai dù sao cũng là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ ba, thực lực chênh lệch gấp 10 lần, Hừ, nếu không phải hai tay lão phu đã tàn phế, chỉ cần một trưởng cũng có thể đánh chết ngươi. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Thân hình một hồng lai xoay tròn, lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn, thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mặt ngự thanh, một cước đá ngự thanh bay ra ngoài. Thân thể ngự thanh đâm gãy một gốc đại thụ cực lớn, lăn vào trong bụi cỏ, miệng không ngừng ho ra máu, lắp bắp, khục khục. Bà mẹ nó, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Hợp thể, ninh tiểu xuyên và tiểu long hợp là một thể, cầm long kiếm chém về phía mộc hồng lai ninh tiểu xuyên chỉ bằng vào tu vi của ngươi hiện tại mà cũng muốn động thủ với lão phu ư cho dù ngươi có long giáp hộ thể thì ta vẫn có thể chấn sát ngươi võ hồn pháp thân của mộc hồng lai phóng ra hóa thành một đạo nhân ảnh cực lớn bổ về phía ninh tiểu xuyên một trưởng ninh tiểu xuyên hoành long kiếm trước người tạo thành một tầng bình chướng kiếm khí nhưng vẫn bị trưởng ấn của mộc hồng lai đánh nát đánh hắn bay ngược ra ngoài ninh tiểu xuyên cũng không ham chiến lập tức mở ra long rực trực tiếp bay lên trời mục tiêu lớn nhất của mộc hồng lai chính là ninh tiểu xuyên nếu như ninh tiểu xuyên muốn chạy hắn tất nhiên sẽ lập tức đuổi theo hắn không thể phi hành thế nhưng tốc độ lại nhanh như điện chớp chạy trên đất đuổi theo ninh tiểu xuyên thỉnh thoảng đánh lên trời một đạo thần thông võ đạo tạo thành uy hiếp cực lớn cho ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên cố ý muốn dẫn mộc hồng lai rời đi có ngựa thanh và sử tiến vu ở đây ninh tiểu xuyên căn bản không thể phát huy được toàn bộ lực lượng của mình chỉ khi giao thủ với mộc hồng lai hắn mới có thể sử dụng những át chủ bài như ma kiếm và diệt thế thân bia. Ninh Tiểu Xuyên bay trên trời, Mộc Hồng Lai chạy dưới đất, bay được 600 dặm thì Mộc Hồng Lai cũng đuổi được 600 dặm. Mộc Hồng Lai thi triển thần thông võ đạo, hai chân đạp đất, ngưng tụ ra một cặp thủ ấn cực lớn, nhổ lên một ngọn núi cao hơn trăm mét, ném thẳng lên trời. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, xong rực mở ra, đứng trong hư không, gọi ra ma kiếm, lập tức quanh người tràn ngập ma khí, khiến cho cả bầu trời đều trở thành một màu đỏ như máu, hai tay của hắn nắm chặt ma kiếm, mái tóc bay ngược, hai mắt biến thành đỏ rực, sau lưng xuất hiện một đạo ma ảnh cực lớn. Diệt thế kiếm phách, Ninh Tiểu Xuyên chém ra một kiếm, lập tức một đạo kiếm khí đỏ như máu dài hơn trăm mét, liền chẻ đôi tòa núi nhỏ đang bay tới. Kiếm khí đánh lên đỉnh đầu Mộc Hồng Lai, còn không đợi Mộc Hồng Lai kịp phản ứng, thì cơ thể đã bị đánh bay vào vách núi. Lúc Mộc Hồng Lai từ trong vách núi nhảy ra, trước ngực đã xuất hiện một vết kiếm cực sâu, lộ cả xương trắng, từng tia ma khí tiến vào vết thương, xâm nhập vào cơ thể hắn. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Mộc Hồng lai ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, diện mục cực kỳ dữ tợn. Diệt thế ma khí xâm nhập vào thân thể hắn, không ngừng ăn mòn huyết nhục, khiến hắn không thể không tìm một nơi an toàn để trị thương. Ninh Tiểu Xuyên đã trốn đi đâu? Thực ra Ninh Tiểu Xuyên vẫn không rời đi, mà đang trốn dưới lòng đất, sâu hơn trăm mét. Trước hết phải luyện hóa thần huyết, đột phá đến địa tôn cảnh, đến lúc đó thì cũng không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới lòng đất, lấy thần huyết ra, dùng Long Hổ huyền khí bao trùm thần huyết, bắt đầu chậm rãi luyện hóa thần huyết. Giọt thần huyết này ẩn chứa năng lượng nằm ngoài sức tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên, so với toàn bộ năng lượng trong người hắn cộng lại, còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Đây không phải một giọt máu, mà quả thực càng giống một mảnh hải dương hơn. Ninh Tiểu Xuyên hấp thu thần huyết, giống như hút một dòng suối từ trong hải dương, muốn hút toàn bộ nước từ trong hải dương này, e rằng phải mất đến mấy năm. Không được, ta không thể chờ lâu đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc vận chuyển thiên địa huyền khí, tốc độ hấp thu thần huyết lập tức tăng gấp 64 lần, từ một dòng suối nhỏ biến thành một dòng sông lớn. Lực lượng ẩn chứa trong thần huyết giống như sóng biển mãnh liệt tiến vào cơ thể, dung nhập vào huyết dịch, tôi luyện thân thể. Giọt thần huyết này chính là huyết dịch mà Thiên Đế lưu lại trước khi thành thần bên trong không chỉ ẩn chứa huyết khí mà còn ẩn chứa ý, ý chí và ấn ký võ đạo đối với thần linh mà nói một giọt máu tươi đủ để xuyên thủng một cái thế giới diệt tuyệt một chủng tộc ninh tiểu xuyên vừa hấp thu lực lượng thần huyết vừa lĩnh ngộ ý chí và ấn ký võ đạo nếu như có thể lĩnh ngộ được gì đó thì nhất định có thể thu hoạch được rất lớn chỉ mất ba ngày huyết khí trong cơ thể ninh tiểu xuyên đã bắt đầu phát sinh biến hóa huyết mạch phun trào huyết khí bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể huyết dịch ngưng tụ thành hình rồng phát ra thanh âm long ngâm. Đây chính là dấu hiệu bước vào cảnh giới huyết khí như rồng. Trước khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thần huyết, đã đạt tới trình độ một giọt máu hóa thành chín hổ, bây giờ nếu như tiến thêm một bước, sẽ là huyết khí như rồng trong truyền thuyết, nhỏ ra một giọt huyết dịch, có thể ngưng tụ thành một đầu huyết long. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ có thần linh lúc còn trẻ mới có thể tu luyện đến cảnh giới này, đại biểu cho thể chất thiên phú vạn năm khó gặp. Những võ giả khác, cho dù đạt được thần huyết cũng chưa chắc có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp không phải những thiên tài có hậu thiên tài nguyên sung túc là có thể đạt tới cảnh giới này mà võ giả còn phải có tiên thiên trụ cột nữa có võ giả nếu như tư chất tiên thiên thấp cho dù đạt được những bảo dược trí tôn như tam diệp nguyên mệnh thảo và thần huyết thì cũng chỉ lãng phí tài nguyên tối đa chỉ có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú trăm năm khó gặp cũng có thể nói tiên thiên quá kém hậu thiên căn bản không thể bù đắp được nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại bất đồng, trời sinh đã có thất khiếu thần ma tâm cung, thể chất đỉnh cao, cho nên mới có tư cách đạt tới Thiên Phú Vạn Năm khó gặp. Hiện nay, giọt huyết dịch đầu tiên trong cơ thể hắn phát sinh thoát biến, đây chính là một bắt đầu tốt, chứng minh Ninh Tiểu Xuyên có đủ tiềm lực đạt tới Thiên Phú Vạn Năm khó gặp. Tiếp theo, tất cả mọi chuyện cũng hết sức thuận lợi. Mất thêm 3 ngày, mỗi một giọt huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã lột xác thành hình rồng, trong cơ thể giống như có vạn long lưu chuyển, toàn thân tản mát ra hào quang đỏ rực nếu không phải vì bùn đất dày đặc che khuất hào quang trên người hắn phát ra thậm chí có thể nhiễm đỏ cả bầu trời hư ảnh một đầu thần long cực lớn uốn lượn trên đỉnh đầu của hắn vô cùng thần thánh trang nghiêm tản mát khí tức cực kỳ khủng bố chỉ có thiên tài vạn năm khó gặp mới có thể luyện ra hư ảnh thần long đại biểu một vị thiếu niên trí tôn xuất thế tương lai nhất định có thể đánh khắp thiên hạ bách chiến bất bại cuối cùng cũng đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp rồi ninh tiểu xuyên cực kỳ hưng phấn chuẩn bị lập tức trùng kích địa tôn cảnh chậm đã thanh âm của một nữ tử vang lên trong trái tim của ninh tiểu xuyên thanh âm này là từ trong ma kiếm phát ra ninh tiểu xuyên vội vàng thu liễm tâm thần ngưng tụ tinh phách tiến vào huyết mạch trong cơ thể đi tới trước trái tim không người cúi đầu với ma kiếm nói sư tôn rốt cuộc ngài cũng nói chuyện rồi ma kiếm lơ lửng trong huyết khiếu ngưng tụ thành hình thái một nữ tử tuyệt mỹ chính là truyền nhân đời thứ ba của diệt thế đạo. Tuế Hàn Vũ Tuế Hàn Vũ cũng không phải ở trong ma kiếm, mà ở tại một nơi cách ninh tiểu xuyên đến hơn ức vạn dặm, chỉ có thể thông qua lực lượng của ma kiếm, thì mới có thể sử dụng ý chí tinh thần hiển hóa ra hư ảnh, trao đổi đơn giản với ninh tiểu xuyên. Hình thái của nàng rất hư ảo, trôi nổi trên thân ma kiếm, nói Ta phải mượn nhờ lực lượng huyết dịch thứ thần thì mới có thể câu thông được với ngươi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng, thiên phú vạn năm khó gặp cũng không phải là cực hạn của võ giả không nên tự thỏa mãn làm sao có thể vạn là số cực căn bản không ai có thể vượt qua số cực này ninh tiểu xuyên nói tuế hàn vũ lắc đầu nói mặc dù vạn là số cực thế nhưng vẫn có một vài tuyệt đại nhân vật có thể phá vỡ được số cực tu luyện ra trí tôn thể trí tôn thể cái gì là trí tôn thể ninh tiểu xuyên ngạc nhiên tuế hàn vũ nói trí tôn thể cũng không phải là chỉ đẳng cấp thiên phú mà là một loại thể chất võ đạo vượt qua đẳng cấp thiên phú, đã thăng hoa vượt qua phàm thể. Sử dụng đường đi bất đồng, mà tu luyện ra trí tôn thể, bất đồng. Đương nhiên, có thể tu luyện ra trí tôn thể, thì cũng khó như lên trời, ngay cả ta cũng không thể tu luyện thành công. Trong số truyền nhân diệt thế đạo của chúng ta, chỉ có tổ sư đời thứ nhất mới luyện thành diệt thế trí tôn thể, vô địch khắp thiên hạ, một kiếm có thể đánh vỡ cả tinh cầu, trong nháy mắt có thể diệt sát cả thần linh nếu ngươi có thể luyện thành trí tôn thể thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn đương nhiên cho dù không tu luyện thành trí tôn thể thì với đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp của ngươi vẫn có thể xưng vương trong giới võ giả cùng cấp bậc đủ khiến cho người trong thiên hạ đều phải ngưỡng vọng vạn năm khó gặp đã là võ thể mang tính truyền kỳ nhất được ghi chép lại trong điển tịch chính là đẳng cấp thiên phú trí cao vô thượng thiên đế lúc còn trẻ cũng là đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp đánh khắp thiên hạ chưa từng thất bại không ngờ còn có trí tôn thể càng cường đại hơn bởi vậy ninh tiểu xuyên quyết định sẽ liều mạng tiếp tục cô động thể chất của mình thế nhưng huyết dịch trong cơ thể hiện tại đã có thể sánh ngang với chân long huyết khí đạt tới cực hạn của võ giả đã không còn khả năng đột phá nữa rốt cuộc phải tu luyện như thế nào mới đạt tới trí tôn thể không thể nào căn bản không có cái gọi là trí tôn thể đúng là nói nhăng nói cuội thiên đế là hạng thiên tài kinh diễm bậc nào đánh khắp thiên hạ cũng chưa từng thất bại đó là bởi vì hắn có được thể chất thiên phú vạn năm khó gặp, cho nên trong thời đại đó, không có người nào có thể sánh được với hắn. Thiên đế nhận kích động nói. Tuế Hàn Vũ nói, đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, quả thật là cực cảnh. Mặc dù bản thân ta tu luyện đến đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, nhưng cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá tiếp, không thể nhìn thấu được bí mật trí tôn thể. Thế nhưng, ta tin chắc rằng trí tôn thể nhất định tồn tại. Người cứ khoác lác đi, ta theo thiên đế đã nhiều năm, rất nhiều người tuyên bố rằng thiên tư của mình chính là vạn năm khó gặp, trên thực tế chỉ đạt tới đẳng cấp thiên phú, 8.000 năm khó gặp, 9.000 năm khó gặp. Lúc giao thủ trong cùng cảnh giới, thiên đế chỉ cần một chiêu đã có thể chém chết bọn hắn. Thiên đế nhận căn bản không tin tuế hàn vũ lại có được thiên phú vạn năm khó gặp, bởi vì đó là cực hạn của nhân thể, đại biểu cho thể chất đạt đến cực điểm. Rất nhiều người có thể tiếp cận cực hạn, thế nhưng vĩnh viễn đều không thể đạt tới cực hạn. 9.000 năm khó gặp và vạn năm khó gặp, thoạt nhìn chỉ tranh lệch một ngàn năm thế nhưng tranh lệch trong đó lại gấp nghìn lần gấp vạn lần chỉ sai một ly là đi cả ngàn dặm thiên tư vạn năm khó gặp chính là người một vạn năm mới có thể xuất hiện cũng giống như thiên đế xưng bá thiên hạ vạn năm không người nào có thể tranh phong với hắn trong thời đại của thiên đế căn bản không có địch nhân nào có thể khiến hắn xuất chiêu thứ hai bởi vậy có thể thấy được thiên đế cường đại đến mức nào vạn năm khó gặp chính là tượng trưng cho trí cao vô thượng trong cùng thời đại, rất khó có thể xuất hiện thiên tài vạn năm khó gặp. Thứ hai, Tuế Hàn Vũ trong mắt tràn ngập ngạo khí, xem trời bằng vung, khí thế trên người minh mông không gì sánh được. Thế nhưng, nàng lại không giống một thần nữ, ngược lại tà khí lẫm liệt, giống như một ma nữ cái thế, lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì ngươi vô tri, trong thời đại phong thần thượng cổ, cường giả xuất hiện lớp lớp, thời nào cũng có anh kiệt tuyệt đại ngang trời xuất thế, thần linh thiếu niên hành tẩu trong thiên địa, trong thời đại cường thịnh nhất các tộc đều có thiên tài vạn năm khó gặp xuất thế mỗi người đều tạo nên một mảnh thiên địa sau thời đại phong thần thiên địa huyền khí phát sinh biến hóa cho nên mới ít đi hiện tượng thiên tài vạn năm khó gặp xuất thế thiên đế nhận nói thời đại phong thần thượng cổ đã trải qua rất lâu rồi sớm đã thương hải tăng điền ngay cả trong những điển tịch cổ xưa cũng chỉ xuất hiện những câu chuyện thần thoại vụn vặt không ai có thể nói rõ đó là thời đại như thế nào thiên đế nhận mặc dù rất hận thiên đế Thế nhưng cũng tin tưởng tuyệt đối thực lực của Thiên Đế, tiếp tục nói: "Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện đến đẳng cấp Thiên Phú Vạn Năm khó gặp, trên thực tế cũng không phải là kỳ tích gì, từ vạn năm trước, Thiên Đế đã chứng kiến được hắn sẽ xuất thế, cho nên mới lưu lại một giọt thần huyết để trợ giúp hắn một phen. Ninh Tiểu Xuyên, ta quyết định rồi, về sau ta sẽ không thu ngươi làm đao nô nữa. Ta muốn giúp ngươi trưởng thành, sau đó cùng ngươi tiến đến Cửu Thiên Thần Giới, giúp ngươi đích thân đánh bại Thiên Đế." tuế hàn vũ căn bản không có hứng thú tranh luận với thiên đế nhận với thân phận của nàng cũng không cần thiết phải nói quá nhiều với một kiện binh khí nàng thản nhiên nói thế nhân không biết đến sự tồn tại của trí tôn thể thế nhưng truyền nhân của diệt thế đạo chúng ta thì nhất định phải biết bởi vì tổ sư đời thứ nhất quả thực đã tu luyện thành trí tôn thể ninh tiểu xuyên tất nhiên càng tin tưởng lời nói của tuế hàn vũ hơn bởi vì trong mắt ninh tiểu xuyên tuế hàn vũ ít nhất cũng là nhân vật cùng vai vế với thiên đế thậm chí thời gian nàng sống rất có thể còn lâu hơn cả thiên đế. Tuế Hàn Vũ nói, tu luyện trí tôn thể cũng không phải chuyện một lần là xong, cũng không có cực hạn trước địa tôn cảnh. Chỉ cần tu vi chưa bước vào thiên nhân cảnh, thì vẫn có thể tu luyện trí tôn thể thành công. Thiên nhân cảnh chính là cảnh giới sau địa tôn cảnh, siêu việt địa tôn cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng, muốn tu luyện đến thiên nhân cảnh, thì cũng giống như người bình thường muốn từ mặt đất mà leo lên trời, cực kỳ khó khăn. Khoảng cách giữa địa Tôn cảnh và Thiên Nhân cảnh là một trời một vực. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, chỉ có một người có thể bước vào Thiên Nhân cảnh, đó là Học cung chi chủ. Bóng dáng của Tuế Hàn Vũ càng lúc càng trở nên hư ảo, nàng nói: "Trạng thái bản tôn của ta càng ngày càng kém, phải lấy đi chính thành huyết khí của một giọt huyết dịch thứ thần này, mới có thể giúp ta tiếp tục sống sót. Đợi đến sau này, ta nhất định sẽ trả lại thù lao cho ngươi gấp nghìn lần. Ngươi có bằng lòng không?" Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía giọt huyết dịch thứ thần, năng lượng ẩn chứa trong huyết dịch thứ thần khổng lồ đến mức không gì sánh nổi cho dù ninh tiểu xuyên đột phá đến đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp cũng không tiêu hao hết một phần trăm năng lượng trong đó ninh tiểu xuyên muốn luyện hóa hoàn toàn thần huyết đoán chừng phải mất một thời gian rất dài hắn trầm tư một lát rồi nói sư tôn muốn lấy đi chín thành huyết khí e rằng còn có nguyên nhân càng sâu hơn đúng không đúng vậy tu vi võ đạo của ngươi bây giờ chỉ có thể xem là nhập môn nếu như ngươi hấp thu toàn bộ lực lượng của huyết dịch thứ thần nhất định có thể khiến cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới cực cao thế nhưng lại đánh mất võ đạo của bản thân ngươi bị võ đạo của thiên đế đồng hóa lúc võ đạo của ngươi yếu hơn võ đạo của thiên đế ngươi căn bản không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể đi theo võ đạo của thiên đế kết quả cuối cùng chính là thành tựu cả đời ngươi rất khó có thể vượt qua thiên đế tuế hàn vũ nói ý của nàng là gì ninh tiểu xuyên tất nhiên hiểu rất rõ ấn ký võ đạo ẩn chứa bên trong huyết dịch thứ thần vượt xa ấn ký võ đạo trong cơ thể ninh tiểu xuyên nếu như ninh tiểu xuyên không chịu được sự hấp dẫn của huyết dịch thứ thần hoàn toàn luyện hóa huyết dịch thứ thần vào trong cơ thể đến lúc đó ấn ký võ đạo khổng lồ trong huyết dịch của thứ thần sẽ đồng hóa ấn ký võ đạo của bản thân hắn thậm chí hòa tan một võ giả mà chỉ dựa vào ấn ký võ đạo của thiên đế như vậy thì thành tựu cả đời cũng không thể vượt qua thiên đế đương nhiên đối với những võ giả khác mà nói đạt được ấn ký võ đạo của thiên đế đã là chuyện mà họ tha thiết ước mơ rồi Thế nhưng, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, mục tiêu của hắn chính là đuổi kịp thiên đế, thậm chí mạnh hơn thiên đế. Ma kiếm cũng phát ra thanh âm ong ong. Lấy thân kiếm làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy đỏ như máu, không ngừng xoay tròn, hấp thu lực lượng của huyết dịch thứ thần. Tốc độ ma kiếm hấp thu huyết khí nhanh đến kinh người, chưa tới một canh giờ, sắp rút đi chín thành huyết khí trong huyết dịch thứ thần. Hào quang của ma kiếm càng lúc càng cường thịnh, bóng dáng tuyệt mỹ của Tuế Hàn Vũ cũng ngưng thực hơn rất nhiều, hàng lông mày kẻ đen như lá liễu, mũi ngọc cao ngất, gương mặt giống như quỷ phủ thần công tỉ mỉ điêu khắc mà thành, tràn ngập mỹ cảm cực hạn. Cặp đồng tử của nàng mênh mông như hai tòa vũ trụ, mỗi một sợi tóc đều giống như ẩn chứa một cái thế giới. Ma kiếm tựa như một cái gương, bóng dáng của nàng hiện ra trên gương, tràn ngập ma tính, tả quang hiển lộ, tản mát sát khí khiến lòng người run sợ. Ngay cả thiên đế nhận không lúc nào ngậm miệng, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Lúc này nó đang run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy một tia khí tức sợ hãi hôm nay hấp thu một giọt thần huyết của ngươi ngày sau sẽ trả lại cho ngươi vạn giọt mặc dù tuế hàn vũ là sư tôn của ninh tiểu xuyên thế nhưng lại là một người rất sòng phẳng không hề muốn chiếm tiện nghi của ninh tiểu xuyên cứ khoác lát đi một vạn giọt huyết dịch thứ thần trừ phi là ngươi có thể đổ thần thiên đế nhận thấp giọng lẩm bẩm đối với truyền nhân của diệt thế đạo nếu như không thể đổ thần thì cũng không xứng tu luyện diệt thế đạo ninh tiểu xuyên ngươi phải mau chóng khống chế ma kiếm dung hợp diệt thế đạo vào ma kiếm, sau đó lập tức chạy đến hội họp với ta. Ta có thể cảm giác được thiên địa đã phát sinh biến hóa, một cái đại thời đại sắp đến, lúc đại thời đại này giáng lâm, cũng là lúc chuyển nhân của diệt thế đạo chúng ta, khiến cho người trong thiên hạ phải sợ hãi một lần nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói, chỉ cần ta có thể hoàn toàn khống chế được ma kiếm là, ta có thể tìm được người sao. Nói chính xác hơn là, chỉ khi người hoàn toàn khống chế ma kiếm, mới tạm thời có thực lực vượt qua ức vạn dặm không bị cường nhân hung thú giết chết trên đường. Đối với ngươi mà nói, chỉ khi hoàn toàn khống chế được ma kiếm, lúc đó mới có thể xem là tu luyện diệt thế đạo đến nhập môn." Tuế Hàn Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên có chút đau đầu, hiện tại bản thân tùy thời có thể bước vào địa tôn cảnh, là cường giả võ đạo, chiến lực có thể sánh ngang võ tôn. Nhưng theo Tuế Hàn Vũ thì hắn ngay cả tư cách nhập môn diệt thế đạo cũng không có. Là nàng quá cuồng vọng, hay là vì tu vi võ đạo của mình thật sự không đủ?" Tuế Hàn Vũ lại nói với tu vi của ngươi hiện tại muốn hấp thu một ít năng lượng còn sót lại của huyết dịch thứ thần ít nhất cũng phải mất một tháng để ta giúp ngươi một tay tuế hàn vũ mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu thế nhưng nàng lại có thể từ trên thân ma kiếm mà duỗi ra một cánh tay năm ngón tay tuyết trắng thon dài mỗi ngón tay đều giống như chúa trời tỉ mỉ tạo ra không hề có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào ầm um, huyết dịch thứ thần bỗng nhiên nhúc nhích trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể ninh tiểu xuyên huyết dịch thứ thần theo huyết mạch lưu chuyển đến trái tim, trái tim bỗng nhiên nổ tung, bạo phát ra uy năng cực lớn. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên chấn động mãnh liệt, trên người tản mắt ra huyết quang lóa mắt. Lấy trái tim làm trung tâm, tản mắt ra bảy đạo hào quang gồm đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, tạo thành một cái vòng tròn, xoay quanh trái tim, giống như bảy cái thông đạo, không ngừng hấp thu lực lượng thần huyết. Sau khi hắn hấp thu thần huyết xong, bảy vòng tròn càng lúc càng ngưng thực, hào quang cũng càng lúc càng sáng ngời. Thất khiếu của trái tim đều mở ra. Thất khiếu thần ma tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên đã thức tỉnh. ầm um. một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như tiếng nổ của vũ trụ. Toàn thân lỗ chân lông của Ninh Tiểu Xuyên đều giãn nở ra, bên trong phóng ra khí lưu đỏ như máu, hình dạng tựa như một con rồng, có đầu và đuôi rõ ràng, thân hình như rắn, mơ hồ mọc ra long rác. Một ngàn con, một vạn con, mười vạn con. Vô số huyết khí hình rồng uốn lượn tập trung cùng một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành một viên cầu đỏ như máu viên cầu huyết sắc này khi thì hiện ra hình thái như kiếm lúc thì hiện ra hình như đỉnh lại ngẫu nhiên có hình dạng như thân thể của ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên sắc ngưng tụ võ hồn pháp thân rồi ngưng tụ ra võ hồn pháp thân nào thì sẽ quyết định võ giả sẽ đi theo con đường võ đạo như thế đó phần lớn võ hồn pháp thân của võ giả đều là hình thái bản thể của võ giả đây được gọi là bản tượng pháp thân chỉ có một số võ giả mới có thể tu luyện ra dị tượng pháp thân cái gọi là dị tượng pháp thân chính là các hình thái khác của võ hồn ví dụ như kiếm hình võ hồn pháp thân chiến kỳ võ hồn pháp thân lôi điện võ hồn pháp thân hình thái của dị tượng pháp thân phần lớn đều có lực lượng đặc thù ninh tiểu xuyên hiện nay có ba sự lựa chọn có thể ngưng tụ võ hồn pháp thân thành một thanh kiếm bởi vì hắn tu luyện diệt thế kiếm đoạn nếu như ngưng tụ võ hồn pháp thân thành hình kiếm như vậy sẽ trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện diệt thế kiếm đạo uy lực thi triển được cũng càng cường đại hơn hắn cũng có thể ngưng tụ võ hồn pháp thân thành một cái đỉnh bởi vì hắn chính là dưỡng tâm sư nếu như ngưng tụ võ hồn pháp thân thành hình đỉnh không chỉ sinh ra phụ trợ cực lớn đối với dưỡng tâm luyện dược mà võ hồn pháp thân hình đỉnh còn có lực công kích và lực phòng ngự rất mạnh còn có loại lựa chọn thứ ba đó chính là ngưng tụ võ hồn pháp thân ra hình thái bản thân đó chính là bản tượng pháp thân như vậy có thể ngưng tụ võ thể cường hóa cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của thân thể ninh tiểu xuyên chỉ suy ngẫm một lúc liền quyết định bắt đầu ngưng tụ võ hồn pháp thân một viên cầu huyết sắc lơ lửng trên đỉnh đầu bắt đầu phát sinh biến hóa chậm rãi ngưng tụ thành hình một cái đại đỉnh đỏ như máu mọc ra bốn cái chân đỉnh hai cái tay đỉnh võ hồn pháp thân chậm rãi thành hình xoẹt xoẹt ninh tiểu xuyên suy tư một chút lại lập tức khắc lên đỉnh văn tự thần bí đúc luyện cùng võ hồn pháp thân những văn tự này chính là ninh tiểu xuyên dựa theo văn tự trên diệt thế thần bia mà khắc xuống mặc dù không rõ ý tứ của những bia văn này nhưng mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy bia văn, trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng núi thay biển máu, trời đất sụp đổ, cực kỳ rung động nhân tâm. Bởi vậy có thể đoán được, bia văn của diệt thế thần bia tuyệt đối cường đại vô cùng, chẳng qua là hiện tại hắn vẫn không biết nó rốt cuộc có bí mật gì mà thôi. Dùng bia văn để đúc luyện võ hồn pháp thân, nhất định có thể gia tăng lực lượng cho võ hồn pháp thân. Mất một ngày, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng ngưng tụ võ hồn pháp thân thành công. Một cái cự đỉnh đỏ thẫm cao tới 9 mét toàn thân tản mát huyết quang, trên đỉnh đúc luyện ra hình thái vạn long cùng nguyệt, ở trên thân đỉnh dày đặc bia văn của diệt thế thần bia. Khoảnh khắc võ hồn pháp thân cô động thành công, bia văn lại phát ra ánh sáng thần kỳ rực rỡ. Trên cự đỉnh, không ngờ lại lăng không xuất hiện một bức tranh thi sơn huyết hải đồ. Đây chính là một bức diệt thế đồ, tự động ngưng tụ ra trên võ hồn pháp thân của Ninh Tiểu Xuyên, do khí tức của bia văn dẫn động lực lượng trong thiên địa mà tạo thành. Tại sao lại có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc vô cùng tuế hàn vũ nói bia văn diệt thế đại biểu cho áo nghĩa cao nhất của diệt thế đạo người khắc bia văn diệt thế vào võ hồn pháp thân của mình đối với ngươi mà nói chính là một chuyện rất tốt chuyện tốt ninh tiểu xuyên kinh ngạc tuế hàn vũ nói võ hồn của ngươi đã không còn giống võ hồn của người khác nữa rồi không giống ở chỗ nào võ hồn của ngươi có thể phát triển tuế hàn vũ nói bia văn diệt thế ghi lại ba ngàn áo nghĩa diệt thế được xưng là ba ngàn diệt thế đạo mỗi một áo nghĩa đều có thể hóa thành một bức tranh diệt thế đồ. Trên võ hồn pháp thân của ngươi bây giờ chỉ có một bức tranh diệt thế đồ. Nếu ngươi có thể ngưng tụ ra bức tranh diệt thế đồ thứ hai, lực lượng võ hồn pháp thân của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như ngưng tụ ra ba bức tranh diệt thế đồ, võ hồn pháp thân của ngươi sẽ càng mạnh hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy nếu ngưng tụ ra ba ngàn bức tranh diệt thế đồ thì sao? Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, nói, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được ba ngàn diệt thế đạo, Người có thể trường sinh bất tử, thiên nan diệt, địa nan táng. Trong bốn đời truyền nhân diệt thế đạo, chỉ có tổ sư diệt thế đạo đời thứ nhất mới có thể luyện ba ngàn diệt thế đạo, đến đại viên mãn. Ninh Tiểu Xuyên vẫn cho rằng võ giả có thể sống được hơn hai trăm tuổi đã là rất giỏi rồi. Thế nhưng, không ngờ trên đời này vẫn có người có thể trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử thực sự tồn tại ư? Chẳng phải đây chỉ là một truyền thuyết thôi sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, ta vẫn luôn có một nghi vấn, diệt thế đạo rốt cuộc có bao nhiêu truyền nhân? tuế hàn vũ trầm mặc một lát rồi nói từ xưa đến nay tính thêm ngươi thì tổng cộng chỉ có bốn truyền nhân mỗi một thời đại diệt thế đạo chỉ truyền cho một người cho nên việc lựa chọn truyền nhân là cực kỳ nghiêm khắc thực ra với tính cách của ngươi căn bản không thích hợp để tu luyện diệt thế đạo chính là bởi vì diệt thế chi khí lựa chọn ngươi cho nên ngươi mới miễn cưỡng có tư cách trở thành truyền nhân đời thứ tư của diệt thế đạo thiên đế nhận cười ha hả nói khó trách là ta chưa từng nghe nhắc đến diệt thế đạo thì ra tổng cộng chỉ có vài truyền nhân. Quả thật làm ta chết cười mà, loại bàng môn tiểu đạo này không ngờ vẫn chưa thất truyền, đúng là kỳ tích mà. Ninh Tiểu Xuyên à, ngươi có được thiên phú vạn năm khó gặp, tốt nhất đừng lãng phí thời gian đối với loại bàng môn tiểu đạo này. Tuế Hàn Vũ trực tiếp phớt lờ thiên đế nhận, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biết tôn chỉ của diệt thế đạo là gì không? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên tu luyện diệt thế đạo, thế nhưng hắn chỉ tu luyện kiếm đạo trong đó, trên thực tế cũng không rõ tôn chỉ và áo nghĩa của diệt thế đạo tuế hàn vũ nói tôn chỉ của diệt thế đạo là diệt thế hủy diệt thiên địa diệt tuyệt sinh linh chảm trừ hết tất cả dối trả dơ bẩn gian nịnh giả nhân giả nghĩa hung ác sau đó mở ra một thế giới mới thành lập một trật tự mới ninh tiểu xuyên khẽ nhíu mày nói nhất định phải diệt thế sao có phải là quá cực đoan rồi không ngươi hỏi vấn đề này chứng tỏ lòng dạ ngươi không đủ hung ác không đủ tà không đủ ma không đủ lạnh tính cách của ngươi không thích hợp tu luyện diệt thế đạo Ngươi vốn dĩ nên là một thầy thuốc, thế nhưng lại ngộ nhập diệt thế đạo. Ngươi vốn nên bình đạm sống hết một đời, lại bị vận mệnh đưa đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tương lai ngươi sẽ trở thành thần y hành y tế thế hay là sẽ trở thành ma vương nhất nghiệm tàn sát đây? Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Tuế Hàn Vũ, mặc dù nàng rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ trong tranh. Thế nhưng, trên người nàng chỉ có một luồng sát khí, tử khí ma khí khiến cho mọi người vừa nhìn nàng đều sẽ sinh ra sợ hãi với nàng bởi vậy có thể thấy được nàng tuyệt đối không phải là một người thiện lương chính nghĩa mà càng giống ma nữ hủy thiên diệt địa hơn ở trên người của nàng hắn chỉ có thể nhìn thấy tử vong có lẽ nàng mới thật sự đại biểu cho diệt thế đạo chống đỡ nổi ý niệm diệt thế chúng sinh đều chết chỉ còn một mình ta trên người tuế hàn vũ hàn khí bức người tà khí lẫm liệt nói nhập môn diệt thế đạo là không còn đường quay đầu thương sinh trong thiên hạ không chết thì ta chết táng thiên táng địa táng bản thân ninh tiểu xuyên co mày nói thật sự không còn đường quay đầu nếu như tu luyện diệt thế đạo mà cuối cùng lại biến thành vô tình lãnh huyết như tuế hàn vũ thì ninh tiểu xuyên quả thật không muốn tu luyện chút nào tuế hàn vũ liếc nhìn ninh tiểu xuyên nói tiến về phía trước có thể táng thiên địa nếu như quay đầu lại thì chỉ có thể táng chính mình con đường tu luyện vốn dĩ có quá nhiều điều thân bất do kỷ Bất luận là đạo nào cũng đều không giống nhau. Nàng lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halleyji Audio. Ngươi đã ngưng tụ thành võ hồn pháp thân, xem như chính thức bước vào địa tôn cảnh tầng thứ nhất. Vốn dĩ với lực lượng huyết dịch thứ thần, ngươi có thể trực tiếp đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ ba. Chẳng qua, bây giờ ngươi còn trẻ tuổi, cảnh giới đột phá quá nhanh cũng chỉ có hại đối với ngươi. Cho nên ta mới đem những huyết dịch thứ thần còn lại dung nhập vào sâu bên trong huyết mạch của ngươi. Theo thời gian trôi qua huyết dịch của thứ thần sẽ chậm rãi tản mát ra trong cơ thể ngươi nói cách khác mặc dù cảnh giới hiện nay của ninh tiểu xuyên chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ nhất thế nhưng khoảng thời gian tiếp theo tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều bởi vì lực lượng huyết dịch thứ thần ẩn tàng trong huyết mạch sẽ chậm rãi phóng thích trong lúc vô tình cải tạo khiến cho cảnh giới của hắn tăng trưởng nhanh chóng ninh tiểu xuyên nhắm hai mắt lại hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại hơn trước kia rất nhiều so với bản thân trước đây quả thực không phải là cùng một cấp bậc lực lượng tuế hàn vũ nói sau khi ngươi hoàn toàn khống chế được ma kiếm ta sẽ xuất hiện lần nữa đến lúc đó ta sẽ chuyển cho ngươi diệt thế đạo chân chính dứt lời bóng dáng của tuế hàn vũ đã biến mất khỏi ma kiếm ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại hoàn toàn khống chế ma kiếm ninh tiểu xuyên khẽ lẩm bẩm muốn hoàn toàn khống chế ma kiếm thì ninh tiểu xuyên nhất định phải luyện ra chín đạo diệt thế chi khí hiện nay hắn đã tu luyện được 7 đạo diệt thế chi khí rồi chỉ còn thiếu hai đạo mà thôi ta thật mong chờ có thể khống chế được ma kiếm hoàn toàn đến lúc đó sẽ phát huy được uy lực như thế nào ninh tiểu xuyên đứng dậy vắt tay một cái lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ trong thiên địa đều như nằm trong tay mình đây là lực lượng của võ tôn sao hai chân hắn khẽ gập lại thân thể trầm xuống sau đó đột nhiên phóng lên ẩm thân thể huyết nhục của hắn phá tan bùn đất sâu trăm mét đụng nát một tảng nham thạch lại một lần nữa quay trở về mặt đất ninh tiểu xuyên đứng trên bãi cỏ xanh xung quanh đều là cây cối thô to, hắn khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thiên địa huyền khí trong phạm vi 10 dặm, đều biến thành từng tia khí lưu, tràn vào trong cơ thể hắn. Một nhịp hô hấp có thể hút sạch toàn bộ thiên địa huyền khí trong phạm vi 10 dặm. Võ tôn khác căn bản không thể làm được chuyện này, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại làm được. Đó là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn những võ tôn khác, thể chất cường đại hơn gấp 10, gấp trăm, thậm chí gấp nghìn lần, Thất khiếu thần ma tâm cung trong cơ thể Ninh Tiểu xuyên đã thức tỉnh, tâm thần cảm ứng trở nên cường đại không gì sánh nổi. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được khí tức của một hồng lai. Vụt, thân thể Ninh Tiểu xuyên khẽ động, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn đã đứng trên một tòa núi lớn, tựa như lăng không xuất hiện, căn bản không người nào có thể nhìn thấy rõ hắn làm thế nào có thể xuất hiện ở nơi này. Tốc độ nhanh tới một trình độ nhất định, có thể vượt qua năng lực phân biệt của mắt thường. Rất hiển nhiên, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã vượt qua năng lực phân biệt của mắt thường. Ngọn núi này cao tới ngàn mét, dốc cao hiểm trở, bốn phía vách núi đều bị từng tảng đá lớn màu trắng bao trùm, chỉ có một vài loại thảm thực vật sinh trưởng. Mộc Hồng Lai bị ma kiếm chém trọng thương, ma khí xâm nhập vào người hắn, ăn mòn võ thể. Cho nên hắn vẫn một mực ẩn thân trong ngọn núi lớn này để trị thương, muốn bức ma khí ra khỏi cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên vừa xuất hiện dưới chân núi, thì Mộc Hồng Lai đã cảm ứng được khí tức của hắn. Đôi mắt Tà Khí dày đặc đột nhiên bừng mở, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu. Ninh Tiểu Xuyên duỗi ra một ngón tay, chỉ lên bầu trời, võ nguyên khí câu thông với thiên địa, xuất hiện cảnh tượng mây mù dày đặc. Bầu trời lập tức phong vân biến sắc, mây đen không ngừng tập trung lại, cuồn cuộn trên không trung, che kín cả mặt trời. Nếu như nhìn lên trên trời, quả thực giống như một vùng biển lớn màu đen, sóng đen cuộn trào, hiện ra cảnh tượng như khô lâu, ma chảo. Ừm, uhm, một đạo thiểm điện màu tím từ trong mây xẹt qua, xuyên qua bầu trời, rạch phá trời đất thành hai nửa. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều thiểm điện xuất hiện, giống như hơn 10 đạo điện long vặn vẹo trên bầu trời, sau đó bổ xuống, kết thành lưới, đồng thời còn kèm theo thanh âm lôi đình, khiến cho toàn bộ huyền thú trong núi đều giật mình lo sợ. Bầu không khí càng ngày càng trở nên nặng nề và khắc nghiệt. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới mấy đen, mái tóc trên đầu tung bay theo gió, ánh mắt trở nên thâm thúy bình tĩnh, tựa như đã trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Bầu trời biến đổi bất ngờ, lôi điện đan sen. Ầm, um, một đạo thiểm điện màu tím thô to như thùng nước từ trên trời đánh xuống, nện lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, ngàn vạn đạo thiểm điện chút xuống, kết nối bầu trời với mặt đất, tựa như tạo thành một thác nước thiểm điện. Cảnh tượng đồ sộ không gì sánh nổi, cực kỳ rung động nhân tâm, nếu người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng thần linh đang nổi giận. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Núi lớn bị thiểm điện đánh cho bốc lên bụi mù cuồn cuộn, cự thạch lăn xuống, mặt đất run rẩy cỏ cây lập tức biến thành cho bụi thiểm điện oanh kích hơn một phút khiến cho tòa núi lớn cao hơn ngàn mét bị san thành bình địa trên mặt đất đất đá cháy đen không còn lấy một cọng cỏ đây là hình ảnh khủng bố không gì so sánh được căn bản không phải con người có thể tạo ra đoán chừng cũng chỉ có lực lượng của thần thánh mới làm được ninh tiểu xuyên cuối cùng ngươi cũng xuất hiện lần nữa rồi khặc khặc ta nhất định phải nghiền ngươi thành cho mộc hồng lai có cương khí hộ thể cho nên cũng không bị đánh thương từ dưới lòng đất lao ra trong miệng ngậm một cái xích sắt màu đen một đầu xích sắt cột một thanh liêm đao màu xanh trên đao lưu động hình vẽ quỷ dị đây là một kiện huyền khí cường đại bị mộc hồng lai giấu trong cơ thể mặc dù hắn đã mất đi hai tay thế nhưng vẫn có thể thi triển huyền khí phát động công kích thoáng nhìn qua ngực của mộc hồng lai phát hiện vết thương do ma kiếm tạo thành đến bây giờ vẫn chưa khép lại trên miệng vết thương biến thành màu đen bên trong không ngừng nhỏ ra máu tươi màu đen vết thương do ma kiếm tạo thành mang theo ma tính cường đại cho dù là với tu vi của mộc hồng lai cũng không thể bức ra ma kiếm được chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế không ngừng tăng lên liêm đao phóng tới cổ của ninh tiểu xuyên kéo động một tia lửa xanh trong không khí khiến không khí có chút vặn vẹo ánh mắt ninh tiểu xuyên ngưng tụ năm ngón tay tràn ra một tia điện quang bao trùm bàn tay một trưởng đánh bay liêm đao trở về trưởng ấn khổng lồ đánh cho mộc hồng lai không ngừng lùi về phía sau phành 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 ninh tiểu xuyên đánh ra ba trưởng mỗi một trưởng nện xuống đều đánh cho mộc hồng lai lùi về sau mấy bước lúc trưởng thứ ba đánh xuống mộc hồng lai đã bị đánh bay ra ngoài lăn trên mặt đất miệng không ngừng hộc ra máu tươi mộc hồng lai cảm thấy hai chân đau nhói xương cốt như muốn đứt rời trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ quả thực không thể tin nổi là bản thân lại bị một tiểu bối dùng ba trưởng đánh bại hơn nữa lực lượng mà ninh tiểu xuyên vừa bạo phát ra quả thật khiến hắn cảm thấy mình căn bản không thể địch lại ngươi vừa mới tiến vào địa tôn cảnh chiến lực không có khả năng mạnh như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Mộc Hồng Lai đạt tới địa tôn cảnh đã 30 năm, tu vi thâm hậu, biết rõ mỗi cảnh giới nhỏ của địa tôn cảnh đều chênh lệch rất lớn, căn bản không có khả năng vượt cấp đánh bại địch nhân. Ninh Tiểu Xuyên lộ ra dáng vẻ khí định thần nhàn, ngón tay áo phẩy phẩy bụi trên góc áo, từng bước đi lại, nói: "Võ giả bình thường mới chênh lệch cảnh giới, chênh lệch thể chất, thiên phú của ngươi là cấp bậc ức vạn dặm chọn một, chỉ có thể xem là thiên tài bình thường, còn thiên phú của ta là cấp bậc vạn năm khó gặp, cùng là một thanh bảo kiếm, nhưng một thanh dùng huyền thiết luyện chế thành, còn một thanh dùng sắt thường tạo thành, vậy thì thanh kiếm nào có thể phát ra được uy lực mạnh hơn? Đừng nói là bây giờ ngươi không có hai tay, cho dù là lúc chiến lực của ngươi toàn thịnh nhất, ta cũng nắm chắc mười phần có thể đánh bại ngươi. Sau khi đạt tới địa tôn cảnh, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã không còn như trước, không chỉ đơn giản là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Tại thoát tục tầng thứ 9, hắn đã có thể đối chiến với võ tôn, bây giờ hiển nhiên lại càng mạnh hơn mộc hồng lai không cam lòng thân hình hóa thành một vòng xoáy lớn cuốn cho mặt đất cát bay đá chạy tựa như thiên thạch va chạm với mặt đất một cước đá về phía ninh tiểu xuyên đây chính là một kích mà hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân để bạo phát ra ninh tiểu xuyên vắt chéo tay sau lưng một cánh tay vươn ra trong lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh ngàn vạn ngôi sao một vầng nguyệt qua lơ lửng trong lòng bàn tay xuất hiện cảnh tượng tinh nguyệt đồng thiên tựa như một tiểu vũ trụ mênh mông xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn hình ảnh mỹ lệ không gì sánh bằng ẩm um, cánh tay của ninh tiểu xuyên nắm chắc lấy chân của mộc hồng lai đánh tan toàn bộ lực lượng của mộc hồng lai khẽ vung tay một cái liền ném mộc hồng lai bay ra ngoài nếu như để người khác nhìn thấy hắn tùy tiện ném một vị võ tôn đi nhất định sẽ bị dọa cho rớt mắt phành 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 mộc hồng lai bị ném ra ngoài đụng gãy một gốc cây lớn nửa thân người bị lún vào trong đất toàn thân đều là bụi mù chật vật tới cực điểm ninh tiểu xuyên nói là kẻ nào nói cho ngươi biết ta ở trong khu rừng mẫu đằng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đi đến khu rừng mẫu đằng, liền tiến vào thiên đế thần cung, nếu không phải có người tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, Mộc Hồng Lai tuyệt đối không có khả năng tìm được đến nơi này. Mộc Hồng Lai cố gắng nhịn đau, đứng dậy cười lớn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Không sao, ta có biện pháp để biết chuyện mà ta muốn biết. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, lập tức xuất hiện sau lưng Mộc Hồng Lai bàn tay bị thiểm điện bao trùm đặt lên đỉnh đầu hắn ép cho mộc hồng lai quỳ xuống đất thất khiếu trong cơ thể mở ra toàn bộ tư duy và suy nghĩ của mộc hồng lai đều tự động truyền vào trong ý thức hải của ninh tiểu xuyên đây là năng lực của thất khiếu thần ma tâm cung sau khi thức tỉnh có thể biết được suy nghĩ trong lòng người khác có thể nhìn thấu tư duy trong lòng họ có thể phát hiện ra toàn bộ bí mật giấu trên người đối phương nói cách khác trong lòng đối phương có bất kỳ suy nghĩ gì đều sẽ bị ninh tiểu xuyên phát giác ra ta vốn đã hoài nghi ngươi làm sao có thể thoát khỏi từ trong tay đạo chủ thiên diệt đạo thì ra là được vân trung hầu cứu ngươi nói thế nào thì ngươi cũng từng là tổng đàn chủ của thiên diệt đạo bây giờ không ngờ lại biến thành nô tài cho vân trung hầu xem ra không chỉ thân thể của ngươi tàn mà ngay cả võ đạo chi tâm cũng đã tàn phế rồi ninh tiểu xuyên đã biết là người nào muốn đối phó với mình liền buông tay ra trong lòng mộc hồng lai lại càng khiếp sợ mãnh liệt không ngờ ninh tiểu xuyên lại có thể cường hành tiến vào ký ức của hắn nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn loại thủ đoạn này quả thật đáng sợ như yêu nghiệt ngươi ngươi mộc hồng lai lúc này ngay cả ý nghĩ đối nghịch với ninh tiểu xuyên cũng không dậy lên nổi chỉ muốn lập tức đào tẩu ninh tiểu xuyên liếc nhìn hắn lập tức điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung quát trở lại cho ta thân thể mộc hồng lai hoàn toàn mất đi sự khống chế không ngờ lại thật sự lui trở về quỳ dạp trước mặt ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên đã có thể khống chế được suy nghĩ của hắn tất nhiên cũng có thể khống chế được nhất cử nhất động của hắn cho dù bây giờ ninh tiểu xuyên muốn hắn tự sát hắn cũng sẽ lập tức một đao chấm dứt tính mạng của mình thất khiếu thần ma tâm cung sau khi thức tỉnh quả nhiên lợi hại không biết có thể khống chế được hỗn độn tâm cung của linh hư tôn giả hay không ninh tiểu xuyên đột nhiên nảy sinh chiến ý dày đặc hỗn độn tâm cung của linh hư tôn giả có thể khống chế được lực lượng thời gian và không gian quả thật quỷ thần khó lường có thể điên đảo thời không quyết thắng ngoài ngàn dặm nếu như không phá được không gian pháp tắc của nàng thì không ai có thể đánh bại được nàng mà thất khiếu thần ma tâm cung lại có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của võ giả khống chế tâm thần võ giả nếu như ninh tiểu xuyên có thể lợi dụng thất khiếu thần ma tâm cung để khống chế tâm thần của hỗn độn tâm cung thì chứng tỏ hắn có thể chiến thắng được linh hư tôn giả thế nhưng hỗn độn tâm cung không ở trong thời không mà tồn tại ngoài ngũ hành thất khiếu thần ma tâm cung thật sự có thể khống chế được nó sao hỗn độn tâm cung và thất khiếu thần ma tâm cung, quả thật mỗi thứ một công dụng, cũng có thể chiến thắng đối phương, mà cũng có thể bị đối phương đánh bại. Cả hai đều là võ đạo chi tâm cao cấp nhất trên thế gian, rất khó phân ra mạnh yếu. Mộc Hồng Lai bị Ninh Tiểu Xuyên chấn áp tâm thần, đã trở thành tâm nô của Ninh Tiểu Xuyên. Võ tôn địa tôn cảnh tầng thứ ba, cho dù bị phế đi hai tay, nhưng chiến lực vẫn rất khả quan A à song đầu thạch thú, đưa ta về lại hoàng thành. Song đầu thạch thú từ trong huyền thú dám bay ra, thân hình cao tới 72 mét, mở ra một đôi cánh đá dài tới hơn 100 mét, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ, khí tức hùng hậu, chấn nhiệt tất cả huyền thú trong núi đều sợ hãi đến phát run. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, Mộc Hồng Lai đều nhảy lên lưng song đầu thạch thú. Đôi cánh khổng lồ của song đầu thạch thú vỗ mạnh một cái, thân hình như một cơn lốc bay đi, giống như quái thú nhảy vào tầng mây. Hai ngày tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên đều tu luyện, củng cố cảnh giới. Đã rời khỏi Hoàng Thành hơn một năm, cũng không biết thế cục tại Hoàng Thành bây giờ như thế nào rồi. Không biết U Linh Sơn Trang và Thần Kiếm Cung đã phát triển đến trình độ nào. Lúc màn đêm buông xuống, Ninh Tiểu Xuyên đã trở lại U Linh Sơn Trang. Trong Sơn Trang, hoa hải đường tràn ngập khoai sắc, bốn ngôi như mùa xuân, hương hoa thơm ngát, dưới ánh đèn đêm chiếu rọi, càng trở nên bắt mắt. Ai có thể ngờ được U Linh Sơn Trang khiến cho võ giả trong thiên hạ sợ hãi, như hổ, lại là địa phương có phong cảnh tú lệ như vậy. Phía tây của Sơn Trang, lưng dựa vào vách núi, bên dưới có một cái diễn võ trường cực lớn. Bốn phía diễn võ trường đều đúc tám cái trụ đồng, cao tới 10 trượng, bên trên bốc cháy hỏa diễm hừng hực, khiến cho trên mặt đất không ngừng xuất hiện bóng người biến hóa. Trong diễn võ trường có một đám thiếu nữ mặc y phục màu đen, nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14, lớn tuổi nhất cũng không quá 20. Dung nhan của các nàng đều rất mỹ lệ, trong đó thậm chí cũng không thiếu gian nhân quốc sắc thiên hương. Các nàng đều đang luyện kiếm. Người cầm đầu luyện kiếm chính là cao thủ hàng đầu trong U Linh Sơn Trang. U Linh Sứ Giả U Linh Sứ Giả cũng là một nữ tử, dáng người rất tuyệt hảo, hai đồi núi ngạo nhân, vòng eo ngọc thon nhỏ, mặc kim giáp hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ vàng, kiếm ảnh nhanh đến mức khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Kiếm khí tung bay, khiến cho trong phạm vi 10 mét đều dày đặc kiếm ảnh, tạo thành một cái vòng kiếm khí. U Linh Sứ Giả đột nhiên thu kiếm, kiếm khí quanh người cũng đồng loạt tiêu tán đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía những thiếu nữ mặc hắc y trong diễn võ trường lạnh lùng nói các ngươi đều là thiên tri kiều nữ được lựa chọn ra từ trong các đại gia tộc và tông môn muốn cho gia tộc và tông môn của các ngươi đạt được địa vị càng cao hơn thì nhất định phải cố gắng tu luyện nếu như trở thành kiếm thị bên người trang chủ thì chính là vinh quang vô hạn đối với các ngươi trong đó một thiếu nữ tóc dài dáng người nhỏ nhắn da thịt trắng tuyết lên tiếng không biết phải đạt đến tu vi như thế nào mới có tư cách trở thành kiếm thị bên cạnh trang chủ. Trên trán của nàng lấm tấm mồ hôi, vừa rồi tu luyện kiếm quyết, đã tiêu hao không ít thể lực. U Linh Sứ Giả nói, bên cạnh trang chủ, ít nhất phải có bốn kiếm thị có thể phân phó, không chỉ tu vi võ đạo cường đại, mà còn có thể giúp trang chủ làm việc. Dung mạo cũng phải mỹ lệ, phải biết cách phục thị trang chủ như thế nào. Ở đây có tổng cộng hơn 120 thiếu nữ, đều là thiên tri kiều nữ được lựa chọn kỹ lưỡng từ trong các gia tộc tông môn, có rất nhiều người là con gái của gia chủ, cháu gái trưởng lão tông môn đều muốn trở thành kiếm thị cho trang chủ U Linh Sơn Trang, như vậy sẽ khiến cho gia tộc hoặc tông môn của mình được U Linh Sơn Trang chiếu cố đặc biệt. Kiếm thị bên người trang chủ U Linh Sơn Trang có quyền lợi rất lớn. Tựa như tư đồ Phượng Vũ của tư đồ gia tộc, bây giờ chính là kiếm thị duy nhất bên cạnh trang chủ U Linh Sơn Trang, chấp trưởng Huyền binh điện của U Linh Sơn Trang, có thể so với một điện chủ, địa vị cao không thể với tới. Vụt một thanh âm xé gió xẹt qua không trung diễn võ trường, khiến cho hỏa diễm cháy trong trụ đồng bốc lên càng mãnh liệt. Ánh mắt của U Linh Sơn Trang nhìn về sâu trong bầu trời đêm, hàng lông mày khẽ nhíu lại, chiến kiếm trong tay dài ra hơn một thước, quát: "Kẻ nào dám đêm hôm xông vào Hải Đường Trang Viên? U Linh Sơn Trang, bổn trang chủ trở về rồi." Ninh Tiểu Xuyên mặc áo bào màu trắng, trên mặt cũng mang mặt nạ vàng, cưỡi gió mà đi, từ trên trời bay xuống. Mộc Hồng lai theo sau Ninh Tiểu Xuyên trên người mang theo khí tức hùng hậu cấp bậc võ tôn. U linh sứ giả lập tức thu hồi chiến kiếm, trong mắt lộ vẻ vui mừng, quỳ một chân trên đất, nói. Bái kiến trang chủ. Tất cả thiếu nữ mặc hắc y trong diễn võ trường lần đầu tiên nhìn thấy xuyên công tử, trong truyền thuyết, gần như đều sửng sốt mất nửa ngày, sau đó mới lập tức quỳ xuống đất, cung kính hô vang. Bái kiến trang chủ. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía diễn võ trường, trái tim thoáng đập mạnh, tất cả bọn họ đều là nữ tử xinh đẹp, tu vi mỗi người đều không tệ, trong đó còn có một vài nữ tử mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành. Tất cả đứng lên đi, U Linh sứ giả, ngươi định làm gì? Huấn luyện sát thủ sao? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. U Linh sứ giả tất nhiên chính là mộng ảnh, nàng đã từng là đệ nhất nhân kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng cho rằng nàng đang huấn luyện sát thủ cho U Linh Sơn Trang. Mộng ảnh nói, ở đây có tổng cộng 128 thiên tri kiều nữ, đều là những thiếu nữ thiên tài được lựa chọn ra từ trong đại gia tộc và tông môn, ta định tìm ra ba kiếm thị cho trang chủ, cùng với tư đồ phượng vũ, tạo thành bốn đại kiếm thị, cung cấp cho trang chủ phân công. Còn những người còn lại thì ta sẽ huấn luyện thành sát thủ, tạo ra sát thủ điện cho U Linh Sơn Trang. Mộng ảnh có thể cảm nhận được rõ ràng, lần này Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn không còn giống như xưa, cho dù chỉ đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên nàng không dám biểu hiện vẻ càn rỡ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên như trước kia, mà lộ vẻ vô cùng cung kính. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Lần này ta trở về, quả thật có rất nhiều chuyện muốn làm, bên cạnh cũng cần vài nhân thủ. Như vậy đi, để ta chọn ra ba kiếm thị. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía diễn võ trường, ánh mắt đảo qua mỗi một thiếu nữ, nói. Các người hãy chuẩn bị đi, phàm là người có thể trở thành kiếm thị bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Trong sân, tất cả thiên tri kiều nữ đều cảm thấy khẩn trương, trang chủ U Linh Sơn Trang đang muốn tự mình lựa chọn kiếm thị, nếu như có thể trở thành kiếm thị như vậy cũng giống như một bước lên trời tương lai có thể trợ giúp bên cạnh vị bá chủ tài đạo này ánh mắt của ninh tiểu xuyên sắc bén tới cực điểm một luồng khí thế võ tôn bùng phát ập về phía diễn võ trường một đám lớn thiếu nữ mặc hắc y bị khí thế vô hình của võ tôn đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất có người ngất xỉu có người trọng thương hộc máu chỉ còn lại tám thiếu nữ mặc hắc y là có thể ngăn cản được khí thế võ tôn chỉ lùi về sau mấy bước sau đó liền ổn định bước chân dáng vẻ vô cùng chật vật. Trong đó, có một thiếu nữ 17, 18 tuổi là cường đại nhất, trên thân thể hình thành một vòng tròn cương khí, bảo vệ thân thể, dưới khí thế võ tôn cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà không hề lùi lại một bước nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8 thiếu nữ còn lại đều lần lượt ngã xuống đất, chỉ còn lại một thiếu nữ ở trong diễn võ trường là thân thể không ngừng lùi về sau, hiển nhiên, nàng cũng đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi khí thế võ tôn, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người thiếu nữ 17, 18 tuổi kia, nói. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ này dáng người cao gầy, đặc biệt là hai chân cực kỳ thon dài, mặc dù mặc trường bào màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người tuyệt hảo của nàng. Nàng quỳ một chân trên đất, mái tóc đen rủ xuống đất, nói. Thiên mục tập, hoác gia, hoác thi âm, bái kiến trang chủ. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại chọn ra hai thiếu nữ tu vi xuất sắc khác. Các nàng lần lượt là Trần Cửu Huyên, Dạ Nguyệt Thiên, Trần Cửu Huyên và Dạ Nguyệt Thiên đều chỉ mới 16 tuổi, tu vi võ đạo đạt tới thần thể tầng thứ nhất. Tu vi võ đạo của Hoắc Thi Âm thì đã đạt tới thần thể tầng thứ bảy. Từ niên kỷ của các nàng mà xét, tu vi đều rất khả quan, hơn nữa thể chất cũng không tệ, nếu có đủ tài nguyên thì tu vi nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Những thiếu nữ mặc hắc y không được lựa chọn, đều cảm thấy vô cùng lạc lõng, cực kỳ hâm mộ ba người Hoắc Thi Âm, từ nay về sau, địa vị của ba người các nàng nhất định sẽ là một bước lên trời. Ninh Tiểu Xuyên phất tay một cái, một đám cửu thải thần quang bay ra ngoài, rơi vào trong tay những thiếu niên hắc y kia, nói. Đây là cửu thải huyền thủy, mỗi người đều có một giọt. Hãy cố gắng tu luyện, làm việc cho U Linh Sơn Trang, tương lai sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Hoác Thi Âm, Trần Cửu Huyên, Dạ Nguyệt Thiên, ba người các ngươi hãy đi báo cho hai vị hộ pháp vương, năm đại điện chủ đến nghị sự đường gặp ta. Nô Tài đã rõ, ba kiếm thị dáng người uyển chuyển quỳ trên mặt đất, lộ vẻ mừng rỡ các nàng biết các nàng đã có tư cách lắng nghe cao tầng của U Linh Sơn Trang nói chuyện, đây chính là một loại đại biểu cho thân phận. Những thiếu nữ mặc hắc y còn lại đều nhận được một giọt cửu thải huyền thủy, trong lòng cực kỳ hưng phấn, một giọt cửu thải huyền thủy này cũng tương đương với một viên huyền thạch tinh khiết, trang chủ quả nhiên ra tay hào phóng không phải bình thường. Đương nhiên, trong các nàng cũng có một vài người cảm thấy ảm đạm, ngay cả các nàng còn có thể đạt được bảo vật như cửu thải huyền thủy, vậy thì ba người trở thành kiếm thị, phải chăng còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện nhiều hơn u linh sơn trang nghị sự đường hai đại hộ pháp vương năm đại điện chủ đều vội vàng tập trung tả hộ pháp vương hoàng tam chỉ hữu hộ pháp vương mộ dung hoa điện chủ chấp pháp điện hàn phú về phần bốn đại điện chủ còn lại ninh tiểu xuyên đều không biết bốn đại điện chủ kia đều mặc hắc y mang mặt nạ quỷ đứng thành một hàng quỳ một chân trên mặt đất phó điện chủ huyền binh điện thường thục tử phó điện chủ sát thủ điện, Trương Chiêu Long. Điện chủ phi ưng điện, Vạn Tuyết. Điện chủ kim ngọc điện, Ngọc Mãn Lâu. U Linh Sơn Trang thành lập năm đại điện, đều có giá trị tồn tại đặc thù. Chấp pháp điện duy trì trật tự nội bộ. Huyền binh điện quản lý binh khí, chiến câu. Sát thủ điện ám sát cường giả võ đạo. Phi ưng điện tạo thành mạng lưới tình báo cho U Linh Sơn Trang. Kim Ngọc Điện thì thu thập tài phú cho U Linh Sơn Trang. Dưới năm đại điện, còn có 18 U Linh chiến doanh, chẳng qua là 18 U Linh chiến doanh chỉ mới xây dựng trong thời gian ngắn, còn chưa tạo thành quy mô, cho nên 18 vị U Linh kỵ sĩ trưởng cũng không đến đây tham gia nghị sự. Ninh Tiểu Xuyên quét qua mọi người bên dưới, nói, đầu tiên, ta tuyên bố một chuyện. Từ hôm nay trở đi, bên cạnh của ta sẽ có bốn vị kiếm thị, tư đồ phượng vũ, Hoắc thi âm, trần cửu huyên, dạ nguyệt thiên. Nếu như ta có mệnh lệnh, đều sẽ do các nàng thay ta truyền đạt. Ta sẽ lấy một chữ trong tên của bốn người, gọi tắt bốn đại là âm cửu thiên. Cần tuân ý chỉ của trang chủ. Mọi người đồng thanh nói. Chuyện thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Mộc Hồng Lai. Mộc Hồng Lai lập tức quỳ xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hô to, bái kiến trang chủ. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta sắc phong mộng ảnh là đệ nhất U Linh Sứ Giả, còn vị tôn giả cụt tay này là đệ nhị U Linh Sứ Giả, của U Linh Sơn Trang. Xin hỏi trang chủ, người này rốt cuộc là ai, có thể đảm nhiệm được đệ nhị U Linh Sứ Giả không? Điện chủ chấp pháp điện Hàn Phú có chút nghi vấn. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Hàn Phú, tu vi võ đạo của ngươi đã bước vào thoát tục tầng thứ 8 rồi." Hàn Phú thoáng ưỡn ngực, nói: "Thuộc hạ tự tin có thể đánh bại cao thủ thoát tục tầng thứ 9." "Rất tốt, vậy ngươi thử giao thủ với đệ nhị U Linh sứ giả xem, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu của hắn, ta có thể cho ngươi một kiện huyền khí thất phẩm." Ninh Tiểu Xuyên nói. "Thật sao?" Hàn Phú rất tự tin đối với tu vi của mình, liền tra sát nắm quyền từ trên ghế đứng dậy đúng vậy ninh tiểu xuyên khẽ cười phành ninh tiểu xuyên vừa dứt lời hàn phú đã bị một cước đá trúng ngực bay ngược ra ngoài đánh vỡ đại môn nghị sự đường lăn trên đất mấy vòng đệ nhị u linh sứ giả quỳ gối trong hành lang giống như từ đầu tới cuối chưa từng nhúc nhích tốc độ cực nhanh quả thật khiến người khác phải nghẹn họng mà nhìn ở đây ngoại trừ ninh tiểu xuyên ra thì người có tu vi cao nhất là hoàng tam chỉ chỉ có hắn là cảm ứng được một luồng lực lượng bắt thường quái miệng khẽ giật nói lực lượng cấp bậc võ tôn tất cả mọi người trong nghị sự đường đều khiếp sợ vậy là u linh sơn trang lại có thêm một vị võ tôn rồi nên biết rằng ngay cả kiếm các hầu phủ cường thịnh cũng chỉ có hai vị võ tôn mà thôi mà bây giờ tăng thêm xuyên công tử u linh sơn trang đã có ba vị võ tôn vững vàng tiến vào thế lực đỉnh cao trên mặt mộc hồng lai cũng mang một cái mặt nạ quỷ mặc một bộ áo xám khiến mọi người không thể nhìn ra thân phận thật của hắn chỉ biết là bên cạnh xuyên công tử lại có thêm một vị đệ nhị u linh sứ giả cấp bậc võ tôn hàn phú ôm lấy ngực huyết nhục mơ hồ trở lại nghị sự đường nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm đệ nhị u linh sứ giả trong lòng sợ hãi không thôi ninh tiểu xuyên cười nói hàn phú ngươi đã đi theo bổn trang chủ làm việc thì trang chủ cũng không bạc đãi ngươi viên đại địa độc tôn đan này cho ngươi cố gắng tu luyện tranh thủ tạo ra thêm một vị võ tôn cho u linh sơn trang ống tay áo của ninh tiểu xuyên phất lên có một cái hộp huyền linh mộc rơi vào tay hàn phú Hàn Phú mở một góc hộp ra, bên trong lập tức phát tán huyền quang chín màu chói mắt, đàn hương thơm ngát lập tức tràn ngập khắp nghị sự đường. Quả thật chính là đại địa độc tôn đan trong truyền thuyết, hơn nữa dược khí so với đại địa độc tôn đan bình thường còn mạnh hơn, hào quang chín màu phóng ra, tựa như một viên linh châu lơ lửng trong hộp. Hai mắt Hàn Phú trợn trừng, ngón tay run run khép hộp lại, kích động không gì sánh nổi, vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Đa tạ trang chủ ban thưởng, thuộc hạ nhất định vì U Linh Sơn trang" vì trang chủ, cho dù đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan, đến chết mới thôi. Đã có đại địa độc tôn đan này, Hàn Phú tin rằng mình nhất định có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới địa tôn cảnh, trở thành võ tôn được người người kính ngưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những võ giả khác có mặt ở đây cũng kích động không gì sánh nổi, trong mắt tràn ngập ánh sáng hâm mộ và ghen ghét, nếu như có thể có được một viên đại địa độc tôn đan bọn hắn cũng tự tin rằng bản thân có thể đạt tới địa tôn cảnh thoát tục cảnh và địa tôn cảnh mặc dù chỉ tranh lệch một cảnh giới thế nhưng tu vi võ đạo và thân phận địa vị lại tranh lệch một trời một vực không thể so sánh cuối cùng cũng có người ngồi không yên điện chủ phi ưng điện vạn tuyết đứng dậy nói điện chủ chấp pháp điện từ sau khi đến u linh sơn trang không hề có bất kỳ đóng góp nào trang chủ ban thưởng cho hắn trọng bảo như đại địa độc tôn đan e rằng sẽ khiến nhiều người không phục hàn phú quát to lớn mật trang chủ ban thưởng đại địa độc tôn đan cho ta chính là muốn ta đóng góp càng nhiều hơn cho sơn trang điều này đại biểu cho sự kỳ vọng của trang chủ đối với ta vạn điện chủ bất mãn như vậy chẳng lẽ cảm thấy trang chủ không biết làm việc cần phải dạy trang chủ làm thế nào ư ừ. thuộc hạ không dám vạn tuyết biến sắc lập tức quỳ dạp trên đất ninh tiểu xuyên nói tất cả đứng lên đi không phải chỉ là một viên đại địa độc tôn đan thôi sao phàm là võ giả đạt tới thoát tục tầng thứ chín đều có thể được nhận một viên đại địa độc tôn đan. Ầm. Um, tất cả mọi người đều chấn kinh, chẳng lẽ trang chủ vẫn còn đại địa độc tôn đan? Đại địa độc tôn đan chính là đan dược cực kỳ khan hiếm trong hàng ngũ cao cấp đan, xuất hiện một viên cũng sẽ dẫn tới chấn động, uống gì mấy viên. Cũng chính bởi vì đại địa độc tôn đan rất thưa thớt, cho nên muốn đạt tới cảnh giới võ tôn cũng càng khó khăn hơn. Chỉ có loại khác thường như Ninh Tiểu Xuyên mới có thể một hơi luyện chế ra mấy viên đại địa độc tôn đan. Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng luyện chế ra 7 viên đại địa độc tôn đan, viên thứ nhất giao cho đại trưởng lão Thiên Diệt Đạo. Khư hành hội, viên thứ hai thì ban cho Hàn Phú, trong tay hắn vẫn còn lại 5 viên đại địa độc tôn đan. Ninh Tiểu Xuyên nói, đại địa độc tôn đan chính là trí chí bảo võ đạo, trang chủ cũng chỉ có vài viên, cho nên, một viên cũng không thể lãng phí. Nếu như không tự tin trong thời gian ngắn có thể đột phá đến địa tôn cảnh, ta sẽ không ban thưởng đại địa độc tôn đan cho hắn, thuộc hạ có lòng tin chỉ trong ba ngày sẽ đột phá đến địa tôn cảnh cầu trang chủ ban thưởng đan mộng ảnh dáng người yểu điệu nửa quỳ trên mặt đất đôi mắt xinh đẹp bắn ra ánh sáng tự tin mãnh liệt ninh tiểu xuyên mỉm cười nói tốt nếu ngươi đã tự tin như vậy ta sẽ ban cho ngươi một viên đại địa độc tôn đan ninh tiểu xuyên lấy ra một viên đại địa độc tôn đan đưa cho mộng ảnh mộ dung hoa cũng ngồi không yên quỳ một chân trên đất nói thuộc hạ cũng có lòng tin trong vòng ba ngày đột phá đến địa tôn cảnh cầu trang chủ ban thưởng đan mộ dung tiền bối xin đứng lên cho dù lão nhân gia ngài chủ động cự tuyệt thì ta cũng sẽ để lại một viên đại địa độc tôn đan cho ngài ninh tiểu xuyên đem viên đại địa độc tôn đan thứ tư giao cho mộ dung hoa điện chủ phi ưng điện vạn tuyết do dự một lát sau đó lại quỳ rạp xuống nói thuộc hạ lòng tin trong nửa tháng sẽ đột phá đến địa tôn cảnh thỉnh trang chủ ban thưởng đan nếu như không thể đột phá thuộc hạ sẽ tự đoạn tâm mạch điện chủ kim ngọc điện ngọc mãn lâu cũng quỳ trên mặt đất nói. Thuộc hạ cũng có lòng tin như vạn điện chủ, nếu như trang chủ có ban thưởng đại địa độc tôn đan cho thuộc hạ, sau khi tu thành võ tôn, thuộc hạ nhất định sẽ vì trang chủ mà sông pha hiểm nguy không từ. Vạn tuyết và ngọc mãn lâu đều có tu vi thoát tục tầng thứ 9, hơn nữa đã dừng lại tại thoát tục tầng thứ 9 hơn 10 năm, nếu như không có đại địa độc tôn đan, có lẽ cả đời bọn hắn cũng khó có khả năng đột phá đến võ tôn. Cho nên, bọn hắn phải tranh thủ cơ hội này, cho dù phải dùng mạng tranh thủ thì cũng phải liều mạng một phen ninh tiểu xuyên nhìn hai người bọn họ một cái thật sâu nói mặc dù thiên tư của các ngươi bình thường thế nhưng nếu các ngươi đã có tinh thần như vậy chứng tỏ ý chí võ đạo của các ngươi đã siêu việt thường nhân đáng để bổn trang chủ dùng hai viên đại địa độc tôn đan để bồi dưỡng các ngươi hai viên đại địa độc tôn đan bay vào trong tay vạn tuyết và ngọc mãn lâu khiến cho hai người mừng rỡ như điên không ngừng lễ bái ninh tiểu xuyên quả thực xem ninh tiểu xuyên như phụ mẫu tái sinh phó điện chủ huyền binh điện và phó điện chủ sát thủ điện cũng muốn đạt được đại địa độc tôn đan, thế nhưng tu vi của bọn hắn chỉ mới thoát tục tầng thứ bảy, cho dù có đại địa độc tôn đan, thì cũng không có khả năng đột phá đến địa tôn cảnh trong thời gian ngắn. Cho nên, bọn hắn cũng không dám đi cầu xin ninh tiểu xuyên ban thưởng đan. Đến lúc này, trong nghị sự đường, đã có 5 người đạt được đại địa độc tôn đan. Ninh tiểu xuyên lại lấy ra vài cái bình ngọc hàn băng từ trong túi càn khôn, phân phó. Ân kiếm thị, đưa bình ngọc hàn băng cho bọn họ, mỗi người một bình, ba kiếm thị cũng có thể nhận được một bình. Hoắc thị âm cúi đầu, cung kính hỏi. Trang chủ, trong này là cửu thải huyền thủy. Ninh tiểu xuyên đáp, cửu thải huyền thủy chính là trí chí bảo tu luyện võ đạo, một giọt huyền thủy cũng có thể sánh ngang một viên huyền thạch. Một bình cửu thải huyền thủy này, quả thực chính là vô giá. Sau khi Vạn Tuyết và Ngọc Mãn Lâu đạt được cửu thải huyền thủy, lại kích động không thôi, nói. Có được cửu thải huyền thủy tương trợ, như vậy thì ta nắm chắc 10 phần có thể đột phá đến địa tôn cảnh rồi. Tất cả mọi người, trong nghị sự đường đều cảm thấy thủ đoạn của trang chủ thật quá lợi hại, ngay cả những bảo vật như Cửu thải huyền thủy và Đại địa độc tôn đan mà cũng có thể xuất ra, quả thật đúng là thần nhân mà. Nửa tháng sau, U Linh Sơn trang chúng ta sẽ có thêm 5 vị võ tôn, cộng lại là 8 đại võ tôn, đến lúc đó, nhất định toàn bộ thiên hạ đều phải run rẩy vì chúng ta. 8 đại võ tôn quả thật là một chuyện rất khủng bố, sẽ khiến toàn triều khiếp sợ, khiến cho tất cả đại vương hầu trong hoàng thành đều phải kinh hãi mộ dung hoa cười nói hắc ám đế thành muốn lợi dụng u linh sơn trang chúng ta để đối phó với ma môn ta thấy bọn chúng đã tính sai rồi một khi u linh sơn trang mọc đủ lông cánh cũng chính là lúc quyền chiến một phen với hắc ám đế thành hắc ám đế thành muốn bồi dưỡng u linh sơn trang trở thành công cụ để bọn hắn đối phó với ma môn ninh tiểu xuyên nói thế lực của ma môn đã xâm nhập vào hoàng thành rồi ư mộ dung hoa nói gần đây đại nhân vật của ma môn liên tiếp xuất hiện trong hoàng thành trong đó có cả nhân vật cấp bậc đạo chủ dựa theo tình báo phía dưới truyền đến ma môn rất có thể sẽ động thủ với kiếm các hầu phủ người khác không biết thân phận của ninh tiểu xuyên thế nhưng mộ dung hoa lại biết hắn nói ra lời này hiển nhiên là đang nhắc nhở ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên khẽ cho mày cười lạnh nói lá gan của ma môn thật không nhỏ kiếm các hầu phủ là hầu phủ thế tập nội tình thâm hậu nếu như bọn hắn dám động thủ với kiếm các hầu phủ chắc chắn sẽ dẫn phát tất cả đại vương hầu của hoàng thành liên thủ chống lai Đến lúc đó, bọn hắn nhất định không thể sống yên ổn trong hoàng thành này. Mộ Dung Hoa khẽ lắc đầu, nói. Thế nhân đều biết kiếm các hầu phủ bất đồng với Ngọc Lam Đại Đế. Ba năm trước, tiểu hầu gia ninh tiểu xuyên của kiếm các hầu phủ công nhiên chửi bới hoàng quyền, khinh rẻ thánh thượng, dẫn tới phong ba cực lớn. Sau đó, con trai thứ hai ninh thiên thành của kiếm các hầu phủ, thiếu chút nữa xuất lĩnh đại quân tiến nhập hoàng thành. Rất nhiều người trong thiên hạ đều lén nghị luận, kiếm các hầu phủ có ý phản, rất có thể sẽ cử binh mưu phản. Hiện nay thiên hạ dung chuyển bất an, mỗi người đều cố gắng tự bảo vệ mình, vào thời khắc mấu chốt, một vài vị vương hầu trong hoàng thành đều không dám thân cận quá mức với Kiếm các hầu phủ. Hiện nay, Ma Môn muốn đối phó với Kiếm các hầu phủ, những người hiểu rõ thánh ý, e rằng đều biết Ngọc Lam đại đế muốn mượn tay Ma Môn để diệt trừ Kiếm các hầu phủ. Cho nên, đoán chừng sẽ không có người nào giúp Kiếm các hầu phủ đâu. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên dần trở nên ngưng trọng, năm ngón tay bắt đầu siết chặt. Điện chủ Phi Ưng điện nói: Thế nhân cũng biết là, kiếm các hầu phủ không hề có bất kỳ uy hiếp nào đối với đế vị của Ngọc Lam Đại đế. Uy hiếp lớn nhất của Ngọc Lam Đại đế chính là huynh trưởng Đại Kim Bằng Vương của hắn, cũng chỉ có Đại Kim Bằng Vương phủ mới có thực lực đoạt được thiên hạ. Trong một năm này, từ vương hầu trong triều đình cho tới quốc sư tại các đại châu, phủ đều âm thầm chọn hàng ngũ. Có người đứng về phía Ngọc Lam Đại đế, ủng hộ hoàng quyền, cũng có người đứng về phía Đại Kim Bằng Vương phủ, ủng hộ Đại Kim Bằng Vương. Kiếm các hầu phủ nắm giữ một lượng lớn minh quyền, nhưng đến bây giờ vẫn bảo trì trung lập, cho nên, Ngọc Lam đại đế rất có thể sẽ mượn nhờ lực lượng của Ma môn, bức kiếm các hầu phủ phải chọn hàng ngũ. Nghe nói, Lan Phỉ công chúa đã từng thỉnh cầu Ngọc Lam đại đế tứ hôn, mà đối tượng tứ hôn lại chính là tiểu hầu gia của Kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên, chuyện này đã dẫn tới chấn động không nhỏ trong triều đình, cũng không biết là thật hay giả. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm ngưng trọng sau khi nghị sự kết thúc, tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, chuẩn bị bế quan tu luyện, muốn trong một ngày gần đây đột phá đến địa tôn cảnh. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, dạo bước trong tử khí viên. Vụt. Sáu đạo sương mù màu đen bay tới, ngưng tụ thành một nữ tử dáng người thướt tha, hai đồi núi no đủ, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn váy có chút nhách lên, lộ ra một mảng tuyết trắng mềm mại, đặc biệt hương diễm. Mộng ảnh không mang mặt nạ, gương mặt có vài phần ma mị, đôi mắt sáng ngời, lông mày kẻ đen nhánh, mái tóc dài mềm mại tung bay trong gió. Nàng tựa như một xà mỹ nữ, rúc vào trong ngực Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng nói. Trang chủ yêu nàng ta như vậy, nàng ta lại muốn dẫn cao thủ ma môn đi đối phó với kiếm các hầu phủ. Người như vậy, căn bản không đáng để trang chủ yêu. Nàng ở đây, tất nhiên là chỉ thánh nữ ma môn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta tin rằng, đây không phải là chủ ý của nàng ta. Thế lực trong ma môn cũng rất phức tạp, mặc dù nàng ta là thánh nữ, nhưng thực sự cũng không có khả năng một tay che trời tại sao ngươi còn không đi tu luyện mộng ảnh phì cười khẽ ngẩng cằm lên đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên nói ta biết rõ trong lòng trang chủ có điều ưu phiền cho nên muốn ở cùng trang chủ tối nay vạt áo của nàng mở rộng ra chỉ cần ninh tiểu xuyên hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy hai quả cầu tuyết trắng da thịt thập phần tinh tế tỉ mỉ không cần tối nay ta vẫn còn chuyện muốn làm ngươi đi tu luyện đi ta đoán là không bao lâu nữa thiên hạ nhất định sẽ phát sinh đại dung chuyển mà nguồn gốc của dung chuyển này rất có khả năng sẽ bắt đầu tại hoàng thành ninh tiểu xuyên suốt đêm tiến vào hoàng thành cũng không lập tức trở lại kiếm các hầu phủ mà là đến quan ngọc lâu lần này đến quan ngọc lâu ninh tiểu xuyên rõ ràng cảm nhận được có không ít cường giả võ đạo âm thầm ẩn tàng hiển nhiên đều là cao thủ ma môn ngọc ngưng xanh ngồi trong lương đỉnh, trên bệ đá đặt một cổ cầm ngón tay mảnh khảnh vuốt trên dây đàn mỗi một động tác đều ưu nhã động lòng người khí chất xuất trần trong rừng trúc, lá xanh rơi lả tả, có lá rơi vào trong lương đình, có lá rơi xuống dưới chân nàng, có lá bay qua trước mặt nàng. Gió mát khẽ thổi chiếc khăn che mặt tung bay, lộ ra tiên nhan như ngọc, quả thật giống như một tiên nữ đang đánh đàn. Ninh Tiểu Xuyên bước vào sân nhỏ, đứng bên ngoài đình, nhắm mắt lại lắng nghe nàng đánh đàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.